Nguyệt đó. Nguyệt. Đây rồi đó, cái miệng to. Kéo nãy rồi. Cái miệng to kinh. Nó không có cái bao tay này. Cái đấy chặt ra tính. Cái này là số 4, số 5 rồi. Em mượn luôn cái điện thoại bắt lòng. Chia sẻ hả? Đây nè. Tụi em đang còn có một bộ à. Phải không? Thế ta có trong đó mà không biết kiểu chi à, chụp cái nó tay viên to quá bỏ vô không gãy chị. Cái kéo cái gì tay viên to quá lấy vô tay em lên đồ bé gì đưa em lên đồ bé nha không biết nữa để nãy giờ em nguyệt để em ghi giờ tính tiền. Rồi hello cả nhà nha. Rồi, hello hello cả nhà nha. Hello chị Hồng Nguyễn nha, hello chị Tình Phạm. Hello chị Tường Nguyễn Thị nha. Hello chị Ngô Ngọc Thắm. Rồi Thái Nguyên chị em mình ơi, chấm tương tác lên luôn cho Nguyên nhé. Thả tim thả like chấm tương tác cho Nguyên nha. Mỗi trẻ mình vô xem like nhớ cho xin được chia sẻ nha. Cái ly cà phê tăng nó rồi sợ được. Bộ em đang mặc là đùi. Đùi. Bộ đùi nhưng 52-55 chứ mấy lưng chung cho lên cái này trước bỏ cái ghế này qua cho lên chỗ này nhìn nghe vẻ chặt đi ta cho cái này lên hàng xã này cho lên trước này. Hello chị Thúy trên đàn nhá ngày hôm nay dạ mình nhận được thông báo like vậy mình ơi nghe đã nhận được thông báo like chưa rồi được rồi rồi bán tặng hết cái này mỗi chị cho xin lượt chia sẻ nhé bán tặng hết những cái mã hàng một cái xả nè mười giờ 15 hôm qua lên lấy đồ người ta đã up lên trang cá nhân là người ta đã có việc ngày mốt đã ngày hôm nay đã ghé lái mà hôm qua up là ngày hôm qua nghỉ cả ngày mà up lên trang rồi đây rồi bán tặng hết những cái mã này 65 cái không vừa đâu chị ơi bộ em đang mang 105 một cái hàng này là bỏ qua bên kia rồi một hàng này bỏ qua bên kia nè rồi lên nha có rồi đúng không chia sẻ đưa rồi chia sẻ ra đội em đang mang là 105 em bán tặng những cái này để này hàng này là hàng xả hàng bom phát từ trước Tết bán tặng hết nhá bán tặng hết nhá cái mã đầu tiên size này dành cho bé nhà mình 14-15 kg tặng 19k luôn nha chia sẻ lên luôn dùng như vậy mà 19k con này chốt cho khách có logo người chia sẻ nhé chị nào không có logo người chia sẻ bỏ qua nhé chốt chia sẻ chốt bán tặng like chốt bán tặng like chốt bán tặng like 19k rồi cho nguyên con này nhé cái hàng like là chị bán tặng trên like nha chị cho chốt cho khách chia sẻ rồi đấy rồi con này bán tặng luôn nè comment mã này nè ui cái này đẹp cực luôn thun thái nhé tặng 29.000 luôn lên mã thỏ 29.000 size 57 thỏ 29.000 size 57 chị chốt lên cho những khách nào có logo người chia sẻ còn chị nào không có logo người chia sẻ bỏ qua lên mã 10
29.000. Còn em mã 29.000 trong là được size 57 nha. Hello chị Hiền Sally, hello chị Băng Như nha, hello chị Hồng Văn nha. Trời ơi, bộ có tông tàu khô chữ nổi. Size hàng này là từ 40 đến 60 nhá. Hàng này Nguyên đang sale mấy hả? 89.000. 89.000 đúng không? Bán tặng luôn hơi bị chậm phải không ta? Giờ mới tới cái áo đen đen mà. Giờ mới tới áo đen hơi bị chậm đúng không? Rồi cho Nguyên con này. Thỏ là 29.000. 29 cho Lê Thùy. Chạy em like là gọi nhỏ nhỏ giùm em nhé. Bán tặng bộ này 49.000 luôn, lên mã bộ nổi 49 chỉ chốt cho khách có logo người chia sẻ nha. Rồi cho Nguyên con này. 49.000 bộ có tông tàu khô chữ nổi luôn. Size 57, kỳ nào gọn lấy 60, bộ 3158. Lên mã bộ chữ nổi tặng 49. Chị chốt cho khách có logo người chia sẻ nhé, 49.000. Thỏ em hết rồi nha chị ơi, thỏ chút chưa ta? Thỏ chút rồi đúng không? Thỏ chút rồi đúng không? Trời ơi, 29.000 luôn. Hàng này hàng đang đi 55, 59. Chốt mã 29.000. Có tông tàu khô size 55 nha. Lên mã chữ cho Nguyên 29.000. Những chị nào không có logo người chia sẻ tạm bỏ qua những cái mã này như vậy mà nữa. Eo cái mã quần gió nam này từ trong Tết này. Hàng xịn sò, hàng cao cấp nè. Tới mấy trăm nghìn cái quần đó dễ mà nữa. 250.000 một cái quần cho size 62. Cũng đi chị anh 49.000 luôn nha. Lên mã quần nam cho Nguyên 49.000 cho Nguyên được size 62. Quần gió nam nhé. 49.000 cho Nguyễn Anh Lê. Cho size 62 cái độ về chị nào lấy cái này lên mã. Quần nam cho Nguyên là được 49.000 nhé. Khi cái này quần nam 49.000 luôn hay sao? Quần nam 49.000. Rồi cho Nguyên con này. Eo. Size gì đây? Size gì đây? Size 13. Set này size 13. 35.000 quần luôn. Quần nam 49 cho Nghĩa Đồn. Yếm, chị nào lấy cái này lên mã yếm cho Nguyên nhá. Size này là size 13 nha. 39.000 yếm, chị nào lấy yếm chốt yếm cho Nguyên là được. Yếm size 13 39.000. Rồi, ui trời ơi. Thái xịn Buma, chị nào lấy cái này lên thái cho Nguyên là được nhá. Comment mã thái cho Nguyên là ok. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, 29.000 ai nhanh có. Nha, size 62 đổ về. Lên mã thái cho Nguyên là được thế. Yếm đi 39.000. Yếm 39.000. Bộ này size 31 ký 105. Bộ này 105.000. Hello chị Lương Hiền nhé. Bộ này 105.000. Bán tặng luôn dạ, bộ này 85.000. Bộ to nhé, size 31. Chốt mã này lên mã 85 trong là được nhá. Bộ xịn này. Bộ hàng TT kit chắc đã lắm. 85.000 size to. Cái này đi nhau không ra giá này đâu dạ mà thôi. Bộ màu gạch hoa treo phía sau có chị ơi. Lên mã bộ bé cho Nguyên size 31. Cố gắng mỗi chị cho xin lượt chia sẻ nha. Còn 19k luôn. À cái này 85.000. Rồi lên mã tắt cho Nguyên là được 5 đôi. Tắt 5 đôi nhé. Chị nào lấy tắt comment tắt cho Nguyên là được nhé. 19k tắt. Cố gắng lên mỗi chị cho xin lượt chia sẻ. Đây xét nữa nè. Đây xét nữa nè. Tắt cho Nguyên 5 đôi. Tắt 5 đôi chốt mã tắt cho Nguyên là được nhé. 19k cho tắt luôn, chị nào lấy tắt comment tắt cho Nguyên là được. Thì còn hàng 85 cho Phạm Phượng. Hàng xã, hàng bom các thể loại trong này. Trời ơi. Rồi con này đi. Tắt cho Bích Hạnh Nguyễn. Cân chưa size 13 tắt nhưng cho mà Nguyễn Hương. Size 13 nhưng mà cho mấy đứa gọi là bé mập ấy, mấp mấp á nha. Cái này cho mấy đứa tầm khoảng 2 tuổi đổ về thôi nhá, mấp mấp bé trẻ mà nó cân cho 49.000 con này luôn. Lên mã váy 49, con này rất là cưng luôn, 49.000 hàng xịn nha. Váy 49 lên mã thái vàng tặng 29 luôn. Hàng này hàng 63, thái vàng 29, size này 62 đổ về là ok. Con này hàng 63.000 nhá. Lên mã thái vàng 29 cho Nguyên là được. Thái vàng 29 váy bé là 49.000. Trời ơi. V tặng 19k luôn. Váy 49 cho Thu Thanh Dương. V con này 19k luôn, size 60. Boris dài tay con này tặng 29.000 luôn. Con này tặng 29.000 luôn. Thái vàng này, thái vàng chốt cho khách có logo nghĩa sẻ nha. Rồi cho Nguyên con này luôn. Cái này con cái. Thái vàng 29 cho Trăng Dung. Rồi cho Nguyên con này đi, lên mã dài ta 29.000 luôn Boris. Mỗi chị nhớ vô cho xin lượt chia sẻ nha. Đang rất là nhiều mã hàng sale. V này, V là 19 này,
dài tay 29.000 luôn. Như Thủy Nguyễn. Dài tay 29.000 luôn. Chốt phải dài tay chung là được 29.000. Rồi cho nguyên con này kiểu size này size 50 đổ về. Hàng này hàng 69.000 của Nguyên nè. Bây giờ mình 29.000 luôn. Rồi lên mã kiểu chung là được. Phất luôn đi chứ dùng chi nữa. Dài tay á, dài tay 29.000. Dài tay 29 cho Phương đã. Không biết để cái điện thoại chứ kia không sợ nhìn có nghiêng không mà ra nhìn bên đấy cứ nghiêng nghiêng ta. Rồi cho Nguyên con này đi. 29.000 kiểu luôn, chốt mã kiểu 29 cho Nguyên là được. Comment mã kiểu 29k cho Nguyên là ok vậy mà nói. Chưa nên lên đồ bé đó chị, lên đồ bé đó. Comment nó bị lỗi à, hàng hòn bị lỗi. Cái này trẻ mình về mặt nhà cũng được, giặt cái này sợ không ra đó. Cái này giặt sợ không ra đâu. Rồi lên mã lỗi cho Nguyên này. Cái này là kiểu này. Để trong nó bị ẩm. Để nó bị ẩm à. Hàng cá hôm bữa mà chưa sale này. Bị ẩm rồi nè. Cái mặt nhà cũng được. Cho em mua về cho bé mặt nhà cũng được. Bị ẩm nhá, cái này bị ẩm. Lên mã lửng cho Nguyên đi. Không đồng, bị lỗi. Lửng, lửng, không đồng, bị lỗi. Kiểu cho Như Thủy Nguyễn. Kiểu là 29 đúng không? Kiểu 29 gì? Eo con này cưng. Size 15. Hàng này hàng 105 nè. Nguyên đi trẻ mình 69.000 luôn. Đồng đồng cho đẹp lắm, đồ. Hàng xịn sò nhá. Lên mã váy cho Nguyên là được 69.000 con cái. Váy 69 con cái, chị nào lấy váy lên váy 69.000 cho Nguyên là ok nhá. Váy 69.000. Chốt lên mã váy 69k cho Nguyên là được nhá. Này. Khá đừng luôn nè. Váy 69, chị nào lấy váy 69 comment lên luôn dùng Nguyên nha, chị em mình ơi. 12 cái kiểu này luôn rồi. Con này em sale cho em 49.000 luôn nè, size 12. 49k size 12. Tay Nguyệt nè. Hàng này chị nói chị mua mấy? 189.000. Cái này bán tặng 29.000 luôn. Size size 12. Váy 29k size 12. Váy 69 chốt chưa sợ? Váy 69 cho bằng cho NT Mai. Rồi cho nguyên con này váy 49.000 luôn, size 12. Váy bò 49.000 size 12. Váy đỏ 49.000 size 14. Váy đỏ 49.000 size 14. Váy 49 nha. Trời ơi cái này cưng quá à. Size 13, 14 cho màu đỏ. 49.000 con này luôn. Chốt lên đỏ cho Nguyên là được nhá. 49.000 con này. Đi mua trăm mấy chục nghìn vậy mà nói. Cho Nguyên con này đỏ nhá. Comment lên đỏ cho Nguyên này. 49k size 14. Rồi. Làm cho em lên cái bộ nó đi chị. Cái bộ sát nách đi. Cho em bán tặng luôn. Váy 49 nha. Bộ này là bộ xuất quên lộn, bộ hàng xuất dư này dạ mình ơi. Size 42 đổ về bán tặng luôn dạ mình 59.000 luôn. Bộ hàng xuất HM này. Cái này dạ mình đi mua 135.000 một bộ nha. Chị nào lấy cái này, váy không có váy 29. Không có 29, 49 thôi chị ơi. Váy 49.000 chị nha. Rồi cho nguyên con này, bộ này là bộ hàng xuất dư hàng HM size này dành cho bé nhà mình. 40 đổ về là ok. 59.000 cái bộ này luôn. Nhanh tay cái bộ này nha dạ mình ơi. Nha, lên mã 59.000. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết cái này. Váy đỏ 49 cho Tâm Như Văn. Rồi cho nguyên cái bộ này luôn. Bộ hàng xuất dư luôn. Bộ hàng xuất HM quần caro. Quần caro size cho bé nhà mình 32 đổ về. 59.000 luôn. Lên mã quần caro chung nghe được nhá. 59.000 cái bộ này. Bộ hàng HM như vậy mà nói. Bộ này bộ gáp. Bộ này bộ gáp. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Em đi từng ấy vậy. Em đi từng màu nha. Chị đừng có bỏ lên nước lộn xộn. Để đi từng màu chứ. Giờ đâu có mà chị rơi bóc sau làm gì có hàng. Có từng nửa hàng chứ mấy. Chị để rơi bóc sau làm gì có hàng nữa mấy. Bộ 59 nha, 59 bé trai cho Phong Thủy. Rồi lên mã caro cho Nguyên 59.000 luôn. Caro 59, chị nào lấy caro 59 cho em màu xám trước đi. Bộ sắc nách màu xám trước đi, được mấy ri còn được mấy ri màu xám cho em lên trước nè. 3-4 ri màu xám gì đó cho lên trước. Mấy bộ caro đó rẻ đẹp lắm, cảm ơn chị Mary nhé. Bộ này chị nào nhanh có nè. Em nó cực kỳ rẻ luôn. Sai đến 25kg. Từ 13, từ 12, 13 kg đến 35, ôi lộ, tới 25 kg thôi. Nha, cái này dẻo mình nhanh nè. Có rất là ít. Có mấy ri thôi. Không, từ mười mấy chị? Từ 12 kg. Từ 12, cái này 11 rộng lắm. Từ 12 tới 35, à, tới 25 kg. Nha. Bán tặng luôn dẻo mình bộ này 35 nghìn.
vải đẹp như thế này. Dạ mình ơi, cái này là bán tặng thôi, cho lên con này nhá. Comment mã này lên mã nách xám cho Nguyên, lên mã xám kèm cho Nguyên số ký là ok. 35.000 bộ kèm số ký nhá, từ 12 kg đổ lên, 25 kg đổ về, đi có 35.000 thôi. Bộ này vừa mềm vừa giãn vừa thấm hút mồ hôi này, cái này siêu rẻ luôn. Chị nào lấy cái này lên mã nách xám cho Nguyên, kèm cho Nguyên cái số ký, xám kèm số ký cho Nguyên là được nhá. Lên xám kèm số ký, mỗi size 3 bộ hả chị? 4. Mỗi size có 4 bộ, 4 bộ mỗi size 4 bộ nha. Trẻ mình lên mã xám kèm số ký cho Nguyên là được nha. Lên xám kèm số ký cho Nguyên là ok. Xám 23 cho Phan Chiến rồi nha. Ai lấy nách xám, chút nách xám cho Nguyên là được. Cái này em đi từng màu chứ không có, không có nhiều, nên là Nguyên sẽ đi từng màu nha. Đây về và sẽ đọc cho nè, đọc cho coi gạch đủ nè. Xám 18 cho Nghĩa Đoàn, 15 nè, 15 chị NT Mai, 15 NT Mai, 15 cho Diệu Thanh, 20 cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh in đây, 20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh này, 12 còn không? 12 còn. 12 cho chị Phương Đặng, bộ đọc có sáng đâu, sửa lại chị. Rồi ok, chị nào lấy xám lấy xám, em chốt luôn, em đọc tên là có nha. Cái này là đọc tên là có nha chị ạ mình ơi, tại vì nó có mấy ri thôi. Trời, giá này thì mua mấy bộ về cho nó mang, có 35.000 một bộ thôi. Được chưa? 12 cho Phương Đặng. 12 chị Phương Đặng nè, in rồi, in rồi. Ba gạch số lượng thôi là biết, gạch số lượng là biết à. 25 còn đúng không? Cho Phương Phương. Cho Phương Phương. 23 còn không? 23 còn. 23 cho Thảo Pha. 15. 15 còn. Bích Hạnh Nguyễn. 16 và 25. 16 và 25. 16 25 còn. Cho chị Nguyễn Ti Ti. 35 đâu có chị ơi. Size này đến 25 kg thôi. 25 kg thôi. Chị Đạo Hằng 16. Có không? 16 còn. 13 còn không? 13 còn. Chị Hoàng Yến. 16 còn nữa không? 16 còn. Cho chị Hoa Pha. 20 còn không? 20 còn. 20 cho chị Diễm Đoàn Lê Ngọc. Lên đơn kèm thông tin trên like cho em nha chị ơi. 16 còn không sao? 16 còn. Chị Như Thủy Nguyễn. 20. 20 còn 1. 20 còn 1. À, 20 còn 1 chị Thúy Nguyễn. 15 còn không? 15 còn. Cho chị Mỹ Hội Lê. 15 với 17 còn không? Hết 15 rồi. Hết 15 à? Thế chốt cặp là không chốt nhé. 15 hết rồi đúng không? 18 còn không? 18 hết rồi. Hết 18 luôn à? Còn 25, 22, 12, 13. 12, 13 à? 13 chị Thảo Trần lên thông tin cho em, không có 33 kg đó chị ơi. Rồi hết đúng không? Còn hết 12, rồi đúng không? 13. Còn 12, 13 à? Áo nắng bé ngày mai em có, còn 12, 13 kg thôi dạ mà nó. 12, 13, 25. Màu xám này hiện tại chỉ có 12, 13 và 25 kg thôi. Nha. 12, 13 và 25 kg. Cái này nó chỉ to nhất là 25 kg thôi. Rơi rất là nhiều đồ bé nha chị ông mình ơi. Sale cực kỳ rẻ luôn ấy nha. Rồi cho nguyên con này chị nào lấy xám còn 12, 13 với lại 25 kg thôi. Còn được mấy bộ thôi nha. Bao đẹp luôn, giá 35.000. Xanh này có mấy ri? Không đủ à? Xanh này 2 ri. Xanh này chỉ có 2 ri thôi. Nha chị nào lấy xanh lên xanh y số ký luôn như vậy mình ơi, vẫn là từ 12 đổ lên. Và có gái chị hôm nay rất là nhiều đồ, sale rất là nhiều đồ bé. Từ 20 quên lộn. Lên xanh cho Nguyên đi. Xanh kèm size. Xanh 35 chị Nghĩa Đoàn nè. Xanh 35. Làm gì có 35. À xanh 10 nhầm, xanh 18 kg. 18 kg. Xanh 18 cho chị Nghĩa Đoàn. Rồi. Cái này sẽ in ra rồi. Xanh 15 cho chị Bích Hạnh Nguyễn. Chị Thảo Trần ơi lên thông tin cho em đi. Nha. Hết 15 luôn đúng không? Hết 15 rồi chị ơi. Bộ em đang mang không có. Chị nào lấy xanh cho Nguyên từ 13 tới 25 kg thôi. Nha, tới 25 kg thôi. Để ý luôn giùm Nguyên nhá. 12 cho chị Lê Dạ Lý này lên thông tin cho em nè. Chưa có thông tin lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. 16 còn đúng không? 16 còn không? 16 cho chị Như Thủy Nguyễn nè. 22 cho bé heo nè. Hết 15, 16 nhé. 13 còn không? 13 còn. Cho chị Hoàng Yến ơi, nãy giờ chưa lên thông tin chị Hoàng Yến ơi. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em với. 15, 16 hết rồi đúng không?
16 thấy chị em mình chốt cặp hơi khó. 12 còn đúng không? 12 còn. 12 chị Thơ Nguyễn, 30 ký không có chị ơi. 23 chị Phan Chiến. 23 Phan Chiến. 25 còn không? Hết 23 nha, 25 còn. 25 chị Đậu Hằng. 14 còn không? 14 hết rồi. 13. 13 còn. 13 chị Phượng Pha. Hết 13 luôn. Còn 14 không? Rồi, không, hết rồi, còn 25 thôi. Còn mỗi 25 ký thôi chị em mình ơi. Còn mỗi bộ 25 ký thôi. Còn mỗi bộ 25 ký thôi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Còn mỗi bộ 25 ký. Chị ơi cứ lên mua hàng, chị nào khách mới lên địa chỉ, lên cả số điện thoại hết cho like dùng nguyên nhé. Quên đi chị em mình chỉ có 3 18 hết luôn rồi. Giờ chỉ còn 25 ký thôi. 25 ký thôi. Giờ chỉ còn một bộ 25 ký. Ok, 25 cho chị Nguyễn Titi. Rồi hết màu xanh nha chị em mình ơi. Cam này được mấy đi chị? Nguyên nó 35.000 mua mấy bộ để dành cho nó mang nha chị ơi. Nhìn nè, xanh hết rồi chị ơi. Cam hiện tại Nguyên còn 2 ri. Lên cam kèm size. Đã kì sao? Đấy. Sao biết cái nó sẽ đặt bao nhiêu tiền không? Cái bộ nó mấy tiền biết không? Mấy tiền? 59. 35.000 thôi. Đấy. 35 rồi. Đâu? Chết mày chưa? Mua 2 bộ đúng không? Trời ơi. Rồi cam, ghi cam giùm em chị. Cam được 2 ri đúng không? Rồi cho Nguyên cam chị cứ gặp. Có 35.000 thôi. Rồi chốt cam này, em chốt cam này. Cam 16 cho chị Hoa Phan này. 16 chị Hoa Phan này. 15 còn không? 15 chị NT Mai. 15 còn, 15 hết đúng không? Chị em mình chốt cặp hơi khó, chị em chốt cặp không có sợ không có. 15, 16 hết rồi, 14 không? 14 thì Trần Thị Thu Hiền. 16 hết rồi đúng không? 16 cho chị Nguyễn Ti Ti. 22 cho bé Heo. Từ từ chờ em xíu nha. 17 hết đúng không? 17 còn không? 17 gì Trần Hạnh. 17, 16 hết rồi đúng không? 25 cho chị Ngô Ngọc Thắm. Chị ơi cái này không có size 38-40 đâu chị ơi. 13. 13 chị Phượng Phan. 18 còn không? 18 chị Diệu Thanh. 20. 20 cho chị Diễm Đoàn Lê Ngọc. 19. 23. 23 có không? 23 chị Phan Chiến. Rồi còn size gì? Còn 2 bộ 11. Còn 2 bộ 11, 12 ký được đúng không? Chị Thơ Nguyễn luôn. Còn 1 bộ 11, 12 thôi chị em mình thôi. Còn 1 bộ 11, 12 cho cái màu màu cam thôi. Dạ em lên gái, em lên sang sang xíu, em lên đồ xịn nữa. Cái này em thấy giá rẻ mà chất ok. Nguyên nói thật sự giá rẻ nhưng mà chất ok. Nó quá là rẻ luôn ý. 35.000 nhưng mà em nói thật sự hàng khô, hàng 6 em không về đâu. Cái này hàng khô, hàng 6 em không về đâu. Vừa rẻ nhưng mà chắc ok. Vừa mềm, vừa giãn, vừa thấm hút mồ hôi. Chứ hàng cứng cứng là Nguyên không đi đâu, đồ bát. Không có mà đổi đâu chị ơi. Cái này hàng không có mà đổi đâu. Thứ còn có được có vài ri à. Nên là không có hàng mà đổi nhé chị ơi. Rồi lên. Vàng chưa lên đúng không? Vàng được mấy ri chị? Vàng được 2 ri. Em lên trai rồi lên gái, lên trai lên gái. Rồi chị nào lấy cái này cho chị Nguyệt Phạm. Cho chị Nguyệt Phạm 12 nữa là hết. Khoảng 12 một bộ cam nữa lại. Rồi lên vàng cho Nguyên đi chợ mình nó hết màu. Mã này, mã nách này hết màu nhá. Còn màu vàng nữa thôi. Rồi vàng 15 cho Thảo Nguyễn nè. Rồi lên vàng cho Nguyên nhé. Chị nào lấy vàng lên vàng cho Nguyên được. Đi chợ mình có 35.000 bộ thôi. Khỏi phải lăn tăn cái gì hết. Cái này nói thật sự luôn. Giá bao rẻ, chị nào lấy vàng chút vàng kèm size. 14 cho Huỳnh Ngọc Anh. 14 cho Huỳnh Ngọc Anh, 15 cho Thảo Nguyễn rồi đúng không? 14 cho Huỳnh Ngọc Anh nè. Số 5 có một bộ. 16. 16, 16. 16 này có nè. Cho chị Hoa Pha. 15 còn không? Còn. 15 cho chị Cả nè. 17. Có. 17 còn. Trần Thị Phương Khanh nè. 14. 14 còn. Số 4 nữa đi. Cho chị Hiền Lê. Hiền Lê bao nhiêu bộ đây? 2 bộ. 18. 18 2 hết rồi. 18 hết rồi. Chị nào mà chốt cặp không có, 16 còn không? 16 hết đâu. 10 với 14 hết rồi. Còn 20, 23 với là 12. 23 chị Thúy Hằng Nguyễn. 12 cho chị Phương Đặng. 12 là 1 thôi hả? 12 chị Phương Đặng. Rồi. Còn size gì nữa? 20, 23, 12. 20 à? 20 cho chị Diễm Đoàn Lê Ngọc. Rồi. 12 cho chị Nguyệt Phạm. Rồi hết 12. Còn size gì? 23. 20, 23 à? 23 lấy 22 chị bé Heo. Rồi còn size gì nữa? 20. Còn 20 ký thôi chị ạ, mình nó hết vàng. Còn một bộ màu vàng nhé. Còn một bộ màu vàng size 20 nha chị ạ, mình ơi. Còn một bộ vàng size 20, chị nào lấy cho em xem bé gái nè chị.
Xanh coban lên rồi chị. Xanh coban lên rồi, hết màu rồi đó dạ mình ơi. 20 chị Phương Thi nữa là hết nha. Cho em lên cái này đã chị. À, cái có tay này trước cái rồi chị bắt bé gái cho em. Trời ơi. Cái này tới size tới mấy chị? 1 ly thôi đúng không? Tới 24 kg thôi, mã này đến 24 kg thôi chị ạ mình. Cái này có tay nhá. Vẫn đi giá này luôn, 35 nghìn luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Cái này không có size to, size to chờ xíu nào Nguyên chuyển qua mã khác như vậy ơi. Rồi cho Nguyên con này lên mã chữ xanh cho Nguyên là được, hoặc lên mã xanh kèm size thôi. Từ 10 độ lên hả chị? 10 độ lên và 23 độ về. Cái này một ri duy nhất nha, cũng 35 nghìn. Những cái này quá là rẻ, 23 hết rồi chị ơi. Hết vàng rồi. Bé gái size 40 rồi chị, bé gái size 40 thì chị lấy cái bộ hàng xúc. Bộ hàng xúc dư á. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh, chốt xanh kèm size, cái này ghi luôn đi, sợ có ri thì ghi luôn đi. Ta chốt luôn đi. Có một ri xanh thôi, chị nào lấy cái này lên xanh kèm size. Có một ri duy nhất nhé, chị nào lấy cái này lên xanh kèm size cho Nguyên là được nhé. 35 nghìn nhưng mà chị mình nhìn chắc nè, nhìn chắc nè. Hàng mềm, hàng giãn, hàng thấm hút nhé, dạ mình nữa, hàng cứng em không về đâu. Đây em thấy cái này giá vừa tiền. Xanh 15 cho giá vừa tiền mà Thị Phương mà chắc ok, nay nay mới về á. Chứ còn không ví dụ như hàng rẻ nhưng mà chắc 6 em không về đâu. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã này lên luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi, có 35 nghìn bộ chốt nhân. Để em lên rồi bán xíu cho em xíu. Chị nào lấy cái này lên xanh kèm size. Comment lên xanh kèm size cho Nguyên là được như vậy mà nữa. Xanh vang xanh chị. Cho em màu khác lại xem. Đang đi màu xanh chứ mấy. Rồi lên xanh cho Nguyên là được. Chốt xanh kèm xanh. Xanh 20 cho Phương Thi. Cái này cũng một ri này chị mà nữa. Cái này cũng còn ri. Chị nào lấy vàng chốt vàng kèm size. Vàng kèm size vẫn là từ 10 độ lên. Vẫn từ 10 độ lên và 23 độ về. Cái này không có size to nha. Vàng này có đúng 1 ri thôi. Chị nào lấy vàng chút vàng nhiều Nguyên nhé. Vàng đúng 1 ri giá hơn đi luôn chị ạ. Mình chỉ có 35 nghìn. Chốt nhanh tay vậy mọi người. Xanh 12 cho Thơ Nguyễn. Nắng lên rồi mua mấy cái bộ này cho nó đi đi trẻ. Cho nó đi học cỡ này cỡ đồ hai mấy ký là mấy đứa còn đi học đi trẻ. Mà giá siêu rẻ luôn nha. Ai lấy cái này lên mã vàng kèm size cho Nguyên là được. Vàng kèm size nhé, chị nào lấy vàng lên vàng kèm size. Cái này mỗi đợt về về cũng ít lắm. Mỗi đợt về là về có ít lắm. Đây là chị em tranh thủ vàng có 1 ri. Chị nào lấy vàng lên vàng kèm size cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Lên vàng kèm size cho Nguyên là ok. 18 cho sô-cô-la, sô-cô-la. Lên mã vàng kèm size cho Nguyên là được nha. Rồi chốt tiếp màu gì chị? Xanh lá đi, lên mã lá kèm size. Còn màu đẹp không? Còn 11, 13, 15, 17, 19. Và 15 cho Trần Thị Phương Thanh. Còn mấy bộ đi. Lá bộ màu lá này đẹp nè. Bộ Nguyên đang mang 105 nhá. Rồi chị nào lấy lá chút lá cho Nguyên là được. Rẻ và đẹp như vậy ông mình ơi. Rẻ và đẹp. Có 35 nghìn bộ à. Rồi chị nào lấy lá comment lá. Cái này cũng xa 23 đổ về thôi. Màu lá này tới 23 kg không có nhiều nha. Rồi chị em mình lên mã lá dùng Nguyên kèm size. Chút lá kèm size dùng Nguyên nhá. Rồi chị nào lấy lá cho Nguyên đi chị em mình ơi. Còn nhiều mã lắm chị em mình từ từ. Không có chốt mã này lên mã khác. Mà cái này hàng này nó còn về nữa mà. Nó đợt theo đợt đợt mỗi đợt ít á. Nó kẹp hàng thôi. Cái này em bán kẹp hàng chứ em không chạy cái này nhiều. Đấy, gọi là giá vừa tiền dễ mình dễ mua á. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Rồi ai lấy lá Thơ Nguyễn. Comment lá cho em là được nhá. Nhiều hàng công ty, nhiều hàng hãng sale xíu nữa em lên. Nha. Rồi trong em cam, NY cam, chút NY cam. Chút mã NY cam bé gái có size to không chị? Gái nó tới cũng hai mấy kia. Hả? Con bé mấy ký vậy? 16 ký à? Ổng sinh năm mấy mà 16 ký? À, 29. Xanh lá rồi. Rồi chị nào lấy cam lên cam dù Nguyên nhá. Chốt cam đi sợ. Chị chốt cam đi chị. Đưa cái xanh lá còn xanh lá anh tình chốt. Chị chốt một cam cho em đi chị. Này chị chốt một cam luôn cho em đi, cho nhanh để qua mã. Xanh lá 18 cho Nghĩa Đòn. Rồi chị nào lấy cam chốt cam dùng Nguyên là được nhá. Chốt cam luôn dùng Nguyên ok. Rẻ đẹp như vậy mà nó 35 nghìn. Rồi chị nào lấy cam comment cam luôn. Chốt cam dùng Nguyên. Rồi lấy cái này lên cam dùng Nguyên nhá. Comment cam luôn dùng Nguyên. Cam 17 cho Tùng Hạnh. Rồi còn một chút nữa này. Cam 16 cho Thuận Lê. Sao cứ ghi sao mà gặp đọc Trâm Thị Thu Hiền. Cam 23 cho chị Phan Thiết.
tám cho chị Nghĩa Đoàn. Còn con ca 16 cho chị Hoa Phan. Chị mới chốt ri, cam nó được 2 ri á dạo mà nó. Hello chị Yên Phước nha. Có được 2 ri cam. Rồi ba chốt xanh đi. Xanh chốt cho. Cam 14 cho chị Lê Hạnh. Đưa cho em cái màu này nó na ná kiện chị hai. Lá 10. Cốm đi. Hòa tiết khác cũng được nhá, cho được 2 ri như vậy mà nó. Lên màu cốm mã nào cũng được vậy mà nè. Cốm đang có 2 kiểu á. Vì cốm đang có 2 kiểu á. Ok, chờ em xíu nha, em lên gái về luôn. Cốm này có 2 kiểu bóc đại thì dạ mình nè. Rồi lên cốm cho Nguyên đi, có được 2 ri, để được 2 ri. Ok, giờ em lên bé gái. Lên cốm cho Nguyên đi dạ mình nói. Chị nào lấy cốm, comment cốm cho Nguyên được nhá. Để bán tặng một mã nào cho gái ta. Kiếm nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên cốm cho Nguyên đi. Nó có sai không? Xanh lá 18 cho Nghĩa Đoàn. Tới sao mấy? Sao 20 rồi? Xanh lá 16 cho Thuận Lê. Rồi chị nào lấy cốm, comment cốm cho Nguyên là được nhá. Cốm kèm sai. Cốm 2 kiểu nhé dạ mình ơi. Cốm chị nào lấy cái này lên cốm cho Nguyên. Có 35.000 bộ này thôi chị ạ mình ơi. Cố gắng cho xin lực chia sẻ nha. Rồi cho Nguyên con này lên cốm cho Nguyên này. Cứ màu nào kiểu nào cũng lá được nhé. Lá 14 cho Trần Thị Thu. Khủng Lâm cũng được mà Buma cũng được nha dạ mình ơi. Rồi chị nào lấy cốm chút cốm kèm xa. Chị chốt cốm rồi nha. Nha chị chốt cốm luôn. Rồi để em lên sen. Lá 10 cho Trần Thị Thu Hiền. Lên sen ít bé gái dạ mình ơi. Nha tạm cái này để em lên sen ít bé gái. Để em bán lá 12 một mã cho gái đó này. Cái mã nào đẹp đẹp lên 44 cho Trần Thị Thu Hiền. Cái này tặng gái bác nè. Bao này cũng bao xã à. Cái này hàng xúc nhưng mà riêng cái cọc này em bán tặng vì nãy giờ chưa có mã nào của con gái. Cái này thì có đúng một ri, chị nào nhanh có nhá. Hàng xúc HM nè. Hàng xúc HM nhá. Chị ơi không có chọn mẫu, màu xanh cốm đừng chọn mẫu giùm em nhé. Hai cái tương tự nhau á. Ốc đại nhá. Rồi cho nguyên con này nè. 23kg hả chị? 23kg. Em là trời, cái này chị có 23 độ lên. 23 độ lên, 42 độ về. Cái này bán tặng nhé, một ri nè, Nguyên bán tặng nha. Tại vì nãy giờ chưa có tặng bán tặng cho bé gái mã nào á. Bán tặng luôn cái này, hàng này. Đúng hàng xuất khắc mờ chị mình đi mua 135, 155 này. Thiệt luôn. Nha, cái này một ri thôi. Một ri thôi. Em bán tặng nhé, từ 23 độ lên, 42 độ về. Bán tặng luôn trẻ mình bộ này 55.000. Lên mã hồng kèm size 55k nhé, ghi cái này số ký giùm lại cho bà xã cái này. Size này là size 40 nè. Bóc này. Lên mã hồng 55 kèm cho Nguyên cái số ký. Cái này chị nào nhanh có nhé. Kèm số ký, cái này đúng một ri thôi. Ô cái này có 23 ký nè, 23 ký nè. 23 ký nè. Cái nãy bỏ xuống là 40. 23 ký rồi chị nào lấy hồng chút hồng cho Nguyên là được. 25 nè. 25 nè. Cái 40 thôi chứ hôm nào không có 42 đâu. 30 nè. 30 nè. Rồi 35. Tình ri. Em chốt đơn chị cứ gửi không cần. Rồi ok chị. Chị Lê Hằng đó chị. Cái này không có 42 rồi. Có kỹ lại giùm em. 33 cho Nguyệt Phạm. Tới 35. Tới 35. Tới 35. Cái mã này là cái mã Nguyên bán tặng nha. Tại vì là nãy giờ không có cái mã nào tặng cho bé gái hết. Nên là bán tặng như vậy mình cái ri đó thôi. Rồi chị nào lấy chút hai cho Nguyên nhé. Hồng 30 cho Hoài chốt. Cái cuối cùng là bao nhiêu ký đây nè? Cái cuối cùng 35 ký. Ba xếp này tặng bán tặng phát nữa nè. Ba xếp này bán tặng phát cho con gái phát nữa nè. Hồng 35 cho Hương Trà. Eo là cưng nè. Bán tặng hàng su kích xịn nha. Thấy chị ơi, hàng su kích xịn cái này thấy. Cái này size 14, 15. 14, 15 con bộ à. 14, 15 con bộ à. Bán tặng nhá, hàng su kích nguyên set như này. Nó mix như này, đừng có về kêu em ơi sao mà cái quần. Bỏ được một bộ nha, lấy không ok. Cái không? Quần màu, cái áo màu thì đuối em luôn nha. Em dơ lấy nè, để chốt nè. Mickey xong trái. Trai nào mang Mickey. Rồi cho Nguyên con này nha. Size 15, bán tặng giá bán tặng nha. Ba bộ này bán tặng nữa thôi, hàng su kích. Cái riêng cái áo không chịu mình mua 80.000. Bán tặng 49.000. Giá bán tặng nha. Size 14 49.000. Size 13 14 49.000. Chị nào lấy cái này lên bàn. 49.000. Cái này nó bán tặng là bán tặng nha. Chị Hiền gõ được một bộ nhé, ok không? Rồi, okay. Lên mã hồng 49 luôn. Comment mã hồng tặng 49 luôn. Chị nào lấy hồng lên hồng cho Nguyên là được.
bán tặng 49.000 bộ ngố luôn, okay. Size 13-14 bộ ngố. Cái riêng cái hàng ticket nè, su kit này, dạo mình mua cái áo không một quên lộn 80.000, 49.000 cho màu hồng, rồi màu xanh luôn, cùng size. Cái gì 30 này? Không có 30 kg, làm chỉ có 30 kg. Cái này là size 13-14, rồi xanh lá size 13-14 luôn. Xanh lá size 13-14, 49k luôn. Chị nào lấy xanh lá, lên xanh lá nhá, hàng su kit nha. À, bộ sắc nách sau lưng này, từ từ cho em xíu lên máy coi. 70.000 nó, chờ em xíu nha. Chờ em tí em lên nha, rồi hết nha. À, cho em luôn bộ bé gái sách từ mấy tới mấy cái gì. Ok em bỏ 12-20 à. Rồi lên để xíu em lên size to nữa. Lên size to cho mấy cái nãy giờ nha. Cho em cái bộ nào có xanh to to đại đại em ơi. Bộ to to đại đại bên đó nè, hàng hàng hãng, hàng bomber với lại hàng lên mã vàng. Xanh rồi nha. Chị. Không. Cái này em thấy chắc không ok đó. Con gái sao không được chắc như trai. Thôi. Thôi không lên cái này đâu chị. Chị thôi cái này không ưng đâu. Em không ưng cái chắc này đâu. Thôi. Không ưng chắc này đâu. Thái Lê Anh nhưng mà Lê Anh lên trẻ thì sao nha. Cái này áp đi mà lên nữa à. Em có bên cái hàng đâu? Không, cái này Yến không chắc không đẹp. 35 nhưng mà chắc nó không ok. Chắc nó y hằng chợ hằng ấy. Thôi, con gái thôi. Coi có cái màu mua đẹp không? Có màu đậm màu đó. Cái cho màu hồng đậm nó coi vải hơi ổn không? Y đó. Y đó thì thôi. Không. Thôi vải nó không đẹp bằng hằng ấy đâu. Không đẹp bằng bé trai đâu. Cái mã nó không đẹp, bé gái không đẹp bằng bé trai. Thế cho em lên một đóng xếp mà có chân váy á. Trong kia đóng xếp có chân váy cho bé gái trước. Cái cọc này em bán tặng phát nữa nè. 5 bộ không có gì. Không, cái nó con nhưng mà chắc con nó mình thấy cũng không đẹp. Rồi cho nguyên con này, size này dành cho bé nhà mình 25kg độ về, hàng này hàng xúc dư nè. 25 xếp chân váy á chị kìa. Đồ bé gái đồ bỏ ra cho. Ờ cái có cái bộ ngố to nè, bộ ngố mặt cười là nó to nè. Bộ ngố mà cười nó to. Rồi chị nào lấy cái này em bán tặng chị em 39.000 luôn. Hello chị Yên Phước nhá, size to này. Size là size 22 luôn. 25kg. Bán tặng luôn chị em bộ này 30, ba mấy, mới đọc xong ấy. 39.000. 39.000 bộ Bilama, chị nào lấy bộ 39 chắc bộ. Thế. 35 39 gì đó, đại đi con bộ. Bộ cái này quần dài mất tiêu rồi. Bộ hàng xúc này quần dài. 25 kg không chị? Ừ. Bộ hàng xúc này quần dài mất tiêu là 49.000 luôn. 49.000 luôn. Size 15-16. Cái này chị mình ơi, mùa nắng vẫn mang cho nó ok luôn. Tiếp cho em cái bộ này phát nữa chị nè. Size 35.000 nữa rồi cái đi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. 39.000 cái bộ này luôn đi. Bộ hàng xúc nha. Size 13-14. Cái này mùa nắng mang vẫn được. Nó nằm điều hòa đổi dẻo mình nè. Đó có một bộ thôi. Chị nào lấy bộ hàng xúc comment mã bộ hàng xúc trong em là được. Có một cặp áo khoác, hình như áo khoác có hàng su kem, nó cho em lên luôn. Có su kem, cái này đồ lớn rồi, cặp này đồ lớn rồi. Cái này hàng lẻ tẻ của đồ lớn rồi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, bộ bé size 35kg. Bộ này là size 35kg lần. Bộ dài rồi, 39.000 luôn size 35. Bán tặng nha. Size 32, 35 bộ này là bộ hàng xúc dư á. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Comment mã này, chốt tiêu luôn kìa mình. Rồi tiếp. Size 39.000. Tiếp là 35kg à. Cái này chị em mình nhanh nè. Cái này còn ít nè. Bán tặng nha. Giá này bán tặng luôn nha. Cho Yến Hồn. Cưng ông. Từ 22 đổ lên, 42 đổ về, chuẩn hàng xúc. Hàng xúc khác mờ nha. Cái set này dạ mình 2 tháng người ta bán 135.000, dạ mình mua xong sệt lại nha. 135.000 đấy. Set cô gái cho Nguyên nhé. Em bán tặng luôn dạ mình 75.000 luôn đi. Còn được máy set chứ mấy. Lên mã cô gái cho Nguyên là được kèm size. 22 đổ lên tới 42 đổ về thôi. 22 đổ lên 42 đổ về. Sao có 75.000 thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cái này cho chị Yến Hoàng nè. Yến Hoàng. Cái này là sát chân váy, chân váy cũng xịn. Đi 75.000 tới size 42, hiện tại Nguyên đang còn size 22 đổ lên 42 đổ về nha dẻo mình ơi. Chốt mã này lên luôn dùng cô gái kèm size. Cô gái lên kèm size cho Nguyên là được nha dẻo mình ơi. Cô gái lên kèm size. Coi bóc cái set này lên em đi 35.000 coi còn nữa không chị. 35 hả sao? 35 chị Thu Nhi Nguyễn. 35 cho Thu Nhi Nguyễn. Hết 35 rồi. Hết 35 rồi nè. 38 38 40 chị Lâm Thúy Văn. 23 chị Nguyệt Phạm.
hai ba cái này chị Nguyệt Phạm giùm em chị, cho chị Nguyệt Phạm. 28 chị Bích Hà, 28 chị Bích Hà theo 75.000 luôn, còn 22 hết sao nhỏ rồi, 28 đổ quen thôi vậy mà ơi, 35 cũng hết, 28 đến 30, 42 với 38 có này, 42 chị Phương Minh, Phương Linh Minh này, Phương Linh Minh, Phương Linh Minh này, rồi đang còn size 42, hai bộ à, ừ, size 2, thì coi cái này trong nó còn không, còn đem đem đi 75.000 luôn, 37 hết rồi, 24 cũng hết, 22 đổ về này, đang còn 22 đổ về, 42 đổ về. 2830 cho Trần Thị Thu Sang. Trần Thị Thu Sang. Còn nguyên còn được 2 bộ nữa thôi. Đẹp, nguyên này, nguyên dở cái chân váy đây cho chị em mình xem nè. HM nha, chị em mình cứ mua đi xong rồi sệt lại đi, coi thử giá. Tầm giá người ta chạy bao nhiêu tiền mà nguyên đi 75.000, đi sỉ giờ không có giá này nha. Ờ. Đi sỉ giờ không có giá này, chị em mình nhìn máy chân váy nè, ở trong cái là cái cotton hàng xúc như thế này nè. Cái này vừa mềm vừa giãn vừa thấm hút mồ hôi. Giờ hiện tại Nguyên đang có thiệt 75.000. Đi như trẻ mình đi mua giá sỉ. Dạ không, đang không còn 35. Cái này Nguyên đang còn 22 này. 22 kg này, 42 kg thôi, còn được 2 bộ. 22 với 42 kg thôi. Nha chị nào lấy cái này lên 22 với 42 kg chốt luôn dùng Nguyên nhé. Hoặc là sao? Rồi tiếp luôn cho em này. Cái này đúng một cái này không đủ xài. Cái này thì lẻ ra rồi. 28 hết rồi. Đây, còn cái mã này Nguyên đang có size AG 42 gì mà sao cái này nè. 42 này. 40 này. 35 37, được có 3 bộ size to. Trời ơi. Lên mã tim size 75 luôn à. 75 luôn đi. Tim này còn được lẻ 3 bộ thôi. 3 set thôi. Hàng xúc HM nha. Chị em mình ơi, cái chân váy này không chị em mình đi vô mấy cái cửa hàng mà bán hàng xúc dư á. Em đang mang nguyên set. Bán hàng xúc dư á, là cái áo không là 80-90 nghìn. Cái chân váy này 120 nghìn. Nguyên nói thiệt sự luôn. Giờ đi 75 nghìn. Chị nào lấy cái này lên tim kèm size. Tim kèm size. Đây mà xả là 35 này. Đây mà xả là 35 rồi này. Cho Vũ Xuân. Rồi chị nào lấy tim chút tim. Có 3 bộ tim thôi. Em lên xem trai trai gái gái cho ngấy này. Tim chị nào lấy tim comment tim cho là được nhá. Cái này cũng còn lẻ lẻ chứ mấy chị em mình ơi. Đẹp lắm. Cái này mà chị em mình nó chắc nó vừa phải, không có quá dài. Mang là nó nhẹ, mềm, nó nhẹ, nó thấm hút mồ hôi nhiều. Rồi cho nguyên con này, ghi cái này lại rồi sẵn. 23 này. 35 này. Đi không có 27 nha. 35 quay đầu thì khách chốt tầm khoảng 33 cái độ lên 35 là được. Nha. Cái này ghi này là 38 đến 40. 38 đến 40. Rồi cái này là 42 quay đầu. Rồi chị nào lấy gái đỏ, chốt gái đỏ kèm màu chị ở mình nhìn hàng. À kèm số ký trong là được. Gái đỏ kèm số ký trong là ok. Cái hàng ốc phát nó còn 35 cho Thu Nhi Nguyễn. Chốt cho em đi. Phát nó đẹp này, đang mùa nắng mua về cho nó mà. Sale về. Sale cho nó mà. Ủa là trời, đỏ cái này Nguyên mang vừa luôn, 42 kg Nguyên mang vừa luôn. Cái chân váy dẻ mình nhìn nè. Nhìn cái chân váy nè. Nhìn may nè. Hàng xúc dư nha dẻ mình ơi. Đây nhìn cho Nguyên kỹ luôn, hàng HM nè. Rồi lên đỏ kèm size, đỏ có mấy bộ thôi. Lên đỏ kèm size, đỏ là sẽ đọc cái số ký ghi rồi đúng không? Rồi đỏ kèm size cho Nguyên nhé. Comment đỏ kèm size cho Nguyên là ok như vậy mà nó. Gái đỏ 38 cho Diễm Đoàn Lê Ngọc lên địa chỉ số điện thoại nha. Cái này size 42 này. Cái này size 42 này. Chị nào lấy 42 ký, chút 42 ký này. 42 ký này. Rồi em sang dạ thành mã này. Mã này hàng ok. Từ size mấy đó chị? Diễm Đoàn Lê Ngọc lên địa chỉ số điện thoại 10 nha. 12 ký à? U là trời cưng. Hàng su kem su kích chị em mình đi mua 125.000 cái, 135.000 cái su kem. Còn đúng 1 ri. 10 cái đổ lên 23 đổ về. Hàng này okay, Nguyên đang đi sale 95.000. Hàng này Nguyên đang sale 95.000, Nguyên bán tặng luôn 75.000 luôn. Hàng su kem nha. Chị em mình lên mã khoác cho Nguyên từ 10 đổ lên. 23 đổ về mà đi đó, có 75.000 thôi chị nào lấy khoác cho thì bỏ được 42 thôi nha. Quần chip nữ em còn. Chị ơi, chip nữ em còn. Rồi ai lấy cái này lên nhanh tay luôn nhộn mã khoác kèm màu ghi giá 75 luôn cả. Sale 75.000 con này rồi. Từ 10 đổ lên và 23 đổ về chốt lên luôn dùng nguyên con này nhé. 75.000 chốt khoác. 20 cho Triều Tiên. Chị nào lấy khoác lên khoác cho Nguyên là được nhá. Kèm size cho Nguyên nhé dẻo mình ơi. Kèm size đi 75.000 luôn. Nguyên không nói đi, Nguyên đang sale 95.000. Đang sale 95.000. Rồi ai lấy khoác chốt khoác luôn dùng Nguyên là được nhá. Kèm size cho Nguyên như dẻo mình ơi. Từ 10 đổ lên. Cho Xuân Võ Thị. 10 đổ lên 23 đổ về mà đi có 75.000 hàng su kem. Hàng su kem. Đó, ai lấy khoác comment khoác cho Nguyên là được nhá. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok như dẻo mình ơi.
khóa kèm số ký cho Nguyên là được. Rồi tiếp cái mã này rồi cho em lên bộ ba trăm. Rồi lên mã này, lên mã dấu cho Nguyên. Đâu, đằng sau phải lanh nha chị ơi. Đằng sau không phải lanh nha. Đằng sau không phải lanh đâu, con đó là chắc đuổi lạnh á. Đuổi lạnh nha. 20 còn không xả? Có 20 hết rồi, còn 18 rơi xuống thôi. Cái này ghi 38 đến 40. 38 40. 42 quay đầu ghi. Ghi đi chị. Ghi cái này rồi anh bóc. 38 40 nè, 42 nè. 42 kg luôn. Cái này toàn size to à, 38 40, toàn size to à. Bóc 12 cho anh Lê. 35 quay đầu. Rồi cho Nguyên con nè. Kèm số ký cho Nguyên á, từ 35 đổ lên, 42 đổ về có sai. Trời ơi, ôi gấu cho Nguyên. 14 15 cho gấu này hiện tại con chỉ còn size to nhé, không còn size nhỏ nha. Gấu này chỉ có size to, không có size nhỏ gì em ơi. Gấu này Nguyên đang có 35 độ lên, 42 độ về. Nguyên cái xếp cưng như này, cua tay như này Nguyên đi có 75 nè. Chị Bảo Châu hình như có cái gì rồi đúng không? Chị Bảo Châu. Đây chị ơi, em lên cái mã nào chị chốt cái mã đó đi. Em đọc cái mã gì chị chốt cái mã đó, chị đừng có bảo dặn đừa chừa cho chị cái này cái kia là không có nhớ được nha. Em lên mã nào chị, em mình lên gấu kèm size chị có 35 độ lên. Có 35 đây sợ. Gấu 35 đây nè. Gấu 35 nè. Gấu 35 đây. Đây gấu 35 đây. Rồi chị nào lấy gấu chút nha. 38 cho Lâm Thúy Vân. Đây còn mấy bộ gấu. 42 đi, cái này 42 bước qua giùm em chị. 42, 75. 40 nè. 38 40. Cái này là 38, 35. Gấu 35 cho Vũ Xuân, hai cái 35 hết không à? Không. Thiều não nãy giờ bỏ xuống đọc chứ chừ đâu biết đâu. Bởi cái đi ba bộ với máy. Bộ cái này là xe máy đây. Cái này 40 kg, 38 40. 38 40. 35 đây nè. 35 đây. Rồi chị nào lấy gấu lên gấu trong đây là được. Còn đây gấu đây nè. Gấu 35 37 luôn. Rồi, hết gấu rồi đó. Hết xét đây rồi anh chị. Rồi xíu dồn trong nó còn không? Rồi cho em lên. Gấu 35 cho like đi nè. Lên lên bốc lên mấy chị ghi xong. Cái này đừng ghi. Ui cái này tới 28 kg luôn. Ủa có 22 tới 28 kg à? Tôi to thế. Wow. Có tay luôn. 22 đến 28 kg. Bán tặng cái bộ này luôn nè. Lá trai nha. Dạ còn, cái này vẫn còn nhá. Cái này từ 25 đến 28 kg lận. 22. À 22 đến 28 kg lận. Hết rồi đó. Thì không? Chuẩn chưa? Cái góc nó đó. Trong kia còn sát chân váy trong hàng su kít. Hàng su kít mà hàng 105 á kìa. Hàng 105 95 á còn không? Đó, ngay trong ngay tới nửa gần cái chị luôn. Cậu gái 38 đi 42 thôi nha. Bộ này em sale 35.000 thôi, lên mã vàng kèm size đúng 1 ly. Vàng này kèm size đúng 1 ly từ 22 độ lên 28 độ về. Lên mã vàng cho Nguyên kèm cho Nguyên có số rẻ quá chị em ơi. Nha. Hàng đến 25 kg bé trai mà có 35.000 một bộ thôi. Chị em mình lên mã vàng kèm cho Nguyên các số ký là được nhé. Trai vàng kèm số ký. 45.000 cái mà. Rồi chị nào lấy cái này lên mã vàng, chốt vàng kèm size cho Nguyên nhé. Được 1 ri thôi chị em mình ơi. Lên vàng kèm size. Có 35.000 một bộ xăng. Thiệt sự quá là rẻ, mua mấy bộ. Mua mấy bộ 100.000 gần được 3 bộ. 100.000 cái này thực sự là em để kẹp hàng cho dễ mình thôi. Chị nào lấy cái này lên vàng kèm size cho chị Hà Phạm. Vàng kèm size cho Nguyên là được nhá. Rồi, màu đỏ, đỏ nó không phải đỏ tươi mà là đỏ cam cam ấy. Lên mã đỏ kèm size. Đỏ kèm size từ 23 độ lên. 28 độ về, hồi nãy 28 độ về đúng không? 23 lên 28 về. Nha, chị nào lấy cái này lên đỏ cam cho Nguyên là được. Comment đỏ cam kèm size. Trưa nay nhiều đồ lắm luôn ấy, mà rẻ lắm luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn, nhuộm màu đỏ cam kèm size. Chút đỏ cam kèm size, vàng không có 13 kg.
Mã này không có xây nhĩ. Cho Hương Trang. Mã này là xây nhỡ rồi, mã này là cọc, này là cọc xây nhỡ từ 23 đến 28 kg. Rồi đỏ cam, chị nào lấy đỏ cam. Từ 23. 26 cho Đậu á. Và 26 cho Ngô Ngọc Thắng. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment đỏ cho Nguyên là được, đỏ kèm size. Lên đỏ kèm size nhé. Chút đỏ kèm size, chị chút đỏ giùm em đi chị. Rồi cho em màu nữa đi chị. Đỏ chút rồi đúng không? Đỏ 1 ri thôi. Đỏ 1 ri à. Xanh này 2 ri nè. Đỏ con ri thôi, chút đỏ. Rồi lên xanh em đọc luôn, tại vì em không nhiều khi in sao không có hàng để bóc á. Hết hàng, hết size để bóc nên thôi là để đọc luôn trên like luôn vậy mà nói. Xanh nè. Xanh này 2 ri, chị nào lấy xanh lên xanh, chị chốt xanh đi, chị tình chốt luôn đỏ cho nó xong để lên cái khác. Rồi chị nào lấy cái này xanh, chốt, cầm điện thoại chốt đi chị. Rồi lên xanh cho Nguyên kèm size. Đỏ 28 cho Kim Tiền Nguyễn. Xanh cho Nguyên kèm size nhé. Ai lấy xanh chốt xanh cho Nguyên có 35 nghìn bộ này, khỏi về lăng tăng. Nha, khỏi về lăng tăng, chờ em xíu xíu chị ơi. Rồi lên luôn dùng Nguyên con này, nhiều bộ hàng xịn lắm, từ từ chờ Nguyên xíu nha. Lên xanh kèm size cho Nguyên là được. Vẫn là từ... Đỏ 23 cho chị Hợp Nguyễn. Vẫn là từ 22 độ lên nha. Tiểu áo xanh non không chị ơi. Rồi xanh chị chốt xanh. Rồi 22 chị Hợp Nguyễn. Rồi chị nào lấy xanh comment xanh cho Nguyên là ok. Lên xanh cho Nguyên là được nhé. 24 cho chị Sa Tiên. 28 cho Hoài Trúc. 28 cho chị Minh Ngọc. Rồi cam nữa cho chị em mà nói. Lên cam, chút cam kèm size dùm Nguyên nhé. Có 35.000 bộ à, mua mấy bộ về cho nó mà. Mày nói thật sự đó. Cho Nguyên cam. Comment cam. Mà giá này còn đi đi từ từ từng màu cho dễ mình lựa màu nữa. 23 cho chị. Vẫn đi từ từ từng màu cho dễ mình lựa màu nữa. Rồi chị nào lấy cái này lên màu cam cho Nguyên nhé. Ờ, chốt bình thường. Rồi cho Nguyên con này nhé. 26 cho Đạo ha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé cam. Rồi cam có 2 ri hết. Cam có 2 ri hết nhé. Chị nào lấy cam lên cam cho Nguyên là được nha. Rồi chốt cam luôn chị. Cam có 2 ri, chị nào lấy cam lên cam cho Nguyên là được. Cam 27 cho chị Mimi Bùi. Cam nó có 2 ri. Cam nó có 2 ri hết mẫu nó rồi đó chị em ơi. Rồi cái này. Ui cái màu này đẹp quá. Em đang hóng cái lô hàng xúc về nè. Đỏ cam là sao? Đỏ cam ấy, màu nãy là màu đỏ cam ấy. Màu trước rồi. Giờ là màu cam. Xanh 26 cho chị Thi Nguyễn. Cái này Nguyên đang có 28 độ lên, 42 độ về, còn có được 4 bộ thôi nè. Em lên xanh xanh trai gái vậy mà còn trai to nữa. Còn trai đại chưa lên nữa. Trời ơi, cái set màu xanh này. 28 cho chị Minh Ngọc. Rồi lên mã xanh cho Nguyên là được. Comment mã xanh cho Nguyên là ok. Nhưng mà size to không, 28 lên 42 về có 4 set thôi. 28 lên 42 về có 4 set. Set này em sale chị em 75.000. Cam 25 cho Thăng Phạm. Một điều Nguyên tự tin là giờ không có một nhà nào có cái giá này nha. Không một nhà nào có giá này vì đi nhập không thể ra được giá này. Cái này là những cái mã em bán tương tác thôi. Chị em mình search lại đi, là cái mã này là mã hàng sát hàng xuất HM. Giờ người ta đang chạy nhiều vô mùa nắng ấy, cái hàng này nó thấm hút mồ hôi nhiều á. Người ta chạy nhiều cái này. Người ta sang cái hàng này nhưng mà giá rẻ là 135.000. 25 cho Bảo Trâm Lê. Rồi lên xanh cho Nguyên chút xanh luôn nha. Xanh nè, xanh. Xanh 28 cho chị Băng Như nè chị. Ghi giùm em chị Băng Như nè chị. Chú chị Băng Như nè. Xanh 28 chị Băng Như. 28 cho anh Nguyên. Xanh 32. Xanh 32 chị Hồng Trang ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại trên like cho em cho chị Hồng Trang. 40 42. 40 và 42 cho chị Hiền Võ là hết xanh. Thiền bỏ hai set này luôn. Thấy xanh. 37 cho Mini Bùi. Thấy xanh nhá. Chị mình yên tâm cái giá luôn. Cái này có 2 ri à. Còn là hết cái này luôn rồi. Em đi 75.000 giá sập sàn luôn. Giá này giá sập sàn luôn. Rồi cho Nguyên cái này. 23 lên. Chị có xanh rồi chị Hiền Võ ơi. Hàng xúc trai thì chắc ngày mai có về được một đợt hàng xúc trai. Còn mẫu đẹp không à? Ngày mai toàn hàng xúc mẫu đẹp không? 23 độ lên. Cái này 23 độ lên. Chị ơi lên địa chỉ luôn trên like dùng Nguyên nha. Dạ mình nhìn cái chân váy đi, sợ chân váy cũng sướng. Mà 75.000 không đi ra ngoài. Chị mình nhìn mai nè. Nhìn mai nè. Hàng chuẩn hàng xúc HM nha. Đây. Chị có nhà Phương Vi mới có. Cảm ơn chị Xuân Võ Thị nhé. Chị nào lấy cái này. Ủa sao không mua được chi trơn à?
đây chị, đây này ghi này, ghi xanh 23 này, hello chị Cúc Phan này, cái này hai, áo quên lộ hồng 23 này, hồng nó 23 Cúc Phan à? Đâu hồng 23, hồng 23, hồng 23 cho Hoa Hương Lan, hồng 23 cho Yến Hoàng, cái này 75 nghìn, từ từ 23 đây còn còn 23 cho Yến Hoàng luôn này. Hết 23 vậy mà nói ghi sai vô giùm em trên tình bóc vậy nè, 30 này chị, 28-30 này, 28-30 2 bộ này, ghi 28-30 2 bộ này, size này là size 40-42 này, 40-42 chị mình lên kèm số ký đi chị mà nói, size này 35-37 nè, 38-40 nè, size này là size 38-40 luôn, size này là size 40-42 35-37. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gái coi màu chung là được. Chốt nhiệt tình mà không vô được kìa. Rồi lấy cái này. Chị coi cho em xíu. Xanh nó sao á chị? Hết thằng xúc nó rồi luôn rồi đó hả chị? Thằng xúc gái này hết. Hồng 30 cho mình đi. Bếp không còn xúc cái gì hết à? Thằng xúc không còn cái gì hết à? Em nói rồi chị, mình cứ mua xong đi, mua một mã thôi. Đây em dỡ lên cho chị mình search cái giá ở ngoài nè. Chị mình search cái bộ hàng sát hàng xúc, sát hàng xúc dư là giá bao nhiêu tiền là chị mình biết liền. Số máy chị đọc nè. Hồng 35 cho Bảo Châu, chắc không có sai nên là không đọc á chị ơi, đang không có sai á nè. Đỏ này size 42 nguyên mang vừa luôn, đỏ này 42 ký mang vừa luôn, đỏ này 42 ký này. Cái nản lẽ sai á chị vì qua hết rồi. Đỏ này 42 ký này, chị nào lấy đỏ 42 giùm em đi, ghi 42 cho em. Đỏ 23 này. Hồng 42 cho đỏ 23 Lý Đoàn. Bộ em đang mặc, từ từ chốt cho chị Thê Phan bộ em đang mặc. Hết đỏ rồi đúng không? Còn một đỏ này nữa, size 35-37 hết nè. Rồi cho có 3 bộ đỏ là size gì chị? 3 bộ đỏ size 23, size gì đó? 23 đỏ 23 cho Hương Hoa Loan. Với lại 42 đó chị, 42. À 12 35, 35-37. 35-37. Rồi còn một bộ hồng nữa nè. Hồng size 35-37 nữa là hết. Chưa có chị ơi, cái này không có 20. Rồi qua đi chị mình ơi. Qua cái này nhá. Qua cái này, còn cái mã này em chưa lên, cái mã hồi nãy cái mã này em chưa lên đâu. Cái hàng sale mã này em chưa lên đâu. Rồi tiếp luôn dùng cái này lên rồi đúng không? Cái này có mấy bộ chị nào nhanh có luôn nè. 135.000 nè. Bộ này size to. Bao nhiêu? Bộ Ngân đang mang 105.000. Bộ bé trai size to này. Cam lên, cam em chút rồi mà. Cam chút rồi chút. Ừ, bán tặng cái này size đại cho bé trai phát. Cái này mình đi mấy này, 135.000. 135.000 đúng không? Từ size mấy? 35-37 tới 50. Là trời, hàng xịn nha. Lên mã xịn cam kèm size đi chị em ơi. Vẫn like đồ bé mà nhắm mắt nhắm mũi khổ đó trời. Lên mã nách cam cho Nguyên. Bộ nào? Bộ nữ hàng 105 sale 79 đi, sale nhí chị sale cho em 79k luôn đi. Sale 79k cho em đi, hàng 105. Còn lẻ lẻ thì sale đi. Rồi lên cam size 35 tới 50kg luôn. Hàng này hàng 135, hàng size cồ, size khủng là 135-145. Thấy rồi nha. Cái này nguyên sale nốt luôn cho trẻ mình 105 người nay nhanh có. Cái này chị nào nhanh có nè. Sale luôn 105, đảm bảo đi nhập không ra được luôn cái bộ hàng xịn nè, size to, size cồ, size khủng này từ 35 tới 50kg luôn. Chị nào lấy cam kèm size từ 35 tới 50kg đi giá 105.000 cam luôn, chốt cam đi. Cam 45 cho Kim Chi Võ. Ở đâu bên này rồi nè. Có được máy ri thôi, cái này là còn được sót mấy bộ nhưng mà máy ri. Kèm size cho em đi. Hàng này size to, size khủng luôn mà có 105. Bộ này bộ xịn nha, bộ cao cấp nha. Bộ xịn nha chị em mà nói, chị nào lấy cam lên cam lên kèm size. Lên số ký đi Trương Hạo nha. Cam 32. Cam 35 đổ lên nha, cam 35. Cái này 35 đổ lên thôi chị em nè. 35 đổ lên thôi. 35 cho Thăng Phạm. 35 đổ lên thôi, không có size nhỏ nha chị em mình ơi. Cái mã này không có size nhỏ. Chị nào lấy cam lên cam cho em là được nhá. Rồi đỏ cho em này. Đỏ này có mấy bộ có tay nè. Đỏ này hiện tại còn mấy bộ có tay thôi nè. Size to chị em mình tranh thủ nhá. Riêng cái size to, size đại là cứ vô mùa là size cồ, cứ vô mùa là cháy hàng. Chị em mình giờ tranh thủ mua đi. Cam còn 41-42 không?
ở đâu dưới còn nè, còn dưới nè, 35 bộ nó bao nhiêu? Chị đây nè, đưa qua cho anh Tình đi. K41, 42 chị nào cho... mà có con tầm khoảng 40 mấy ký, 42. Đi ra ngồi còn đi ra ngồi mà mua những cái chất đẹp như thế này đều rơi vào 180.000 đúng không? 180.000 thấy chị thu mẵn lên chị ơi, em thấy rồi. Thu Hoa lên địa chỉ xuống thoại nha. Cái này từ 30 đổ lên Nguyên có sai này. 30, 135. Thế 38 đổ về. Đỏ này không có 48 ký chị ơi. Đỏ này tới 40 thôi. 40, 42 thôi. Đỏ này tới 42 ký thôi. Cho em cây bút luôn chị. Cho em này cây bút nè. Rồi cho Nguyên con này đỏ nè. K38 cho Ninh Lê. Rồi cho Nguyên con này 135.000 TTKit đúng không? Nguyên đi luôn trả mình 105.000 luôn. 105.000 nó có mấy bộ thôi. Mấy bộ thôi nhá. 30 đổ lên như vậy mình. 30 đổ lên. Cái này cycle 105.000 luôn. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ 42 này trả. Không có 48 chị ơi. Cái này không 48 nhá. 42 cho Kim Chi lấy mã đỏ kèm sai. Sang những cái mã hàng này vô trả mình ơi. Chốt những cái mã này quá là rẻ luôn. Chị nào lấy đỏ chút đỏ kèm size cho Nguyên là được nhé. Lên đỏ kèm size. Phan trước cái này cho em bán tặng cho bé. Mấy cái này cho nó dứt luôn cái chị này. Chỗ này nè. Rồi chị nào lấy cái này lên đỏ kèm size nhé. Từ 38 35 ký à. 35 này. Đỏ 35 cho anh Nguyên. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ. Chút đỏ kèm size nhé. 105.000 cho cái màu đỏ này luôn. Sang 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 35 cho chị. 35 hết rồi. 35 hết rồi. Hết 42 luôn. Còn 40 nè. 40 có. 40 cho anh Nguyên luôn. Còn 40. 30, 30 quay đầu và 40 quay đầu. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Còn 30 quay đầu và 40 quay đầu, chị nào lấy cái này không có 42 chị ơi. 30 quay đầu và 40 quay đầu thôi. Nha, còn được 3 bộ màu đỏ, chị nào lấy cái này lên đỏ cho Nguyên hết 42 chị ơi. Em đi luôn 105. Chị ơi mình tranh thủ cái mã này cũng quá là rẻ. Tranh thủ cái mã này quá là rẻ. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng mã đỏ kèm sao. Cái này 30 nè. 28 30 nè. 37 40 rồi, ai chưa có chốt. Rồi tiếp luôn, cái này em còn được 1 ri hàng su kip. Á quên lộn, hàng su kem. Hàng su kem 1 ri thôi, từ 10 đến 23. Sao cái này 1 ri từ 10 đến 23 ký. 10 đến 23 ký nha. Ô là trời. Đi dạ mình cái này 75.000 luôn. Cho em luôn cái mấy bộ của Minh Kim Mum á chị. Có mấy bộ trong cái bọc cam này. Đó. Chị gửi ra cho em bán tặng sai nhí nhí nó cho bé luôn. Rồi lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Khoác hàng su kem mùa này cho nó mang quá là sướng luôn. Được 1 ri thôi. Nhìn cưng chưa. Khoảng từ 10 đến 23 kg thôi. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, giá đi trẻ mình 75.000. 75.000 nhé. Được chưa, chị nào lấy cái này lên khoác su kem mũ 2 lớp. Bao chắc luôn thì em mình luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên mã khoác kèm size. Khoác kèm size nhé. Từ 10 đến 23 kg. Khoác 20 cho Nguyễn Hương. Lên mã khoác kèm size nhé, 10 đến 23 kg mà đi có 75.000. Hàng su kem nha, chị nào lấy cái này lên mã khoác chốt khoác kèm size. 10 đến 23 chốt lên luôn dùng Nguyên là ok dạ mình ơi. 10 đến 23 kg, chị nào lấy khoác chốt khoác kèm size. Ô cái này còn được máy đi hàng 35 nè. Ok 35 nè. Ui. Khoác 10 cho Nasu. Cái này C35 hồi nãy còn nè chị ơi. Bộ bé trai hay bé gái chị ơi? Trai hay gái? Bộ Nguyên đang có một bộ chị thê phan rồi, hết rồi. Ô, cái này 35 hồi nãy chị nào chưa có. Ghi lại giùm em cái size của con này từ 10 đến 23 đúng không? 10 đến 23 này. Có được sót là được ri này chị em mình ơi. Sót lại được 1 ri màu đỏ này này 35.000. Từ 10 đến 23 kg thôi. Chị nào lấy cái này lên mã đỏ cho Nguyên kèm size 10 đến 23 kg. Chốt lên luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em mình 35.000, cái này rẻ, em thấy rẻ nhưng mà chắc ok nè. Nha, ai lấy cái này lên mã đỏ kèm size 10-23 kg chốt nha. Từ 10 đến 23 kg chốt lên luôn dùng Nguyên nhé. 35.000, đúng 1 ri thôi. Nha, lên mã đỏ kèm size 1 ri đỏ. Đỏ từ 10 đến 23 chốt đúng 1 ri thôi nha chị em mình ơi. Rồi lên đỏ.
Đỏ 18 gái chị có. Minh Ngọc. Gái 10 chị lấy hàng minh kim mâm đi. Mùa nắng mang minh kim mâm thì mát. Nhẹ dễ mang. Rồi ai lấy cái này lên đỏ kèm size có một ri đỏ thôi. Sót một ri đỏ thôi. Đỏ 14 cho Hiền Lê. Hai ri xanh. Đi cho em ri xanh. Hai ri xanh một ri xanh. Cam nở y này lên chưa ta? Chưa phải không? Cam nở y này lên chưa ta? Đỏ 15 cho Tú. Cam này chốt hết rồi đó hả? Ha? Dưới một ri. Thế được 3 ri, giờ còn 3 ri cam. 3 ri cam. Với lại đỏ 12 cho Thu Sương. Khoác còn 13 ký không? Chị bóc khoác 13 ký giùm em, chị cho chị Nguyễn Hồng Loan. Đây cái 22 em đang hết. Cam còn được 3 ri khoảng mấy hả? Dạ. Cam sót được 3 ri, chị nào lấy cam lên cam. Cam sót được 3 ri nha chị em mình ơi. 35.000 cho màu cam, chị nào lấy cam lên cam. Đó, 20 cho Trần Giang. Cam nở y này được 3 ri, chị nào lấy cam lên cam chút cam. Cam 3 ri nhé, chị nào lấy cam lên cam dùng nguyên là được. Ghi lại một ái rồi, cái này em bóc màu cam cho nè. Từ từ. Đó, 23 cho Nguyễn Vũ Tiến. Ghi lại một size. Ghi 3 ri cho em màu cam, cái là chút cam. Chút luôn cái này cam, chị em mình lên cam đây rồi em chút nhé. Rồi lên cam, từ từ. Rồi lên cam cho Nguyên nè. 3 ri vô. Gạch 3 nha xã. Rồi đọc cam nè. Cam 14 nè. Cam 14 cho chị Huỳnh Ngọc Anh nè. Cam 12 cho Thu Sương nè. Cam 18 chị Trần Ni nè. Cam 18 cho chị Minh Ngọc nè. Cam 18 chị Sô-cô-la nè. Hết 18 nè. 23 chị Phạm Ngát nè. Không có 35 ký chị ơi. 28 không có, đến 25. À cái này tới 23 ký chứ mấy. 23 ký thôi. À. 15 chị Tú Nguyễn nè. 10 cho chị Xuân Võ Thị nè. 10 cho Xuân Võ Thị nè. 10 cho Xuân Võ Thị nè. Alo. Dạ dạ, nghe máy giùm em chị. 23 chị Vũ Nguyễn Vũ Tiến nè. 23 Nguyễn Vũ Tiến có chưa? Dạ. 15 còn không? 15 còn. Cho Đỗ Thị Kim Bích. 18 còn không? 18 hết. 16. 16 15 16 rồi. 15 16 với nhau đó. Ok còn một. Cho Nguyễn Minh Hiếu. 18 sô cô la có rồi, 10 còn không? 10 còn. 11 cho chị Hạnh rồi, rồi hết. 23 còn không? 23 còn. Cho chị Hà Phạm 4. Còn 20 với lại 20 chị Thi Nguyễn. Bộ mặt lên rồi, 20 cho chị Nhân Nhọn. 18 hết rồi đúng không? 18 hết rồi. 18 là 20 luôn đi. Trên không ít, trên không nhiều. À. Cho chị Nguyễn Thị Thu Thu Hà nữa là hết. Rồi hết luôn. Còn 13 với 11. À. Còn 13 kg và 11 kg thôi, còn một ri xanh. Còn 13 với 11 kg thôi chị em mình ơi. 13 kg quay đầu với 11 kg quay đầu. Ri y màu xanh đi, y size rồi. Một ri xanh. Ta có đây rồi. Hai ri xanh à? Hai ri xanh. Thế còn được 2 ri xanh, ri dở cái bộ màu xanh này cho khách con. Còn được 2 ri xanh nha chị em mình ơi. Chị nào lấy xanh chốt xanh luôn dùng là được nè. Comment xanh. Chốt xanh luôn dùng là ok kèm size chị em mình ơi, 35.000 một bộ nhá. Lên xanh kèm size 35.000 một bộ xanh, chị nào lấy xanh chốt xanh kèm size. Xanh nhá, xanh được 2 ri nha chị em mình ơi. Nha, được 2 ri xanh. Xanh nè, xanh nè. Xanh 16 nè, xanh 16 chị Phương Thi nè. 18 hai bộ nữa là hết 18 này. Cho chị Minh Ngọc là hai bộ 18 luôn rồi. Minh Ngọc là hai bộ 18 rồi. 23 cho chị Hương Nguyễn này. 10 cho chị Nguyễn Hương này. 10 cho chị Hạnh Rom này. Hết 10. Rồi chị nào chưa có xanh lên xanh dùng nguyên là được. Giá 35.000 bộ như vậy mình ơi. 12 còn đúng không? 12 còn. 12 chị Xuân Võ Thị này. 14 với 23 luôn con. 14 với 23 con. 13 14 2 14 23 chị Linh Pha. À, còn 13 với lại còn 13 thôi. Còn 10 với 13. 13 với 20. Còn 13 với 20 20 lấy 18 triệu hình kim hoa luôn nè. À. Rồi còn 13 quay đầu nữa thôi hết vậy em nữa. Còn 13 quay đầu nữa là hết xanh nha. 13 quay đầu nữa hết xanh, chị nào chưa có xanh được sau nhé. Còn 13 quay đầu nữa là hết xanh rồi chị em mình ơi. Chị nào chưa có xanh lên xanh. À, em in lại này. Những cái giỏ hàng tạo đơn là có đây nè. Nè, không in cái giỏ hàng là có đây. Không bị gãy rồi, bị kẹt á. In ra lại. Đây.
u là trời, cái này xay nhí, cái này chị em mình sang cân cực kỳ, nhưng mà 18 đổ về thôi, 12 đến 18 kg thôi. Bộ hàng hãng cho Nguyên nè, ghét chưa, bộ hàng hãng cho Nguyên nhé, từ 13 nhà cầm cái bộ này về mà không nghiện ngập thôi luôn. 13 đổ lên, 10 đổ lên, 18 đổ về, 10 đổ lên 18, 105.000 xe cồ à, 105 luôn đi chị. Trời ơi, cái bộ này mà về không nghiện ngập cái bộ này thôi luôn, có mấy bộ thôi. Nguyên đi luôn trẻ mình bộ này 105.000 luôn. Bộ này sale 105 luôn. Bộ này mà về không nghiện cái bộ này thôi luôn chắc nè. Cô te nè. Nè. Gai đồ nè, bộ đang mang hết rồi. Chị nào lấy cái này lên mã. Hãng đi, hãng kèm size. Hãng kèm size cho Nguyên là được nhé. Hãng có mấy bộ hãng thôi, chút đâu rồi cái ấy ra rồi. Rồi lên hãng, đồ đang mang hết rồi chợ. Hãng kèm size có mấy bộ hãng thôi, chị nào lấy hãng chút hãng kèm size cho Nguyên nhé. Mấy bộ thôi ba nè. Chốt khách chốt hãng hết rồi đó. Được mấy bộ đó, được từng này bộ hãng là hết nè. Bộ này size 11 11, 12 đi lại giùm em bộ này 11, 12. Có được từng này bộ hãng thôi. Chị nào lấy bộ hãng lên bộ hãng cho ra được nè. Chốt hãng đi ba. Hãng kèm size cho Nguyên nhá. Cầm em lên hãng kèm size. Bao nhiêu đây? 105 á. Hãng 105. 13 cho Phạm á. Màu nu này còn mấy cái, bao cung te luôn. Cái này mà mang đi học thì thôi. Cô béo đi 12. Thì cái chứ nhìn dễ thương nè, kệ đi học cho nó sáng sủa xíu. Rồi cái này toàn xay nhí 10 nè, 22, 20. Cái này sắt nách, lên mã nách còn đúng 3 bộ thôi. Cái này đi qua rồi, khách ưng lắm luôn á. Nè, cưng không? Chỉ có 10, 20 với 22. Sắt nách thì đi giảm 95.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên nách cho Nguyên là được nhá. 95.000, bộ nó xay to hay xay ấy gì chị? Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment mã nách kèm size. Nách kèm size nhé. Nách kèm size 10kg, 22 và 20kg, được 3 bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên mã nách cho Nguyên nhé. Cũng hàng hãng luôn, nhưng mà cái này là sắt nách hàng hãng Mumbo nè. Quá rẻ luôn chắc. Cái này về trẻ mình nghiện chắc luôn. Có 3 bộ thôi. Chị nào lấy nách chút nách 95.000 cho bộ sắt nách. Nha, bộ có tay là hết rồi đúng không? Còn 2 bộ. Đưa cái điện thoại chốt đơn đây nè. Nách 20. Nách 20 nè. Nách bộ 20 cho Huỳnh Kim Hoa. Bộ hãng giờ còn size gì đó? Còn 17, 18, 17 chốt cho chị Lê Anh chưa? Đấy. Chị Lê Anh chốt bộ chưa? Chưa. Cho chị Lê Anh nè. 12. 12 không có à? Đấy, 12 lại tốt ở dưới rồi. Còn 13 đâu. Nách không có 13 kế chị ơi, nách hiện tại còn 2 bộ. Ra giường em còn chị áo dài lê nhá. Nách 22 cho chị Ninh Lê nè. Rồi còn một bộ nách size 10, 11 thôi. Đẹp lắm luôn á. Còn một bộ nách size 10, 11 thôi. Chị nào lấy nách size 10 cho em luôn mấy cái bộ hãng đỏ đỏ nữa chị. Đang lên nè. Cái này chưa không sai. Không sai luôn đây nè. Rồi còn một bộ nách size 10 nữa thôi. Chị nào lấy nách size 10, chút nách size 10 cho nó được nhá. Ôi cái bộ này cá xanh này size 22 chứ còn được bộ này. Cá xanh này size 2, sang cho em cả trai, cả lớn cả bé nhé. Chẳng dễ để nhiều khách mua hàng size to để ngồi chờ. Từ từ chờ em xíu. U là trời, lên mã cá xanh size 2. Hàng xịn nha. 95.000. Nói chung hàng xịn nhưng mà chị em mình mua giá này giá hàng thường chứ mấy. Cái này chị em đi vô shop giá cao lắm. Chị nào lấy cái này lên mã nách xanh hoặc là cá xanh size 22kg có đúng một bộ size 2. Chị nào lấy cá xanh size 2 chốt luôn dùng em có đúng một bộ nhé. Cái này 22kg nha. Cá xanh 22 nè. Cá xanh 11 nè. Ghi vô dạ, ghi vô sao? Size 20 nè. Cá xanh 22 cho Phương Thi. Size 20 nè. Còn 20 với lại 13. Cái này 20, cái này 13 nè. Ghi cái này 11 đi. Ghi nó 11, cái này 13. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó chị em mình ơi. Rồi chị nào lấy mã cá xanh lên mã cá xanh. Em nói nè, cái này thì chị em mình chốt đi. Là sao? Nách 22kg không lấy là sao? Chị chốt xong rồi chờ chị không lấy. Đưa cho màu nó ra đi. Đưa đây lên màu xám này size 22. Màu nu này size 22. Chị chốt chuẩn đi chị ơi. Chị chốt chuẩn giùm em nha. Rồi chị nào lấy nu size 22 còn đúng bộ này. 22 đổ về chắc mê luôn. Em nói nhận về nhận nghiền viện cái chắc luôn ấy. Nhá chốt lên luôn mã này nu size 22 có 1 bộ chứ mấy. Nu size 22 được lương 1 bộ nhá. Lương cửu kìa. Bảo chị lương cửu này. Ok này.
cái bộ này rất là nhiều màu, trai gái gì mang cũng được, nhưng mà toàn bộ là màu đẹp hết chị em mình nha. Đây này, cái này còn ít nha. Lên mã này là mã bộ lạnh cho Nguyên đi, mấy đứa nhí nhí size 13 cái đổ về nên chốt cái này đi, trai mang được gái mang được. Chị em mình nhìn cô ta chưa, 8-13 kg, 8-13 kg này cưng chưa. Mã này anh trai anh gái gì mang được hết, nhiều họa tiết cute nữa kia nha. Cân chưa, size này Nguyên cầm là size nhỏ nhất này chị em mình ơi, cầm size nhỏ nhất nè, 10 đến tầm khoảng 15 kg là được nha. Lên mã này là mã lạnh cho Nguyên này, chắc này 35.000 bộ luôn, hàng Minh Kim Mông 35.000 một bộ hàng Minh Kim Mông. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá, xét nách về hai ông nhỏ mang đẹp xỉu, nó là chắc nên là nghiện ngập luôn ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên mã lạnh cho Nguyên đi, lạnh trai hoặc lạnh gái để em chọn cái màu nha. Lên học lên mã 35 trai hoặc 35 gái, kèm cho Nguyên cái số ký trai gái, kèm số ký đi nha chị em mình ơi. Từ từ không, cái này để em in ra, cái này để em in ra rồi chút sau. Chị ơi, chị em mình ơi, lên trai hoặc gái kèm số ký đi cho anh dĩ. Trai hoặc gái kèm số ký đi, chị em mình lên số lượng bộ luôn đi. Trai hoặc gái kèm số ký, lên số lượng bộ luôn đi chị em mình ơi. Mình mở ra cho chị em mình xem. Trai hoặc gái kèm số ký, kèm số lượng bộ luôn nha. Đừng mua một bộ cho 35.000 một bộ. Cute chưa? Trai hoặc gái kèm số ký, kèm số lượng bộ luôn đi chị em mình ơi. Đừng mua một bộ, nó thật sự khi mà đi giá này đừng mua một bộ nha chị em mình. Lên nè, cưng chưa, thun lạnh nha, 35.000 một bộ, toàn mã đẹp thôi nha, toàn mã đẹp thôi. Chị nào lấy cái này lạnh lạnh trai hoặc gái, có nhiều cái hình, ví dụ bé trai Nguyên sẽ bỏ có mấy cái hình nè, hình khủng long đồ á. Không, em đang mang là nguyên bộ nhưng mà khách chốt rồi nè, còn mã cute không à. Rồi chị nào lấy cái này lên, còn mấy cái bộ thể thao hàng Lina nữa, ngay trong góc nó còn bộ hãng trong góc nữa nè. Rồi chị em, ui chào ơi, eo ghét chưa, nhưng mà xây nhí thôi nha. Rồi chị nào lấy cái này 14-15 kg đổ về, 15 kg đổ về là ok, 15 kg đổ về. Chị em mình lên cái này lên luôn dùng em nhé. Đủ màu là bao nhiêu màu, vì rất là nhiều màu, rất là nhiều kiểu. Chị lên hãng đi, chị lấy mấy bộ, 5 bộ lấy 5 bộ chứ gì, đừng có ghi đủ màu em phát cho chị chục bộ đó, 15 bộ đó nha. Lên đủ mà lên rõ cho em, em in hết ra nhé chị. Chốt từ chị nào mà có đầy đủ là trai hoặc gái, số ký kèm số lượng chị in cho em nha. Đủ là giới tính nè, số ký nè, số lượng nha. Em lên like sơ cho chị em mình xem toàn mẫu đẹp, không cần chọn đi chị em mình đâu, chỉ cần là trai gái để em lựa cái giới tính cho nó, cái kiểu cho nó phù hợp thôi. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên trai hoặc gái, kèm cho Nguyên số ký, kèm số lượng bộ cho Nguyên nhé. Ghi chị em mình cứ ghi ba trai kèm số ký, ba gái kèm số ký là được, như thế là nhanh. Ghi ba trai hoặc ba gái kèm số ký cho Nguyên là ok. Nhiều mẫu cưng lắm luôn á, ba trai hoặc ba gái kèm số ký luôn, còn nhiều cái hình nữa. Nhưng mà trong bao kia nè, nhiều cái hình nữa, cái mấy cái hình ví dụ như hình khủng long, hình đồ, hình con cá, con đồ á, cũng dễ thương lắm mà ở trong cái bao kia đấy. Ghét chưa, ghét ghê luôn. Là Minh Kim Mông mà có 35.000 bộ thôi, 35.000, đừng, em nói đừng lấy bộ giá này, đừng lấy bộ đó. 15, chị nào mà em nói 15 là chị nào phải lên trước. Một ri thì có một bộ 15 thôi, một ri có mỗi một bộ 15, mà chị nào cũng lấy 15 là sơ mi trắng. Chị đặt lên trang cá nhân đi chị, nhà em chiều nhà em chốt, không chị không kịp, mai nhà em chốt nha. Cái nào có 16 kg thôi chị, chốt đến 14-15 kg thôi. Chị nào mà 15 kg phải lên trước, còn lên sau là hết rồi đó nè. Cưng chưa, cưng chưa. Cái này là mang ôm ôm, mấy thun lạnh là hai mang ôm ôm như vậy mà nói. Toàn bộ thun lạnh này là sẽ mang ôm ôm nhé, vì ăn giãn chứ không có mang rộng ra như mấy loại cái tông kia nha. Dạ mình lưu ý nha, thun lạnh là sẽ mang ôm ôm nha. Đó, chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng em, kèm số ký nhé. Toàn bộ là sẽ mang ôm ôm. Dạ mình lên số lượng trai gái kèm số ký hôm qua nhé. Cái này còn mỗi xay nhí thôi chứ mấy, cái này mỗi xay nhí thôi. Rồi ai chưa có cái mã này em không đang cần đọc thì dạ mình nè, cứ lên luôn dùng em, kèm số ký cho Nguyên là ok như vậy mình ơi. Cứ lên kèm số ký. Rồi cái này có 3 bộ size cổ, size khủng 40, 42, 37. Cái này chị em mình săn, bộ mang hết rồi. Cái này chị em mình săn nhanh luôn, cái này săn nhanh luôn nè. Bộ hàng hãng Lina, in hết chưa? Thế cái này là bộ hàng hãng Lina,
chị cao lê đồ có chưa? Chị em mình lên cứ lên rõ cho em là chị Hiền Phan có chưa? Rồi ok. Rồi cho nguyên cái này nè. Cái này là dạ mình ơi. Em in bill hết rồi. Cái chị nào lên trước là nhà em móc hàng nha, có đủ size, có size là em móc thôi. Được mấy bộ, hai mấy bộ nha dạ mình ơi. Cái này có 3 bộ thôi, 37, 40, 42 bộ hàng hãng Lina. Hàng 135.000. Nguyên thì chạy 135.000. Còn cái này dạ mình đi ra ngoài mua sẽ là 185.000. Dạ mình search, mua xong search chứ để nó nguyên nó deal. Bộ hàng hãng Lina nha. Xay nhí, xay nhỡ không đã 185.000 rồi. 3 bộ. Nguyên đi 135.000. Cái này em đi luôn kệ 105.000 luôn. 105 luôn có 3 bộ chứ mấy. Bộ hàng hãng này còn ở đâu mo ra cho em nhé. 42 nè. Thế. Khách chốt rồi. Mà mua chi lắm á, để cho khách bớt luôn chọc bộ rồi mua chi dữ. Mà mua hàng nó bán về cho tiền nó bị rút chắc. Nè, cho chị Ninh Lê nè. Cho chị Cúc Phan nè. 105 cho chị Cúc Phan nè. Cho chị Lương Cửu. Cho chị Lương Cửu hết. 105.000 nha. 105.000 chị ơi. Em sai đâu. Sao giùm em coi bộ. Coi bộ Liên Nga còn không chị? Coi. Bạn người bắt mua chục bộ rồi tiếc gì nữa. Mười đổ lên, 23 đổ về, cái này có còn ri. 50 xíu có hẳn tới 60kg luôn mà. Hàng Liên Nga hàng khủng có tới 60kg luôn chị. Từ từ thông thả. Từ từ thông thẳng lên nè. Chọn xíu, cái này còn đường ri bộ hãng bơ nè. Đóng túi hộp nè. Rồi tai, rồi đủ các kiểu như này. Cưng chưa, cưng xỉu chưa. Cái này được một ri từ 10. Lên mã khủng long hoặc lên mã đỏ 10 đến 23kg. Đỏ từ 10 đến 23kg. Dạ còn đó chị. Đỏ 12-3. Cái này em đi chị em 105 luôn. Nhận cái bộ nào về không cưng, mua vài bộ như này để dành thay qua thay về cho nó đi học. Đỏ cho Nguyên nhá. Đó, nhìn 17. Cái bộ đồ, mặc cái bộ đồ đi hạng hạng sáng sủa. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 17kg à. 17 này 105. 17 cho thằng Hạnh 23. 223 chị Lương Cửu. 14 à, 14. 14 cho chị Hiền Lê. 23 em hết rồi. Rồi còn 19 đổ về thôi chị ạ, mà nói 10 đổ lên 19 đổ về thôi. Hết 23 rồi chị ơi, đằng sau đằng trước nè. 10 đổ lên 19 cái đổ về nữa là hết. 23 hết rồi. Chị Yến Phước không được cái nào hả chị? Còn nhiều mã hàng không? Nhà em đồ bán nhiều lắm. Kho đồ bán luôn. Có làm biến lẻ lẻ giờ, làm biến online thôi. Mà khách hỏi nhiều lắm. Tại vì vô giờ bắt đầu vô mùa nắng, đem đồ ra là chặt hết như nhí nguyên năm ngó. Mua mang cái quần đùi hơi rộng. Đường ra rô nè. Cái bữa này chiều lên đi học, cái tháng ở trên đi miết đó. Cô không kèo ngày, nên cứ kéo xuống này. Cái caro có cái nơ này. Mang với gáo luôn, mang quần. À. Năm ngó thì mang rộng, năm nay nghĩ là chắc là vừa. Thế là đêm ra mang thì hồi sáng mang thì thấy cũng hơi ôm. Chiều lên là thấy cứ ở trên tít trên đây nè. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này lên luôn dùng nguyên, tưởng không lớn. Thiệt, tưởng không lớn thiệt. Cái này đang còn, bộ này là hàng Omekit size 33, 37 33 nè. 35, 37. Còn được 3 set nè. Hàng Omekit nhé, bộ bé gái nè. Set bộ bé gái nè. 33, 35, 37. Có được 3 set thôi. Xem like tương tác cho em nha. Thả tim, thả like, chấm tương tác luôn dùng nguyên nhé. Chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. Set chân váy kim cương. Đi 115.000 luôn đi. Hey, bằng cái áo cho mấy chị em mình ơi. Set này mang đi học, đi chơi diễn cưng hết nè. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên từ 33. Được 3 set rồi, 33, 35 với 37. Set chân váy kim cương nhá, 115.000 luôn, có 3 set thôi, chỉ là hàng Omekit. Phải vê lắm, phải xịn lắm. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên những cái mã này vậy mình khỏi phải lăn tăn về chắc về giá luôn. Được 3 set thôi. 33, 35, 37 chị nào lấy cái này lên mã set hồng chân váy kim cương nhá. Siêu đẹp, mang đi chơi cũng đẹp. Nha, ai lấy cái này lên 3 set. 33, 35, 37. 35 mà, 35 đây. Rồi còn 33, 37. 115.000 gặp giá cũ đi, 115.000 luôn. 115.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã hồng kèm size
nguyên còn 33 và 37 nữa là hết. 33 với 37 nữa là hết nhé. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên này. Cho em một bé trai này luôn đi. Đó, đó, đó. Ừ. Cái này chị em mình nhanh nè. 33 cho Hồng Trang. 22 cho 30. Hàng này hàng 135.000 cũng nguyên luôn. Bộ này chị nào nhận cho... rồi. Cái mã này là mã năm ngoái. Nhưng mà về cuối mùa. Về cuối mùa chuyển qua lạnh chị em mình những đường mai. Mới nói 10 người nhận bộ này, 10 người khen. 135.000. Hàng về cuối mùa này. Hai mấy? 22. 22 tới 30 rồi chị. 22 đến 30 kg. 22 đến 30 cho bộ cam bé trai này. Nguyên đây luôn chị em mình, bộ này giá 105.000 luôn. 105.000 cho bộ cam xịn nha. Chị em mình nhìn mai viền đẹp cực kỳ luôn. Nhá, chốt lên mã này là mã bộ cam trai kèm size cho Nguyên là được từ 22 đến 30 kg. Một ri nữa thôi nha chị em mình ơi, hàng này hàng về cuối mùa. Đấy nên là còn sót lại. Hàng Nguyên chạy 135.000, bán tặng luôn chị em mình con này giá 105 luôn. Dòng cao cấp nha, dòng xịn nha chị em mình ơi. Thì nào lấy cái này lên cam kèm size. Bóc size 30 chị Ninh Lê. Lên cam kèm size cho Nguyên là được nhá. Chốt nhanh tay cái mã này nha. Chốt nhanh tay cái mã này. Cái giá này Nguyên đi trên like nhé. Còn chị nào bình thường tới nhà chọn, Nguyên vẫn đi giá bình thường chứ không có giá sale gì em ơi. Giá sale chỉ sale trên like cho nó gọn thôi. Còn chị nhà, chị nào tới nhà lựa từng bộ thì em vẫn tính theo giá bình thường là 135.000. Chị nào lấy cái này lên cam cho Nguyên là được. Cam. Đấy, nhận bộ này rồi bao đẹp bao chắc luôn. Cảm ơn chị Kim Tuyến Nguyễn mang sướng. 23 cầu không? Chắc xịn. Nhìn chắc nè. Nhìn chắc này 23 đang cầm này. 23 đang cầm này. Chị em nhìn chắc này. Đó, chị Kim Tuyến Nguyễn nhận hàng. Cái này là mẫu năm ngói. Nhưng mà bé mà đâu có sợ lỗ vốt gì đâu. Mẫu này là mẫu về cuối mùa. Về cuối mùa. Bán tặng luôn. Chắc khi mà chắc nó đẹp như này, nó xịn này có 105.000 thôi. Rồi ai lấy cái này chốt luôn dùng em nhé. 105.000 cái bộ này, bao chắc. Đây 23 đây. 23 này. 105 nhá, bao chắc luôn. Chị nào chưa có chốt. Cái bộ kia phân chưa kìa. Chưa đúng không? Chưa đúng không? Từ 32 tới 48. Cái 48 kg luôn, xây khủng. Xây khủng là hàng 100 mấy? Dạ không. 145, 155 đúng không? Xây khủng. 32, xây đại. Xây đại với xây cồn. Cái này còn đại cồn. Từ 32 tới 45 kg luôn. Đâu rồi chị Cúc Phan đâu rồi, bốn mấy ký vô đây nè, vô chốt cái bộ này luôn. Em nói chắc cái bộ này mà về không ghiền nữa thôi. Lên này có 26 rồi nha. 115.000 cho size 32 đổ lên 40. Bốn mấy chị? 48 đổ về lận. Mồ cô. Đại với cô 115.000 cái bộ này, chốt cái bộ này về đảm bảo không làm chị em mình thất vọng luôn. Nha, chắc bao phê chị nào lấy cái này lên cam kèm size, cái này với mẫu size đại với size cô từ 32 đến 48 mà đi có 115.000 tới 48 kg mà đi 115.000. Chốt nhanh tay cái mã này nha mọi người. Chị nào lấy cái này lên cam kèm size ghi giá vô. Ghi giá vô lần sau biết đã sale rồi. Đã sale rồi 115.000 chốt cam kèm size dùng nguyên nhé. Từ 32 đến 48 kg. Cam 40 cho Kim Anh Trang. Từ 32 đến 48 kg. Cái mã này thì không có sắc nét chị ơi. Cái mã này không có sắc nét nhé. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng mã cam. Cam 42 cho Phương Đạt. Đã có cái mã nào sắc nét mình đi rồi. Mà không có xe đại đúng không? Cái này xe đại xe cồ này chị em mình tranh thủ xe cồ chị em mình chốt đi. Rồi trong cái bộ Lina đang còn mấy bộ này chị em mình, bộ vàng còn 2 bộ này. Cam 45 cho Ngọc Hà. Cái size con này giùm em chị. Trời ơi, phê. Vô mùa nắng mà mang cho nó những cái bộ này size 45 kg này. Bộ Lina lên mã thể thao vàng cho nghe được. Size 45 kg 105.000 luôn. Bộ hàng hãng Lina nha, chốt luôn dùng em. Cam 34 cho. Size 45 kg à? Phương Lam. Vàng này có một bộ có tay và một bộ sát nách những cái bộ này. Dạ không, những cái bộ này chị em mình đi vô những cái chỗ người ta bán đồ thể thao mà đồ dạng đồ thể thao mà hàng xịn. 185.000. À, bán online người ta vẫn bán 185.000. Đó, xe luôn chị mình con này 105 luôn. Hàng này Nguyên 2 chạy 135. Xe 45 có một cái bộ có tay, một bộ sắc nách nhá. Được 2 bộ. Rồi chị cam nào lấy cái này. Phương Lam có rồi nha. Rồi chị nào lấy cái này vàng Phương Lam tay địa chỉ đi. Và vàng sắc nách. Lên đơn không 65 kg gì, cái này không có 65 kg gì ạ. Còn một bộ có tay, một bộ sắc nách. Chị 45 kg cái này luôn sẽ 105.000 luôn. Trời ơi. Vàng này 45 kg chị. Vàng 45. Vàng 45 thôi không có 48. Có tay này. Có tay đây nè.
có tay này, lương cửu còn sắc nếp nè, không có 37, cái này lẻ rồi, cái này em đã lên ri và hàng lẻ ra rồi, không đủ sai. Hàng đang chạy 1-3 năm giờ lẻ sai em bán tặng kẹo mình 105.000 nè. Sắc nếp này không có 35, 45kg thôi, còn sắc nếp thôi. Chị nào lấy sắc nếp chốt sắc nếp chung là được 45kg cho mã sắc nếp nhé. Chị nào lấy sắc nếp 45 chốt, cái này mới 38kg nè, bộ này 38kg nè. Nhận cái bộ này mà về trời nắng mang không sướng nên thôi. Rồi lên màu gạch tay 38 đổ về, gạch 38kg đổ về có đúng bộ nhé. Chị nào lấy gạch lên gạch cho nguyên nhé, 105.000 cho màu gạch, có một bộ màu gạch duy nhất. Chị nào lấy gạch chốt gạch dùng nguyên là ok. Ai lấy gạch chốt gạch cho nguyên nha, comment gạch nó là size 38kg, gạch 38, màu này màu xanh xanh dương size 46kg, màu này tới 46kg lạng, màu xanh size 46 đi. Chị nào lấy xanh 46 chốt 105 hết. Những cái bộ này là những cái bộ hàng còn sót lại thôi, cái này không có hàng về nè. Gạch 38 cho Ninh Lê, hàng này là hàng đợt bữa săn hãng sale chứ không có giá này nha. Rồi chị nào lấy xanh, xanh này size 45-46kg chốt, có một bộ xanh 105.000 luôn nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh 105 cho Ngân là được nhé, comment xanh 105 chốt lên xanh 105. Xanh cho Trâm Phan, cái này là hàng còn đó rồi sao, mấy cái set này còn hả, chưa chốt hết rồi đang đó. Gạch size 34 có một bộ, chị nào lấy gạch size 34 hết rồi chị ơi, bộ em đang hết rồi. Gạch size 34 một bộ, gạch size 34 chị nào lấy gạch 34 chút gạch 34 lên luôn dùng là ok nhé. Gạch 34 bộ em đang mang hết rồi nha. Còn cái mẫu tương tự không chị Duyên này, mẫu tương tự em mang còn không? Rồi chị nào lấy gạch size 34 chốt có một bộ gạch size 34 xanh 46 hết rồi chị ơi. Bộ này 16kg em sale luôn 79k luôn. Bộ 16kg con bộ này đẹp, phải sướng lắm. Chị ơi mình nhìn đồ bé là may cái mông và có 50kg đó chị Ái Văn Ngôn. Chờ em xíu xíu, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, từ từ chờ em xíu nè. Chị nào lấy cái này 16kg đi 79.000, có một bộ xay nhí thôi. Chị nào lấy nhí chốt nè, nhí 16kg 79.000 cái bộ này luôn, hàng này 95. Chị ơi em lên sen sen thôi, em bóc cái gì em sell cái đó nhé. Cái này ghi 16kg nha, sao bỏ riêng những cái hàng hãng Lina này bỏ riêng ra nha. Bộ này nhưng mà nó bị lỗi xíu phải. Bộ này xây to này, xây 50kg nhưng mà nó lỗi xíu nè. Đây chị em thấy không? Nè, bị chấm chấm xíu. Nhí 79k cho, nhí 79k chị sô-cô-la, sô-cô-la ơi 79k nha. Rồi chị nào lấy cái này lỗi 50kg, 52kg ok. Bị chấm nhẹ xíu nè. Đây nè, không, cái bộ nhí hồi nãy thả xuống ừ. 79k chị ơi, lỗi cho chị Quốc Phan. Lỗi này em đi 69k nhé. Hàng này hàng đang đi sale 105 đây nè. Cái này 69k chị Cúc Phan luôn. Cái này 69k chị Cúc Phan. Con này size 20kg con bộ. Lỗi sale 69k đi sao? 79 gì á? 79 nè. Rồi cho nguyên con này 69-79 như được. Hàng 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 135 đấy. Rồi cho nguyên con này size 17. Còn một bộ xám size 17 đi 79k nha. Xám size 17 và sale 79, chị nào lấy xám size 17 sale 79 chốt nhanh tay luôn dùng là được. Bộ bé 10kg thì giờ chị lấy cái bộ bộ gì ta, bộ 50kg đó chứ. Mình kim âm chị lấy rồi, hoặc là bộ xúc hà, hoặc là chị lấy bộ xúc hàng đi chị ơi. Cái bộ xúc hàng là có size đó. Ồ cái bộ này size 55kg. Chị ơi, em đọc cái số ký, em đọc 16 mà làm sao gì chị 18 cái chút vừa được. Chút sụt xuống cho ai sụt chút lên. Cái này size 48kg nè. Xanh này tới 48kg lần. Xám cho chị Thái, chị Thúy nè. Xám này sale 79.000. Chút sụt xuống em đọc 16kg quay đầu, 17kg quay đầu. Chứ không thể 16 mà 18kg mặc được. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Size này là size 48kg, con bộ 48kg chị Cúc Phan. 48 chị Cúc Phan 105.000, ui là quá rẻ, có đầy đó. 105.000. Rồi size 55kg nè, ui là trời, y như thế mà size 55kg á. 105.000 tới size 55kg sướng. Hình như, à, cái này như hôm bữa chiều gia tình Ngô bộ Phan. Đúng không? Ở đâu rồi? Hôm bữa ngay chưa? Hả?
Nghe chiều cho Tình Ngô bộ sai tối mang cho. Ủa 55 nói 55 ký cho Tình Ngô mang gần vừa luôn này, 60 ký gần mang vừa luôn này. Rồi chị nào lấy cái này. Thương Tình Ngô ghê chưa. Đâu, chắc đau đấy chứ. Ghi ghi Tình Ngô rõ ràng. Ghi. À nó tương tự thôi đúng không? Thôi để em đặt cái này đi xong. Rồi bỏ đi nó cứ được. Xanh đi bao nhiêu ký vậy hả? 55 ký. Xanh 55 cho Nguyễn Thị Thu Hà. Ở đâu đó chứ đâu. Vàng này size 48 còn bộ. Vàng sắc nách size 48 còn bộ. Chị nào lấy vàng sắc nách size 48 chốt. Còn đúng một bộ vàng size 48 ký đổ về một bộ vàng này. Chị nào lấy vàng chốt vàng 48 ký đổ về là ok nhá. Có sách gái gì cung ta xíu nữa cho em vài sách nữa chị. Chị nào lấy vàng 48 có một bộ nha. 108 cho ngân pha. 105.000. Trời ơi. Đỏ size 55. Đỏ size 50. 45, 50, 55 có 3 set. Chị nào lấy đỏ lên đỏ chung ra được nhá. U là trời, chị em mình nhìn. Đã luôn, chắc phê lắm. Rồi lên đỏ trong em 45, 50, 55 có 3 bộ màu đỏ. Chị nào lấy đỏ chút đỏ chung ra được. 40 mình mang gần vừa cái size này nó 45 ký cho mình 52 ký mình mang vô tư. Đỏ 55. 50 52 vô tư. Mang bộ này thì bao mát luôn. 55 55 có không? Nè. Mang bộ này bao mát luôn. Đỏ chứ bộ chạy đi giục. Thì cái chiếc đỏ 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 đây xanh đi. Đỏ 55. Đỏ có mấy bộ? Đỏ này đỏ có tay. Em đang like chị ơi, em đang like, em đang like xíu nữa rồi sao? 100 phan. Sao chị? 105 phan. Sao chị nói nhanh giùm em đang like chị để. À thế từ 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 đã từ từ đã cắt hàng ra nha, từ từ để em bắn micro qua đã nha. Để em like cái đã, em đang like. Rồi ok chị, quên lên đỏ rồi. 105 phải không? Đỏ 105. Đây 45 ký đây nè. 45. Đỏ 45 cho Thúy Thanh. Sướng lắm, nhận cái bộ này về em đảm bảo là ưng, ưng rất là ưng luôn. Xanh 32. Em có xanh 15 kg con bộ này. Xanh 18 kg này, 15 18 18 này. 20. Có chiều gia đình Ngô một bộ màu xanh đó. Nhưng mà ở đâu rồi? Bữa hôm mà Huyền Lai á, Huyền Lai hay chị Lai hả? Bữa hôm Dung Lai chứ. Cái đồng Dung. Dung để đâu cái tình Ngô này. Còn mấy bộ size nhí này 79 nghìn này chị em mình ơi. Size nhí nhá, size 14. Nhận những cái bộ này về đi, 18. 20 từ 14 đến 20. Nha chị nào lấy xanh chút xanh cho nguyên là được nhá. Túi tiết này nó xịn sò ơi là xịn sò. Nha. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh kèm size 79 nghìn cho bộ size nhí. Từ 12 đổ lên. Từ 12 đổ lên. Từ 14 đổ lên. 20 đổ về. 14 đổ lên 20 đổ về. 14 đổ lên 20 đổ về, hai bộ 18. Chocola, chocola. Rồi còn 20 nè. Màu gì cũng được hay sao chị Ái Văn ơi? Màu gì cũng được hay sao? Lấy năm luôn á. Không, 79, xe nhí 79 ca. Nhí xe 79 ca. 18 cho Nguyễn Thị Thu Hà. 16 nè, 15 16 nè. 20 nè. 20 chị Lương Cửu nè. Cái này 15 16 nè, ghi cho em 20 thì Lương Cửu giùm em chị. 20 triệu lương cửu. 16 cho đạo hàng. Còn 14 thì lành thì võ này. Lành thì võ này. 79 nghìn. 79 nghìn. 13 cho chị Nguyễn Lina này. Nguyễn Lina này. Rồi còn 32 là 105. 32 ký 105. Còn một bộ 32 ký 105 nghìn cho xe đại. Chị nào lấy cái này lên mã xanh 32 chốt xanh 32 con bộ này. 105 nghìn nhá. Xe to. Đẹp. Xịn. Cao cấp. 105 giá hàng chợ luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng size 32 con bộ. Size 32 đi này còn giờ là chỉ sót lại không có hàng về đây chị em nữa. Bây giờ em tranh thủ nha. Rồi trong nguyên con này. Kiểm tra giùm em cái size con này. Còn được 2 bộ tấm. Rồi xanh coban. Xanh coban. Xanh coban này cũng size to này. Ủa cái kéo rồi đâu rồi? Cái cọc của lại. Rồi lên mã cô ban cho Nguyên này chị em mình nói size 44 kg này.
42 này, 40 này, 38 này, 36, 34, 32 đổ lên, 44 đổ về cho màu xanh coban. Chị nào lấy xanh coban chốt hả? Xanh coban có 2 bộ nhá, size từ 32 đổ lên 44 cái đổ về. Nha chốt lên xanh coban cho Hoa được. Trời ơi. Lên mã coban cho Nguyên là ok nhá. Lên ít gái cho em, ít gái xinh xinh đi chị. Set gái gì trong đó, bộ gái gì trong đó, set ngố gì đó xinh xinh cho em lên xe ít gái nè. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Lên mã coban kèm size từ 32 đổ lên. Đào óc mới vừa nói xong. Mới vừa nói xong em mất tiêu rồi. 32 đổ lên, 32 đổ lên, 44 đổ về. Chị nào lấy cái này lên mã coban kèm size cho mà được nhá. 105 cho size đại nha. Đấy, chốt cái này còn đúng ri thôi. Ai lấy coban cái này 32 coi. Cái này 32, 32 tới 44. 32 tới 44. Từ 32 44 105 nghìn. Từ 32 kế đến 44 kế chốt. Rồi tiếp luôn cho chị em mình cái này đi. Cái này. Cái này bạn nhím đang ma. Tương tác đi chị em mình ơi, chấm tương tác cho Nguyên nha. Thả tim, thả like, chấm tương tác cho Nguyên. Cái này 18 cái độ lên, 24 cái độ về cho bé gái. 18 lên, 24 về nha. Từ chị bóc hàng cho em like trước đã chị. Cái này 18 lên, 24 về. Có một ri thôi. Có hàng xúc, hàng đồ mát, mát, mát ra luôn. Trong cái kiểu lưới rồi mát, mát ra luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gái xanh hàng này, hàng xịn nha. Từ 18 đến 24. Cô ban 32 cho Thái Thị Thúy. Từ từ, từ 12. Từ 12 đến 24, 105 luôn. Từ 12 đến 24 mà đi có 105 luôn. Đó mấy cái set này em nói set sukit nữa kìa. Nè, hàng này hàng tin kit, chốt lên luôn dụng mã gái kèm size từ 12 đến 24 kg. 105 nghìn luôn. 24 kg em đang đi 115 nghìn. Em đang xe 115 nghìn. Rồi chị nào lấy cái này. 42. Ô tới 28 kg, tới 30 kg luôn chị em ơi. Ủa tới 32 kg luôn. Từ từ chờ em xíu, hôm nay không đài sai cả sai nhí cả sai nhỡ trong này. Cả sai nhí cả sai nhỡ 12. 18. Có 18 kg rồi. Cái sai nhí là từ 24 kg. 24 kg có nè. 24 kg nè. 4 kg tường lam bao nhiêu? 105 luôn đi. 105 luôn đi. Ủa có size to, cái này toàn size nhí, size nhỏ, size 12 kg độ về. Hết 24 rồi. Hết 24 rồi. Còn size là từ 26 đến 30 kg. Từ 26 đến 34 kg. 26, 26 đến 34 hết 18 rồi chứ. Cái này từ 26 đến 34 kg chứ. 27 cho Thúy Thanh. 28. Rồi còn 26 đến 34. 26 đến 34 bộ này cưng lắm luôn á. Nha, 105 luôn. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên nè. Comment mã xanh kèm size từ 26 đến 34 kg mang ok. Vải xịn đẹp nhá. 24 hết rồi chị. 24 hết rồi. Từ 26 đến 30. 26 32 30 hết 28 luôn. Cứ lẻ như thế này thôi. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Comment mã này. Quen cái bộ này làm sao 18, hồi nãy chị nào hỏi 18 có một bộ này sao? Kiểm tra bộ này 18 kg này. Một bộ 18 kg này. Một bộ 18 kg này. 18 cho Leon. 18 kg này. Rồi ai chưa có cái mã này chốt? Chưa chưa, không có thì Trinh Nguyên. Còn mấy cái bộ này size 16, 18. Lộn xộn rồi chị. 16, 17, 18. 14 đến 18. 14, 18 kg còn size này, bán tặng cái bộ này cưng. Từ 14 đến 18 kg thôi. Bé gái bán tặng 35 nghìn bộ này luôn. Đơn thuần không biết. Bộ này Nguyên bán tặng 35 nhé. Không chọn màu nhé. Màu nào cũng được. Không chọn màu chị ơi. Cái này không chọn màu đi. Chị tách ra 14, 16, 18 cho anh đi. Cái này có 3 size. 10, quên lộn. 14 đổ lên, 16 kg quay đào. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Em in bill hết rồi. Chị có size sẽ bóc nha. 35 rồi. 35 nghìn cái bộ này cưng không? Chốt kèm size cho Nguyên nha. Chốt kèm size nha. Từ 14 đến 18 kg chốt. 15 cho Yến Hoàng. 14 đến 18 kg là có size. Ai lấy cái này màu nào cũng được nghe vậy mà ơi, toàn một cưng không à. Toàn một cưng cưng không à.
Này xay máy xay máy đi lại giùm em. Xay máy đi lại giùm em. Nè, toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp thôi. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Lấy 126 cái chị ạ. 18 cho Ngọc Hà Đạn. Chị Kinh Nguyên giùm em gặp cái giá 115 đi, riêng 105. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em kèm sai. Đây còn này là sao? Còn 16, 17, 18 này. Nhiều màu lắm, bốc đại nhá. Trời ơi, nhìn cưng chưa? Mã nào cũng cưng hết. Mã nào cũng cưng hết. Chị ơi, em lên cái nào có sai là chị chốt nhé. Chứ chị hỏi cái này kia em không biết luôn á. Nha. Màu nào cũng cưng, có 35.000 bộ này thôi. Sale giảm mình 35.000 bộ lụa này. Nha, chốt mã này lên mã lụa kèm sai. Kèm số ký cho Nguyên là được, lụa kèm số ký. Comment lên lụa kèm số ký cho Nguyên là được, nó giảm mình ơi. Nguyên đi luôn cho giảm mình lại. Nguyên đi luôn giảm mình 35.000 gọn luôn. Chị nào lấy lụa chốt lụa kèm sai. 35.000 một cái. Đây này. Hết đâu. Rồi tiếp, cái này còn dư máy sát 105. Làm chỉ có 27kg chị, em đọc tới 18kg thôi. 18kg thôi. 14 đến 18kg. Từ 14 đến 18kg thôi. Eo, cái này sai 12kg nè. 10-12kg nè, cưng lắm, 79.000 luôn. Nha, cái này hàng hàng nguyên sale 95-105. Hàng này nguyên sale 95-105, sai 10-11. Lên mã sát vàng hàng xúc kích. Nãy đọc mấy. 75.000 đi. 75.000 nhá. Chị nào lấy cái này. 70.000 đi. Tay nhí này đi 70.000 luôn đi. 70.000 nhá. Hàng này hàng Nguyên đi 95-105. Lên mã vàng cho Nguyên 10-11kg. Nguyên sát váy. Riêng cái áo này chị em mình mua bao nhiêu tiền rồi? 70.000 thôi. Cái này cho chị Tường Lam 70 thôi chị. Ghi cho em 70 thôi. Xe 70 đi. Rồi cho Nguyên con này vàng. Vàng cùng sai. Sát vàng kèm sai. 18 ký cái nào không có. Em đọc cái số ký nào chốt số ký đó giùm em nhé. Đồ lớn chắc chuyển qua lấy sao. Chuyển qua lấy tối nhé. Rồi chị nào lấy vàng. Vàng 10-11 thôi. Nha, họ chưa có 18. Vàng 10-11 thôi. Sale luôn trẻ mình 70.000. Hàng số kit riêng cái áo không là 80.000 rồi. Đó, Nguyên đi trẻ mình nguyên bộ này 70.000. Đây này có 17 ký này. Hồng size 17 này. Chị nào lấy hồng 17 chốt hồng 17 cho Nguyên nhé con bộ. 70.000 cái mã này mà không xăng này xăng cái gì mới nói thật sự luôn. Mua ra nó mùa hè nó mang đi học, đi trẻ đồ sướng này. Rồi chị nào lấy cái này 17kg. 16-17kg thôi. Hồng 16-17-70 chị nào lấy hồng lên hồng trong là được nhá, con set hồng. Hồng 16-17 có một set. Vàng một set thì đào trương này. Vàng này gì đào trương này. Rồi chị nào lấy hồng lên hồng nhá. Hồng size 16-17. Cam size 10-11 này. Cam 10-11, chị nào lấy cam 10-11 chốt nhé. Nguyên đọc cái số ký là toàn bộ số ký quay đầu nhé. Cam 10-11, chốt lên cam 10-11kg chốt. Hồng cho chị hồi chốt. Hồi nãy chị hồi chốt. Rồi cam ghi 10-11 cho em. Cam 10-11. Rồi cam 16kg quay đầu. Còn được set cam 16 quay đầu. Cam 16 quay đầu. Chị nào lấy cam 16 chốt cam 16 cho qua được. Cái này đang chưa thấy 24. Cam 10 cho chị Tường Lan. Cam 10 chị Tường Lan. Rồi cam 16 cho Nguyên á, đi 70.000 luôn. Riêng chị em mình để ý cái hàng số kit này 80.000 con áo không rồi nè. Bây giờ bán cho bà cho bà kêu bà không bán bà lãi. Lanh đau của bộn hồi nào bộ lụa chị, cam hết rồi. Bộ lụa nha. Bộ lụa đó chị. Cái này size 13. Hồng size 13. Chị nào lấy hồng size 13 còn xét. Cái này còn sóc sóc lại máy xét. Cái mã này em chạy cực kỳ nhiều. Toàn khách lấy máy xét rất mà hàng Nguyên đi ít không chọn màu á, không chọn màu á là 95-105. 95-105. Rồi chị nào lấy cái này lên hồng, chút hồng cho được. 13 hàng, nè. Ừ. Hàng nó đi 95-105. Còn một cặp này là hết nè. Còn một cặp này nữa là hết nè. Chị hỏi chút là bảo lấy bộ lụa hồng. Lụa là không chọn màu nha. Bỏ ra, bỏ đơn của chị hỏi chút ra. Người ta đã đi không chọn màu mà lên chọn màu làm gì. Trắng này size 16 còn bộ nè. Cái này 22kg không có chị ơi. Trời ơi. Trắng size 16 còn được một set nè. Những cái hàng này là em nói là hàng xịn. Nó khác nha. Chắc có tông xịn nó khác nha. Rồi chị nào lấy cái nào lên luôn dùng Nguyên nè.
70.000 cái bộ này thì còn cái gì phải lăn tăn. Không có nhà ai đi cái set này 70.000, em tự tin luôn, em dám tự tin luôn. Rồi trong nguyên con này trắng size 16 có một set. Trắng size 16 có một set trắng size 16, chị nào lấy trắng size 16 chốt này. Trắng 16 cho chị Hồ Lan. Cỡ này là cỡ mấy? Vàng 13, chị nào lấy vàng 13 này toàn size nhí thôi. Vàng 13, chị nào lấy cái này mang cái bộ đồ nhìn này, cưng chưa? Chân váy người mom rất là kỹ. Đấy. Rồi chị nào lấy cái này lên. Ừ. Xin. Vàng size 13, chị nào lấy vàng 13 comment vàng 13 cho được nhá, trắng hết rồi trời. Vàng 13. Chị nào lấy vàng 13 ghi lại cái số đằng sau, bữa sau khỏi phải lật ra chị. Vàng 13. Cái số ở trong giờ đi đi moi trong. Rồi cho em đỏ. Vàng 13 cho chị Hương Hoa Lan. Đỏ size 15 có một set. Đỏ 15 nhá. Elsa này. Đỏ 15 một set, chị em mình nhìn ở trong máy quần này. Những máy quần này, hàng xịn sò chứ không phải hàng xổm xổm nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên mã đỏ size 15. Ôi cái này bị lỗi xíu rồi. Ôi cái áo nó bị lỗi rồi. Cái này bị lỗi mất tiêu rồi. Đỏ size 15 bán tặng đi. 39.000 set này đi. 35.000 set này đi. Hàng đi 95.000 cho size nhí á. Cái này bị lỗi xíu rồi này. 35.000 đi. Lên mã set 35 size 15 chốt. Ừ, nhưng mà bé mang thì không ảnh hưởng đâu. Bị xíu thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Bộ ok lụa. Chị Ngô Thị Lợi. Rồi chị nào lấy đỏ size 15 chút, đỏ size 15 35.000. Đỏ 15 35, chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên nhé. Size 15 35.000. Set 35 cho chị Yến Hoàng. Rồi cho Nguyên con này. Ủa? Hương Hoa Lan lấy vàng rồi lại lấy trắng, không lấy lấy vàng là sao? Vàng trắng người ta chốt mất tiêu rồi đâu có. Trắng người ta chốt mất tiêu rồi làm gì còn. Giờ bảo lấy đỏ không lấy vàng. Vàng size 16, chốt vàng 16 đi, giá 70.000 luôn. Không bằng người ta bán một con áo hoặc không bằng người ta bán một con chân váy. Nguyên nói thật sự luôn, giá này không. Size 16 thôi. Bỏ ra, bỏ ra. Còn một màu hồng cam này, cái này còn lẻ lẻ như thế này thôi. Hồng cam size 15 16 luôn. Chốt mã hồng cam 15 16, hồng đậm chứ. Hồng xe. Hồng size 15 16 con xét, chị nào lấy hồng chốt hồng cho Nguyên là được nhá. 70.000 khỏi phải lăn tăn. Nha, lên hồng cho Nguyên ghi lại cái size cho em. Hồng ghi lại cái size đi. 15. Vàng 16 khách chốt rồi chợ, cái này vàng 13 này. Vàng 13 này. Số 4, số 5 không? Số 4, số 5 không? Đây, đây, lấy cái này này, lấy cái này này chị. Đây nè, cái này chị vỏ tiết anh này. Vỏ tiết anh. Rồi còn cam lẻ 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 như thế này nữa thôi là hết cái set này luôn rồi đó. Dán đi chị anh 70.000 luôn. Trời ơi. Rồi còn cam nữa thôi. Chị nào lấy cam chốt cam, size dưới 15kg. Hồng luôn chị vỏ tiết anh, phải hồng 16 không? Hồng 16 đúng không? Rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn mà cam cho Nguyên được hết màu nha. Hết màu luôn rồi. Chốt lên cam cho Nguyên hết màu nhé. Còn 12 lên 15, 16 về cho một cam. Chị nào lấy cam chốt cam cho Nguyên là được như vậy mình. Lên cam nhé, chốt nhanh cam cho Nguyên là được. Comment lên cam cái bộ này chưa văn size để coi có size được cái bộ này. Chốt tập nhiều hàng còn chưa bóc size ra luôn á. Nhiều mã hàng chưa bóc size ra luôn á. Ê, set này cưng. Cái này còn được 2 set. Cái số 3, số 4 kìa. U là trời, Omekit. Hàng này em đang đi. Em xem luôn chị, em này 115.000. 110.000 đi. Size 12, set xịn nhá. Size 12, 110.000 luôn. Lên mã vàng xịn. Cưng này, chân váy của nó là chân váy caro. Vàng xịn, size 12. Đi 1, hồi nãy đọc 100 mấy. Cái này mới vừa đọc 100 mấy. Mình 110 đi. Size 12 110 đi. Cái này size 12 110, chị nào lấy cái này lên mã set vàng. Size 12 và size 14 có 2 set. 110.000 cái set này luôn cưng nha. Chị nào lấy set chút set. Mua lâu lâu sang những cái hàng xịn xịn cho dẻ cho bé nó mang dẻ mà thôi. Cho bé nó mang cho nó xịn sò. Hàng này dẻ mình đi mua làm chi có giá này. 150.000 riêng giá nhà Nguyên dẻ mà mua được rẻ hơn giá sỉ luôn, thậm chí rẻ hơn giá sỉ khi còn ít em sale hết. Bình thường giá đã rẻ rồi, khi còn ít sale hết. Rồi tiếp luôn dùng em.
cọc nặng chưa phân tay, đẩy cái cọc sắt nát bên kia lên cho em, bé sắt bé bên kia qua cho em. Cái cọc này xoay to, rồi cho em xíu cọc này xoay to. 19. Cái này đang có 2 19 có 2 3 bộ ngố. 19 có 2 3 kg. Ù là trời. Cái này bạn nhiếm hưởng được, bộ này bị rách. Bị tọt bao cái bị rách chỗ này cái nội giặt. Mà cân lắm, một bộ 19, một bộ 23. Cái này mua đi giảm 95.000 luôn. 95.000 cái xác ngố này nhá, xịn sò. Phải đã lắm vậy mình ơi. Chị nào lấy cái này lên ngố cho em một cái 19 kg quay đầu và một cái 23 kg quay đầu nha. 95.000 cái bộ ngố này luôn, hàng 115 nha. Chị nào lấy cái này lên mã ngố cho em được, hàng số kích. 95.000 một cái size 19 và một cái size 23, được hai set ngố nha. 19 và 23. 223 này rồi, còn 19 thôi. Còn 19 thôi. 23 cho chị Vân Lê. Rồi cái này 11 quay đầu. Trời ơi. K 11, chốt K 11. Xịn vải đã lắm. K 10 11. Chị nào lấy K 10 11 chốt luôn dù em còn đường sát K 10 11 kg. Lên K 10 11 kg trong em là được nhá, không có size to. 19 này chị. À, từ từ ngố hình như có size to chứ. Ngố dưới ngố đồ có size to, từ từ xíu nữa chị ạ. 23 hết rồi. Ngố 19 cho chị Hằng Rồng. Còn 11. K 11 cho chị Tường 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 Lan. Tường Lan. Tường Lan. Ô ô ô ô mã này. Tới 42 kg ai nhanh có này. 50 kg luôn. Hàng cồ khủng nhá, cái này em đi trả mình 115.000 luôn. 42 lên 50 về. Cái size 50 mình mang vô tư. 42 lên 50 về. 115.000 cồ khủng, hàng Omekit. 115.000 cái bộ này, giả mình nhận cái bộ này về ân ân chắc. Nè, phê pha luôn. 115.000 cho size cồ lên mã gấu vàng. Từ 40 lên. À 42 lên 50 về. 42 lên 50 về, chốt luôn dùng em cái này nhá. 40 độ lên. Đi cái giá vô giùm em chị 100 sale luôn, cái này 115.000, 115.000, 115.000 nha. Chị nào lấy cái này lên mã vàng kèm size. Đây 42 kg 115.000. 42 kg 115.000. Rồi size 50 kg. Size 50 kg luôn. 115 cho Nguyên nhé. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã gấu cho Nguyên kèm size. Chốt lên gấu kèm size nha. Đẹp rẻ. Chắc phi. Đấy, ai lấy cái này lên mã gấu chốt gấu kèm size cho Nguyên là ok. Rồi cái này em đi luôn, trẻ mình lên mã hãng cho em. Hãng từ 28 lên 36 về. Rồi hello chị Sương Thu. Có một dài đó. Đang chốt đơn nhà em, đang chốt đơn tại vì ngày hôm qua nhà em nghỉ á, không chốt đơn hàng ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Từ 28 lên mã bộ hàng hãng Lina. Hàng hãng Lina đang có size từ 28. 28 đến 30. 45 cho chị Lê Thị Ánh Nguyệt. 36. 105.000 cái bộ hàng hãng Lina này, lúc nãy chị nào chưa săn được săn cho con này. Nha, từ 18 độ quên lộn, từ 28 độ lên 36 độ về. 28 lên 36 về nha. 105.000 chốt mã hãng màu đã đẹp, chắc đã đẹp, màu này màu xanh Việt này là đẹp nữa này. Xanh cổ Việt nhá, chốt lên mã Việt kèm size đi. 28 lên 36 về, giá 105.000 bộ hàng hãng cao cấp. Nha, chị nào lấy cái này bộ hàng hãng Lina bộ thể thao ấy. Xe luôn trả mình 105. Ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên màu xanh Việt này. Đừng ri. Cái này đi bao 28 cho em. Cái này 28 kg. Chị nào lấy 28. 28 lên chốt. Ủa sắp lắp rồi chị. Rồi lắp lại đi. Có sao. Cái 22 kg à. 10 đến 22 kg bộ vàng. Cái này em bán tặng.
Mỗi chị em mình vô xem like cho xin nước chia sẻ nhé. Bộ này hàng hàng nhí là 105. Bộ xịn nhà hàng nhí là 105, giấu 50 chị Thúy Thanh luôn chị. Bộ xịn bộ xay nhí này là em đi 105 nè. Size từ 10 đến 23 kg. Hãng hồi nãy đâu có 22 kg đâu đúng không? 22 kg là 79k nè. Hãng đây nè chị. Cái này chị lạnh thì vỏ nè, 22 kg là 79k nè. Bởi vì lạnh thì vỏ 79k, còn một bộ hãng 20 kg là 79k nè. Rồi cái bộ này lên luôn dùng nguyên nè. Lên mã nách vàng kèm số ký. Hàng xay nhí này Nguyên đang sale 105 hay 115 ta. 10 lên 23 về. 10 lên 23 về em sale luôn 79.000. Chốt nhanh cái mã này nha. Có đúng một ri à, 1 2 ri thôi. Sót lại 1 2 ri, bộ này xay nhí từ 10 đổ lên, 23 đổ về mà đi cho giả mình 79.000, bộ hàng cao cấp nha, bộ hàng xịn nha. Chắc có tông xịn. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã nách vàng kèm size. Nách vàng nách đỏ luôn, chị cùng size nách đỏ đúng không? Hai màu thôi. Đỏ nó cũng cùng size này đúng không? Cho em luôn màu đỏ đi. Rồi lên mã nách vàng hoặc nách đỏ kèm số ký cho Nguyên là ok nhá. Giá Nguyên lên luôn chị em mình con này 79.000. Lên vàng hoặc đỏ kèm size có màu đỏ đô nữa chị em mình ơi. Giá con này thì sang. Hàng này Nguyên đi 105 ấy. 105 hay 115? 105. Sale luôn 79.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Nách vàng hoặc nách đỏ kèm cho Nguyên cái số ký là ok nha. Vàng 16 cho chị Đậu Hằng. Xe 79k luôn. Vàng cho chị Thuận Lê. Rồi chị nào lấy chút nhanh tay nha. Vàng hoặc đỏ đô để em dơ màu đỏ lên vàng cho chị em mình xem. Cho chị Lâm Thị Võ. Để em dơ màu đỏ đô lên chị em mình xem. Lên mã nách vàng hoặc là nách đỏ đô chung là được nhá. Ti ha kích mà có 79.000 thôi. Em đưa màu đỏ đô này. Nách 15 cho chị Huế Sushi. Nách màu đỏ đô luôn, nách vàng hoặc nách đỏ chung là được nhá. Sale luôn chị em mình 79k khỏi phải lăn tăn. Em nói rồi, giá này khỏi phải lăn tăn. Nha, lấy hoa lan cỏ đô đó chị. Nắp vàng hoặc là nắp đỏ đô cho Nguyên kèm cho Nguyên cái số ký. Cái này mua hai bộ hai màu đi. Dán đi 79.000 thì đi hai bộ hai màu đi chị em ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên mã nắp vàng hoặc nắp đỏ cho Nguyên là được. Nắp 15 cho chị Tú Nguyễn. Có màu đỏ đô nè, cân này chị em mình ơi. Nè, đỏ đô luôn nhá. Nè, quay cận luôn chị em mình coi chắc coi hàng. Phải không? 105.000 của Nguyên đó. Đi dạ mình cái này 79.000 luôn. Hạ cái cây like xuống cho bạn xíu đi chị. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nách vàng hoặc nách đỏ kèm cho Nguyên cái số ký là được. 79.000 một bộ. Sang cái bộ này về cho con mang đi trẻ này dạ mình ơi. Đẹp rẻ chắc sướng lắm luôn. Riêng cái dòng có tông này chị em khỏi phải lăn tăn. Có tông xịn xuống xíu nữa chị. Rồi hai tông ấy có một cam nữa. Để một cam cùng mã nè. Có thêm một cam nè. Một cam còn đi. Được chưa? Được rồi. Thế chị em mình lên nách kèm sai, đưa cái điện thoại của em lên cái điện thoại chốt đơn. Nách kèm màu kèm cho Nguyên cái kia. Bữa nay không thấy thông báo like. Đấy em chán luôn. Bữa giờ luôn rồi à, không phải. Ủa cái điện thoại in đi của em đâu rồi. Lần thì bỏ 2 giờ luôn. Chị ơi lên kèm màu cho em nhá. Nách kèm mà. Bữa giờ không có thông báo like. Nó tự tác thông báo like hết à. Bóp tương tác. Rồi ai lấy cái này lên mã nách kèm. Nách kèm màu kèm chốt đi chị. Nó đang rất rất là rẻ này. Đang vô mùa khách thì nhiều khi không coi like được. Cứ bảo soạn cho chị mấy bộ, soạn cho chị mấy bộ bó tay luôn. Chị em mình chốt lên like. Nhiều khi soạn không ưng nữa. Mà nhà Nguyên không có thời gian để mà đi lựa từng màu. Cái là chụp cho khách coi. Chốt ok không có. Hoặc là chị nào dễ tính. Ừ cái kiểu vẫn được. Cặp tay hoặc hoặc là có tay à, hoặc là sắc nách. Bao nhiêu ký là nhà em chốt. Bộ Nguyên mang lên rồi chị ở hết rồi. Còn bộ chốt sót tới 22 ký thôi chị. Rồi chị nào lấy cái này 22, 3 ký cũng được à. Chị kia 5 tuổi rồi. 6 tuổi hết. 6 tuổi rồi. Thì rồi ai lấy cái này lên mã nách. Chốt nách kèm màu. Chốt nách kèm màu có cả màu cam này. Còn được mấy bộ màu cam này. Còn được mấy bộ màu cam này. Lên mã nách kèm màu chung là được nhá.
Cam này đúng 1 ri. Cảm ơn mà anh nắp kèm màu. Cam thì đúng 1 ri thôi. 79.000 một bộ như thế này. Cái này không sao. Chị em mình thích lên 35 thì nhà em có hết. Em nói thật sự 35 không? 5 thử thử là bằng nhiễm đúng không? Bằng nhiễm đó. Cỡ nhiễm đó. Cho chị Lan thì vỏ thêm bộ nữa chị. Rồi chừng nào lấy cái này có một set mà có một ri một cam này. Ok chị Vũ Trang. Sót một ri một cam nữa nè. 10 đổ lên 23, 23 đổ về là ok. Đó, cho nó xịn sò, cầm cái bộ đồ nó đẳng cấp. Mà có 79.000 chứ mấy. Chị ơi kèm size cho em. Nách cam, nách vàng, nách đỏ 79.000 một bộ. Nhá. Qua hề. Qua nha chị em mình ở hàng 105, size nhí 105, dòng xịn này là size nhí không đi 105. Đi luôn chị em 79.000 có nách cam, nách vàng, nách đỏ đô. Kèm số ký cho em là được nhá. Chị em mình ơi kèm số ký vô cho em. Nách cam 16 cho chị Thuận Lê. Cam vàng đỏ 3 màu thôi. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã nách cam. Nách vàng, nách đỏ từ 10 độ lên 23 ký độ về có size qua nhá. Nách đỏ 10 ký cho chị Hạnh Ròn. Bé gái hả chị? Rồi từ từ chờ em. Chờ em ơi. Chờ em đi bắt bé gái. Rồi ai lấy cái nào lên luôn mã nách đỏ, nách cam hoặc nách vàng. Kèm số ký để em coi trong này còn. Eo 32 23 34 14 mã này nhanh xay 40 kg cái này con xếp nè cưng từ từ cưng xay 40 kg 115.000 xếp này luôn đi. Nhanh tay cái này vậy mà nó xay 40 cái con cá thôi. Lên mã này là mã sát tím 40 kg. 115.000 luôn đi. Sát tím 14 kg. Sát tím 34 32 22. Có được từng này sát nữa thôi là hết rồi. 22 kg nè. 14 kg nè. 32, 34 và 40. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này. Hình như bên kia chị. Đó chị cầm bên đó hồi nãy chị in chị chốt phải không? Không. Còn cái nữa của em nữa rồi. Rồi lấy cái này lên mã tím kèm số ký cho em mà được nhé. Sao đến 40 kg nha. Cho chị vỏ tiếng Anh cái này. Xét này cũng quá cưng luôn. 140.000 bằng cái áo thôi chị em mình ơi. Thằng Omekit nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng cái size 40 kg gì vỏ tiếng Anh này. Đang có tím 40, tím 32, tím 34, tím 14 và tím 22. Lên mã tím chút tím kèm size cho em là được như vậy mình ơi. Thế đúng rồi, nhìn cô ta. Rồi lên mã tím kèm size cho Nguyên nhé. Xem like tương tác đi chị em mình ơi. Còn theo dõi like không? Cái này đang còn được 2 bộ size 34 nè. 135.000 size 34. Có chị, nãy giờ đi bao nhiêu mã? Nãy giờ đi nhiều mã mà. Có được 2 bộ này thôi nè. Vàng 34, 105. 34 cái độ về 105.000. Chị nào lấy cái này lên vàng có đúng 2 bộ thôi, hàng 135.000, còn đúng 2 bộ nguyên sale luôn chị em mình 105. 115.000. 115.000. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ tím là 115.000, hàng cao cấp. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng bộ vàng, hàng Tiki Kit. Toàn bộ dòng xịn ha, có tông xịn cả áo cả quần à.
mà đi trẻ mình giá này, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Thích lên sang chưa giờ mà không được, từ từ set nào 18kg à, không, không biết coi trong đó thôi. Rồi ai lấy cái này lên mà vàng đưa coi nè, 18 lấy cái này nè chị, không vừa. Vàng này được 2 set, tìm cái điện thoại kia đưa cho em chút đơn, hoặc là đưa cái điện thoại nó đi cho em đi. Vàng này có 2, chị nào lấy bộ vàng lên bộ vàng này. Cầm cứ nãy giờ hỏi không trả lời cho em. Tự như nãy giờ họ tìm mà chẳng nói năng gì tới. Thả cái điện thoại này. Đưa chân váy em coi. Không vừa. Lợi như rồi. Rồi bán tặng cái giả mình cái này luôn. Còn được mấy bộ xúc hà, ông có lộn, bộ xúc dư hàng xúc cho Nguyên này. Được 1 ri thôi. Được 1 ri ghi cái này giùm em là 40 nè. 38 40 nè. 35 37 ghi ghi nhanh chị. 35 37 nè. 28 30 nè. 23 quay đầu. À 25 quay đầu, 25. Rồi 23 quay đầu, được từng này bộ thôi. Bộ này hàng xúc dư, hàng HM. Đi chạy mình bộ này 69 nghìn luôn, được một set, à, được một ri thôi nha dạ mình ơi. Cái này trong shop trong kho một ri duy nhất nè. Bộ hàng xúc, hàng 135 nghìn, đi chạy mình 69 nghìn bộ HM này luôn. Chị em mình lên mã HM kèm size nha, từ 20 độ lên, hồi nãy em đọc tới 40 thôi đúng không, 40 độ về, được một ri duy nhất. Chị nào lấy cái này lên mã đỏ cho Nguyên kèm size, gái đỏ hoặc lên mã xúc cho Nguyên kèm size, chốt xúc kèm size cho Nguyên là được nghe vậy em mà nói. 100 anh nhầm 69 nghìn, từ 20 độ lên 40 độ về, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 40 cho chị Võ Tuyết Anh. Chị Ngọc Hà Đặng. Mà đóng hàng dở ghê, một có 650 bộ hàng mà tới 600 tới trăm mấy tiền cước rồi. Đóng hàng dữ vậy ta. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Bộ Nguyên đang mang không còn đâu chị ơi, hết chốt rồi. Hết rồi. Sai số mấy đó? 23 cho chị Vân Lê. Bộ xe bé trai nè. Cái này cũng được ri, cái này như vậy phân rồi biết xài nè. Trai nó còn ri nè. Xe 69 nghìn luôn. Bộ trai, bộ xúc hàng bé trai. Cái bộ này xe giảm 69 nghìn luôn. Chốt nhanh cái mã này nha. Có đường ri thôi. Đỏ cần vàng 40kg là gì ta? Đỏ, xếp đỏ này mà hết 40 rồi. Còn 25 với lại 35, 37 không? Cái này đúng 1 ri, hàng xúc còn sơ. Hàng chuẩn hàng xúc HM. Ô là trời, mà Nguyên đi mấy? 69 nghìn luôn, cái này dạo mình tranh thủ nè. 69 nghìn nha. Chốt lên mã này, comment mã này lên luôn dùng Nguyên đi. Comment mã này lên luôn dùng mã trai kèm size. Đẹp. Mùa này mà mang những cái này sướng lắm. Nó mềm, nó thấm hút mồ hôi nhiều. Từ 23 đến cái này 42 đúng không ta? To nhất 42 đúng không? 23 đổ lên nè. Tra 23 đổ lên nè. Ui 45 vô từ. Cái hàng này xe to hơn. Cái này xe to hơn. 45 chút tới 45. Lên mã xúc trai. Từ 23 đổ lên 45 đổ về có sai. Được 1 đi. Em ăn cơm đó hả? Ừ. Ngày nhím ăn rộng luôn. Xúc trai kèm sai nhá. Lên mã xúc trai kèm sai cho Ngân là được. Một ri duy nhất nha. Có đồ bé gái 14-15. Quá chừng chị ơi. Nhưng mà giờ tương tác kém quá à. Chú xảy cho Nguyên đi.
Rồi ai lấy cái này lên mã xúc trai kèm size cho Nguyên đi. Xúc trai kèm size giá lên luôn chị, mình là 69.000. Lên mã xúc trai kèm hàng HM nhé. Hàng xúc dư 1 ri. Con này hàng xúc dư nhé. 1 ri thôi, 23 con bộ thôi. Cái này chắc là xúc trai 23 cho chị Kim Chi. Ngày mai 2 đợt hàng, 1 đợt 600 mấy, 1 đợt 500 mấy là 1.000 mấy bộ. Mà xúc trai 40 cho chị Tuyết Trần. Bộ xúc, bộ hàng xúc thì ngày mai chắc là ngày mai sẽ có xem một ít đồ bán á. Hàng xúc dư. Eo, bộ này thì đẳng cấp luôn. Bộ hàng hãng F-Ring. Bộ cam lẫn từ, bộ cam lẫn phía sau chị bao nhiêu ký? Cái này có sai, mã này là hàng hả? Hàng công ty. Nhưng mà phải có sai. Lên bao nhiêu ký em mới chốt. Ui, cái bộ này còn sót được một bộ 32 ký. Xúc tả từ phần 32 anh 25. Còn một bộ 32 ký bộ Omekit này. Lên mã cao cấp cho em đi. 125.000. 125.000 chốt mã cao cấp. Lên mã cao cấp cho Nguyên là được nghe chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã cao cấp cho Nguyên là ok nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xịn đi. Xúc trai 25kg còn không chị? 32 cái sắt cái mã này chị em không chốt phí này. Thấy rồi. Thấy rồi. 32 33 45. Còn 32, 38 và 45 thôi. Chị nào lấy cái này lên mã cao cấp, đóng túi hộp. Hàng xịn sò của nó là mua cái bộ này thì chị em mình về so với hàng Quảng Châu cao cấp không là gì. Không là gì ấy. Sò luôn, có một bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên mã cao cấp chung là được nhá. Bộ lửng họa tiết hoa nhí có sai đó chị. Rồi lấy cái này lên mã cao cấp size 32 còn đúng được một bộ. Cái này treo lên trong đẹp. Còn không bộ. Bộ gấu này còn đúng một bộ. Chị nào lấy chút nhanh nhé. Rồi treo lên cho nó đẹp. Rồi qua nha. Qua. Rồi còn mấy cái bộ này. Cao cấp treo 45 à. Không, 32kg rồi có một bộ chứ mất. Bộ bé gái 35kg còn chị. Còn. Cái bộ này còn đúng bộ này, hàng Tina. Bộ hàng hãng Tina size 16, 17. Yêu là cưng. 95k luôn, còn đúng bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên mã cá. Bộ gấu 125, bộ này lên mã bộ cá. Đẹp lắm chị Nga Trần, mua thử cái bộ đi, nhận cái bộ đồ vẫn đã lắm. Hàng X ra chị mình vô số 180.000. So sánh với những cái hàng rẻ mình mua 189 á, không phải rẻ đâu. Dòng hàng hãng F-Ring. Chị nào không Tết mua hàng hải Vinh, mua hàng hàng quần Vinh thì chị em biết rồi. Rồi cho Nguyên con này, được một bộ size 16, 95.000. Bộ này là bộ Tina nha. Bộ Tina thường thường nhập sĩ vô 115.000. Mà bộ này đi chị em 95.000. Chị nào lấy cái này lên mã cá size 16, 17 chốt con bộ. Cá size 16, 17 con bộ. Chị nào lấy cá lên cá. Bộ này là bộ hàng su boy. Được 2 size, 17 và 22. Cái này bộ hàng su boy size 17 và size 22 chị Nguyễn Thúy. Phải phê, cái bộ này bản xứng. Toàn bộ những cái rời, những cái mã này chắc phải đã luôn. Nhận hàng về mà chắc xấu, đừng mua hàng của nhà Nguyên nữa luôn. Này, cái này có được 2 bộ. Được 2 bộ, một bộ size 17 và một bộ size 2. Lên mã xanh, bộ này em đi giảm 89.000 luôn. 105 nha, chị em mình đang mua 105 cái bộ này. Đi giảm 89.000 luôn, còn được có 2 bộ à. Này lẻ ra rồi, đang theo đợt, không phải lúc nào cũng có hàng. Giá này được giá sale rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn 22kg này. Rồi còn một bộ size 17kg 89.000 luôn chị. Size 89.000 luôn. Về sờ chắc đi. Áo quần đẹp như nhau. Chị nào lấy cái này lên. Cá hết rồi chị. Cá hết rồi. Ai lấy cái này lên mã bộ xanh. Còn 17kg thôi. Ở này ghi 17kg gì mày. Xanh 17 thôi. Xanh 17. Cam này 14 này. 89.000. Cam 14kg 89.000. Cầm cái bộ đồ về 89.000. Phải tỷ đã luôn. Rồi ai lấy cái này lên cam cho Nguyên là được. Cam cho Nguyên size 14. Cái này như bạn Dũng lấy rồi này. Đúng không? Cam 14. Xanh chị ơi kèm size cho em. Mặc rồi.
Thì cái này giặt liền cho nó mặc liền chứ để chi nữa. Xanh này size 14. Ơ quên lộn. Cam này size 14, chị nào lấy cam, xanh 22 hết rồi chị ơi. Cam này size 14, chị nào lấy cam 14, comment cam 14 chung là được. Bộ này bữa nay không có hàng, rớt rớt lại thôi chị em ơi. Này cho nguyên cái này. Size to nè. Size to nè. Size 35 nè. 35, 36, 34, 89 nghìn. Cái bộ này size to em đi chị em mình nói 95 nghìn luôn. 34 đến 37 ký nha, có được 3 bộ thôi. Cái này từ 34 đến 37 ký có 3 bộ à. Vải phê, đẹp cả áo lẫn quần nha. Thì đã luôn cái vải luôn. Chị nào lấy cái này. Có sát nách cho bé không nguyên bộ sát nách, bộ sát nách. Từ từ em định hình. Còn mẹ bao nhiêu ký? Bé gái. Cam khách chốt rồi chị Trang Phan, Trang Phạm ơi. Rồi cho nguyên con này. Xanh 17 cho chị Ngô Hà Xuyên. Này bộ được 13 ký rồi. Chị nào lấy cái này 95 nghìn. Em nói vải tỷ đã luôn. Cả áo đẹp, cả áo lẫn quần. Xám trong em không có 25 chị ơi. 34, 36, 37 thôi. 34, 36, 37. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã xám. Có 3 size. Đi dạy em 95 nghìn cái bộ này luôn. Khỏi phải lăng tăng. À, đúng giá này khỏi phải lăng tăng. Ai lấy cái này lên mã xám kèm size được 3 bộ xám. Giá chốt xám kèm size cho nguyên là được 3 bộ xám. 34, 36 và 37. 3 bộ xám thôi. Ai lấy xám comment xám cho nguyên là được nhé. 3 bộ xám. 2 bộ này size 13 ký. 2 bộ này size 13. Hôm nay cycle không thì không thấy à. Lấy chị bộ lửng hoặc chị lấy cái bộ này size 2 gì nữa chị. Bộ này em đi mấy ta? 79 nghìn. Bỏ cho chị Nguyễn Thúy cho em. Hai bộ này size 13 này chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên xám size 13. Được hai bộ. Xám size 13 này. Xám size 13 này chị. Xám 13 cho chị Lâm Thị Võ. Hai bộ size 13. 13 cho chị Vũ Xuân luôn. 36 cho chị Thùy Thùy. 36 này chị Thùy Thùy. Cái này ghi 89 cho em nhé. 89 xe 89 rồi. Tiếp tục cái bộ này là bộ suốt hả ta? Cho em cái bộ này đi. Cái bộ này up lên khách hỏi nhiều quá. Xe to khủng không? Cái bộ to là bộ 55 đấy. Xe 95. Bộ nào? Bộ này hai chị? Bộ này không còn. Bộ nó còn có con bộ nó thôi. Xe 57 đổ về. Con bộ nó chứ mấy. Bộ này bộ khủng nè. Từ 34 đổ lên 44, 48, 52 có 3 bộ khủng. Thì nào lấy cái này lên luôn dựng nguyên. Bộ xanh này còn một bộ size 16 nữa nè. Hồi nãy em đi bộ này mấy ta? Không phải bộ nó chị, không phải bộ nó đâu. Lấy bộ này nè, bộ lanh này chị. 60kg không vừa đó chị Ly đồ. Lấy bộ lanh không có dưới nữa đâu, hết rồi. Còn bộ này chị ấy chị treo lên đây á. Thì lấy màu này. Thì nó lấy màu này mà. 85 nghìn nha. Bộ này 85 nghìn. Bộ lanh hãng là 85 nghìn. Còn một bộ xanh nữa nè. Size 16. Bộ xanh này size 16. Chị nào lấy xanh 16 comment xanh 16 lên luôn dùng em được. Có một bộ thôi. 89 nghìn cái bộ xanh size 16. Chị nào lấy xanh 16 comment xanh 16 dùng nguyên nhá. Còn đúng một bộ xanh 16 nha. Chốt xanh 16 cho nguyên là được. Sale 89 nghìn cái bộ này. Bộ này bộ hàng Superboy. Rồi cái này nguyên có 3 bộ khủng nè. Bộ này size 44, 44, 46 kg nè. 48, 50 và 52 kg. Bộ này cho chị Nguyễn TT. Bộ khủng này mình mang còn được nè. Bộ này mình mang còn được nè. 129.000 luôn cái bộ này. Bộ này bộ size khủng nhá. 129. Chị nào lấy vàng chốt vàng kèm size khủng. Hàng Omekit. Size tới 50 mấy ký lận. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Comment mã này, chốt mã này lên mã xanh. Ơ quên lộn. Bộ vàng to, bộ này cưng lắm, mình mang cũng đẹp. Xanh bớt xuống rồi. Bộ xanh size 16 gì? Cho chị Nguyễn TT. Ủa. Rồi chị nào lấy cái này lên mã vàng kèm size nhé, có được 3 bộ, 3 size.
Size to nha, size khủng nhá, 129.000. Size khủng 129 có 3 bộ. Chị nào lấy cái này, ê, cho em cái bộ thể thao này em sale 79.000 đi. Hả, 105 đúng không? Size tới mấy ký? 11 tới 22. Từ 11 tới 22 cái bộ này chị em mình săn, chị em mình nhìn trước từ sau. Bộ xịn cho nguyên nhá. Màu gà, màu bò. Bộ này màu bò từ 10 mấy, từ 9 tới 22 ký à? 9. Đổ lên nè, có 9 ký không? 20 đổ lên, 10 đổ lên. 22 đổ về. Trời ơi, cầm cái bộ đồ. 10 đổ lên thì chị em mình nhìn cái quần của hắn nè. 10 đổ lên, 22 đổ về. 79.000 luôn cái bộ này. Chốt nhanh đi, dạ mình hàng 105. Bộ này là bộ 105 của Nguyên ấy. Bình thường về đi, dạ mình giá rất là sát rồi, 105 rất là sát rồi. Cái này còn ít bộ xay nhí, bộ thể thao xay nhí 79.000 nha. Chị nào lấy cái này, bộ này là bộ xịn nhá. Chứ còn hàng thể thao đi 35.000 vẫn có, 29.000 vẫn có gì vậy mình ơi. Đó, chị nào lấy cái này lên mã. Bò cho Nguyên kèm size. Xay nhí từ 10 đổ lên và 22, 23 đổ về là có sai. Lên mã này chị em chốt đi. Em đảm bảo chị em mình nhịn con quần. Chốt nha, chốt mã này nha, 79.000. Chị nào có con hả? Chị nào có con, có cháu chị cỡ tuổi này chốt luôn cho nó đi. Nó quá là đẹp cái bộ này luôn, quá là cưng luôn. 79.000, chị nào lấy cái này lên mã cam kèm sai. 79k kèm sai nhé, 79k. Kèm cho Nguyên cái số ký là được, 10... 10 lên 23 về có sai nha, chốt mã này. 10 lên 23 về, ai lấy cái này chốt nhanh tay. Lên mã bò kèm số ký cho Nguyên là được. 10 lên và 23 về chốt nhanh nha. Rõ rõ mà đẹp như vậy mọi người. Hàng xịn đó. Mã này là mã hàng xịn đấy. Mã hàng cao cấp đấy. 13 kỳ cho chị Vũ Xuân. Mã này là mã hàng cao cấp đấy. Chị nào chưa săn được săn luôn nha. 14 kỳ cho chị Mai Linh Nguyễn nhé. Bộ này bộ hàng xúc dư. Bộ này bộ hàng xúc dư, còn mấy bộ này. Bộ xúc dư nhá, bộ hàng HM. Size 32 ký cái này có 1 bộ à. Bộ HM size 32 ký. Nha. Nguyên lên cho trẻ mình bộ này. 69.000 luôn. Ôi bộ này dài rồi. Sao mấy bộ dài. Giờ lỡ cỡ này. Bán tặng luôn 49.000 luôn. Mấy bộ kỳ cho chị Do Huỳnh. Bộ đùi thì sale 69.000 mà bộ dài sale 49.000 cho nó sốc. Size 32 á. Cái này mà buổi tối á nó nằm điều hòa, cái này mang ok luôn. Nha. Bộ dài nha chị ơi. Chắc thì không quá dài, size 32 kg. Chị nào lấy cái này lên sale 49.000. Chị em mình lên đúng mã là vàng 32. Vàng 32 sale 49. Chị nào lấy vàng 32. 32 cho chị Lê Nguyên. Bộ dài nhé chị Lê Nguyên nhé. Còn size 48 kg luôn. 49.000 bằng cái áo, bằng cái quần thôi. Nên là chị em mình nhanh tay. Chị nào lấy cái này lên vàng cho Nguyên size 32 và size 48. Chị nào lấy 32 48 chốt lên luôn dùng là ok nhé. Bộ này toàn bộ là bộ dài. Ok, bộ dài thì chốt bộ dài nhé. 32 kg và 48 kg. 32 kg và 48 kg chị em mình ơi. Rồi cái này bán tặng mỗi chị. Mỗi bán bộ luôn, bộ xay nhí nhí. Các xay nhí nhí này. Chị Lê Nguyên ơi, bộ dài đó chị lấy không nhá, để chốt cho khách nha. Phải cân cho này. Tay nhí nhí, ui cái quần nè. Ghét chưa? Bộ người lớn nhá. Vàng 32 cho chị Trang Phạm. Không, chị lấy rồi, chị Lê Nguyên, chị lấy rồi. Con bộ hay hai bộ? Hai bộ. Hai bộ thì chốt chị Trang Phạm, chị Lê Nguyên. Em là cưng, size 11. Bán tặng 49.000 cái bộ này luôn nhá. Có mấy bộ chứ. Cưng chưa? Cái quần của hắn này. Chị nào lấy cái này lên mã kiểu cho Nguyên nhá. Size 11, 12 thôi. Cái này 11, 12. Chốt 11 cho nó thông thả. Cái này chốt 11. Bộ nó 79.000. Bộ này chốt 11 cái cho nó thông thả. 49.000 cái set này luôn. Set này cưng. Chị nào lấy cái này set 49. Size 11 chốt này. Size 11 này. 49 chị Xuân Thu là SK chi đó chị. Size 11 đó chị. Size 11 đấy. Size nó ở trong này rồi.
size 15kg nè, thu là chồng. Cái giá 35 giờ mã nào? Hồi nãy mấy cái mã set bộ nó không chịu không chốt. Hồi nãy lên mấy cái mã set bộ nó không chốt chị. Size 15. Lên mã set cá size 15 cân chưa? Set cá size 15 chốt. 15 nè. Bỏ cái 11 ra. 15 nè. Mười tám ký nè, ô là chừng ơi, 18kg set này luôn, cái này lên 18kg cho Nguyên là được nhá. Comment mã 18kg cho Nguyên là ok. Cái quần của hắn thì dạng quần có lỡ nè. Rồi chị nào lấy cái này có 49.000 cái bộ này không sang nha con, sang gì ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. 18kg chốt 18kg cho Nguyên này. Comment mã set 18kg cu tê 18 nha. Chị nào lấy 18 cái này còn lại thôi. Không, em không có ghi lê bé 10 kế. Mình đâu sale 5 cái 35 gì. Hả? À, bữa nó sale à? Không, bữa nó sale thì bị lỗ tẹt luôn ấy. Quên mất tiêu cái giá luôn ấy. Con này 12 kế nè. Chị nào lấy cái này 12 kế chốt nè. 15 kế nè. Đấy, còn đó. Vì hồi sáng chị lê đi đây. 4 chén cho chị Nguyễn Hương Tâm. Size 12 con bộ, chị nào lấy 12 kg comment 12 kg cho Nguyên là được nhá. Lên mã 12 kg. Rồi, chốt đi. 12 kg, ghi 12 kg cho các em. Cần mở ra nên để coi size trong sáng. Sáng lấp lấp trong mà. Đang 12 kg. Có lẻ. Mã sáng lấp trong đây. Rồi cái bộ này 49.000 không sang chị em mình sang cái gì? 13 này. Ờ. Sai một chút. 14 này. 14, 15 được chị nói rằng con. Cái sai nó cũng hết. Được 15 vô tư, cái nó 15 vô tư đó. 15 cho chị Thảo Phan. Còn một set nữa thôi. 12 nữa là hết. Đấy, còn từng nữa thôi, 12 cái nữa là hết. Chị nào chưa có chứ lên tay. 12 kg nữa là hết nha. Em cái set tiên tiếp này sai có 34 thì lên chưa lên được không? 22 đổ lên 34 đổ về. 28 lên. Ờ nhím đang ăn đó. 26 lên. 34 về. 13 kg cho chị Nguyễn Tâm. Cái này đang có 26 lên. 34 về. Cái set này mà không cưng nữa thì thôi luôn á. Nè, 119.000 cao cấp. Bộ xịn cao cấp. Bộ xịn, bộ tiên kích. Ai lấy cái này lên mã set xanh. Set xanh cho Nguyên á. Chốt lên mã set xanh còn được từng này set nè. Chị Nguyên là tấm hóa nào còn 13 kg đó chứ. Chị lại thêm 13 kg à chị. 24 lên. Cái này 24 kg lên nha chị em mình ơi. Và 34 ký về. 115.000. Lên mã xịn đi chị em ơi. 115.000. Chị nào lấy xịn lên xịn cho em là được nhé. Chốt lên mã này là xịn kèm size. 24 ký đổ lên và 34 ký đổ về nhé. 24 lên 34 về. Chốt lên mã xịn kèm size dùng em nha. Bao chắc luôn vậy mình luôn. 24 đổ lên và 34 ký đổ về. Quên lộn 115.000. Chị em mình về chỉ cần sờ cái chắc là biết à. Sờ biết chắc biết hàng cao cấp à. Đó, mà đi 115.000 cái set này thôi. Chị nào lấy cái này lên, bé gái nha. Set ngố bé gái nha, cưng lắm, phải xịn lắm. Phải đã lắm. Cái này nhiếp mang bộ ngày hôm qua mới mang xong. Giặt xong là cho mang liền. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn. Bữa nay mỗi bữa đi mang một bữa đồ mới chứ bữa nay đồ cũ đâu có vừa. Đồ hè bữa nay ôm khít luôn. Chị nào lấy xịn lên xịn. Đồ hè là bữa nay ôm khít luôn. 24 nè. Đồ hè mà năm ngó là năm nay là mang ôm hết rồi. Đuôi con thì đâm dáng lớn. Mà mang ôm.
sợ tốn đồ. Đâu có, đâu sợ tốn đồ. Đúng lắm mà, kia mỗi ngày mà. Em like bữa mua 24kg, 115. Em like bữa mua có vừa hát em cũng chưa sợ tốn đồ đâu. Đấy là 30kg, kẹn chứ. Mấy khi được diện 24 hết rồi. Mấy khi được diện cho hả? 30 cho chị Lê Thị Bích Ái. Còn 26 Sương ơi. Còn 26 đổ lên. Còn 26 đổ lên. Còn 26 cái đổ lên, chị nào lấy chốt nè. 26 đổ lên nhé, 26 đến 34. 26 đây nè. 24 hết rồi. Nè. 26 cho chị Lê Thị Ánh Nguyệt. 32 nè. Rồi còn 28 với 34. Còn 28 với 34. Rồi cái bộ này chị nào nhanh có nè. 115.000. Thế hãy bỏ giặt máy. Đồ trắng hồi sáng từng ngôi và định áo trắng hôm qua đi về mà đòi giặt máy á. Ok. 32 cho chị Hồng Trang. Trời ơi. Một tí tí kích chứ mà. Chờ xe giá nào. Xe giá nào đây? Nghe chưa mặc nghe giật mình không nhớ xe. Xe của mặt kiện. Rồi cho nguyên con này bộ xịn cái tí kít này, 105.000 luôn đi. 135.000. Size này size 35. Chị nào đấy? Chị mình để vài hôm nữa size 35 lại không có hàng. Nguyên nói thiệt sự luôn, size 35 lại không có hàng. Rồi cho nguyên con này. Bộ trai size 35kg. Sale luôn chẹo mình bộ này 105.000. Nghe cái giá đi, 105.000 mà đi ba mấy ký. Mà có 105.000. Không có, đâu có đâu. Không đâu có đâu. Nhưng mà hắn đâu có. Đúng không? 24 nãy gì văn lê rồi. Rồi chị nào lấy này, trai xanh size 35kg nha, 105.000 luôn. Trai xanh size 35, 105. Xanh lá này size 37, 105 luôn. Chị nào lấy cái này chốt nhanh tay. Mấy cái bộ này quá là cưng. Size 37, 105 luôn. Chị nào lấy size 37 chốt. Đẹp. Đẹp cả áo, cả đẹp cả quần luôn. Chị nào lấy cái này lên size 37 chốt size 37 vô dùng là ok này. 100. Ừ, cái này em đang sale 115.000. Size 35 cho chị Lê Bích Ái. Nè, đang sale 115 này vô. Giá này. Chị nào trong này nào. Hàng bữa là 135.000. Size 37. Xanh đen size 37 luôn. Xanh 37 cho chị Huyền nhé. Xanh đen này size 37 luôn. Chị nào lấy xanh đen size 37 chốt. Xanh đen và size này là size 37kg cho màu xanh đen nghe dạ mọi người. Chị nào lấy xanh đen chốt xanh đen size 37kg. Giá đi 105.000 cái bộ size to size đại như nào luôn. À lấy xanh đen. Ok, ok lên bộ bé gái nữa hả? Em để đem bóc bộ bé gái. Rồi chị nào lấy xanh đen comment xanh đen size 37 chốt để em đi mua bé gái. Xanh đen size 37. Chị nào lấy xanh đen em lên bộ mua bé gái. Xanh đen 37 chị nào. Xanh coban size 31 này. Xanh coban size đang 28. Em dùng lại cái này giùm em chỗ. Xanh 31 cho chị Kim Tuyến Nguyễn. Đùi mới đẹp.
hết cái hàng gì vô làm gì luôn. Ủa ơ nhà mình cái vườn cho em cái dạ, cho em cái ri cái xác bé gái đằng xích nó luôn cả. Ôi trời, còn hai xác moi vậy. Size 42 xanh coban, size 31 chút chứ chị. Ừ. Xác gái size 42 một xác, nãy size 75 luôn. Dạ đúng rồi đó, bộ hàng xúc tháng 10 á, xác hàng xúc ấy. Size 37 một xác, cái này còn được hai xác thì dạ mọi người. Size 42 và size 37 hai xét nhá, hàng xúc HM, xúc dư HM mà đi có 75.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng 75.000. Thế. Đang được có tại dạ cái đập nhỏ. 2742 cho chị Phương Linh Minh. Thiệt sale giá này 75.000 đuối đơ luôn ấy. Sale cái giá đuối đơ luôn ấy. Rinh cọc hàng ra cắn đuối. Đâu chị, cái cọc hàng xúc của em đâu rồi? Lửng cái đuôi đó. Lanh giờ chỉ còn lửng không có đuôi. Cái này là đuôi. 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 Đô đuôi. Bên này là đô lăn. Đô đuôi. Đuôi thì nó đuôi chứ không đô đuôi là đáng. Đuôi đuôi đuôi. Còn lăn lăn bay lấy là đô đuôi, còn mấy cái là hàng lăn. Eo. Ở đâu mà còn cái bộ này cưng đi trời. 24 ký em đọc 24, 25 quay đầu là gì chốt vậy. Eo. Set F ring, size này là size 13, bán tặng đi 100 mấy, 145.000 đúng không? Size 13. 165. Size 13 là 165 à? 165 185 đó. À 65 75 85 à. Size 13 còn set 125.000 luôn. Riêng cái quần riêng này chị mình đi mua trăm mấy nghìn rồi. Dạ đang còn đây, em bóc ra đây. Riêng cái quần này đi mua trăm mấy. Cái hàng này là của hàng hãng F-Ring này chị mình thôi. Size 13, 125.000. Size này cũng quá cưng luôn, cao cấp nha. Cái này mang đi chơi, mang đi cưới, đi đồ cũng được. Mang đi tiệc, đi đồ vô tư luôn. Mang cho nó đôi giày thể thao nữa. Size 13 có một bộ. Chị nào lấy cái này, mấy cái này treo lên cũng được. Rồi trong nguyên con này gái đỏ này em sale luôn dạ mình nè. Size từ 22 độ lên. 20 độ lên. Rồi lên mã gái đỏ 20 độ lên. 42 độ về lần nha. 20 lên 42 độ về luôn. Mà giá đi trả mình bao nhiêu tiền? Lần 69.000 chốt ngay. Cái này giá chốt ngay nè. 69k bộ nha. Lên mã này là mã gái kèm size. Bộ hàng xúc cái này chắc nó không quá dài, mùa nắng mang cho nó đi học, mang nhà đều sướng hết, thấm hút mồ hôi nhiều. Mà cái này nó quay máy giặt vô tư. Quay máy giặt vô tư luôn á, không có bị giãn vải. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã cái. Thế? Nhím màu, nhím đâu phải màu ní. Màu khác nhưng mà cái gì đã? Màu lá à? Ừ. Rồi lên mã gái đỏ kèm size. Gái đỏ kèm size lên đúng size cho Nguyên nha. Gái đỏ chị Phương Linh Minh size 40. Hai. Bốn hai ba tám có. Hai. Bốn hai hết thì bỏ tiếp anh ơi. 69.000 luôn. Size 4 thì Trần Thanh Hoa. 22 chị Huyền Nguyễn. 22 chị Huyền Nguyễn. Rồi còn một bộ nữa nè. Còn một bộ nữa chị em mình. 30 độ về 28-30 còn bộ. Chắc nó sướng. Nó không có chào chị em mình những cặp quần của hãng này. Chuẩn hàng này là hàng HM, hàng xúc nha. 35kg hết rồi chị ơi. Hết 35kg rồi. Còn 28-30 chốt. Nhìn cái quần không cũng đẹp. Yên tâm, cái này là Nguyên cho nhí mặt hết rồi. Quay máy giặt vô tư. Chắc vì vừa không quá dài, hàng xúc dư ấy. Chị nào hay mua hàng xúc dư thì dạ anh biết. Rồi trong nguyên con này mà có 69.000 bộ. Còn một bộ size 28 đến 30 kg chốt. Một bộ 28 đến 30 kg chốt nhanh tay cho Nguyên nhá. Cái set xanh cốm này còn đường set 110 luôn, size 13 14. Set xanh cốm. 28 30 được. Cái này size 13 14 chốt. 28 cho chị Ngọc Hà Đặng. Cái này còn một set nè.
chị nào lấy cái này lên mã sát xanh cốn có con size thôi, có con set thôi, 13, 14, 110 luôn, hàng này nguyên sale 125.000 rồi. Chị nào lấy cái này lên đúng set thôi, cưng này cưng ghê luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 110 set. Cái này em sale chị em 75.000 set này luôn, size 17, 18, có con set hàng Sukit, hàng này 95.105 nhí đại, 95.105. Giờ sale chị em mình cái này luôn size 17, cái này sát chân váy nhá, hàng Sukit, hàng Sukit đi chị em mình nốt luôn giá 75.000. chị nào lấy cái này lên mã sách vàng 75. Rồi cái này rút cho em, cái này ít cái treo lên chẳng đẹp, mấy cái bộ Evelyn nó treo lên cho nó đẹp. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này, kiểm tra dùm em đủ size không. Rồi nhanh, có còn mã này nữa thôi là hàng xúc thôi, còn có hàng sát nè, hàng xúc nè, kiểm tra dùm em đủ size chị. Lên nhanh tay nhé, đến 42 chắc khó quá à. Còn đây sau lấy cái này đi nè, lấy có 35 trừ cho chị Bảo Châu sát này đi chị, thôi có 35 trừ chị Bảo Châu này đi. Thầy mạng như chị chấm lấy cái này đi nè, cân không chân váy nhá. Chị nào hay mua hàng xuất dư là đi vô shop hàng xuất dư, cái áo mấy chục nghìn, 80-90 nghìn, cái quần đùi không 80-90 nghìn. Nguyên đang đi chợ mình nguyên sát giá 69 nghìn nha, chợ mình hay thấy là 135 nghìn. Giờ chị mình đang thấy người ta đang chạy giá 135 nghìn, nguyên đi chợ mình 75 nghìn luôn, 77 mấy, trên 50 nghìn, trên 50 nghìn luôn. Mình đi 79, hồi nãy em xe 75 42 đọc xe 75 xe 42 cái chị. Dạ mình xếp, xếp chân váy HM giá nhiêu tiền, ai lấy cái này lên luôn dùm em. Rồi ai lấy cái này lên mã gái kèm size chút đi chị, gái kèm size chút lên luôn dùm nguyên như vậy mình ơi, gái kèm size chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Size 28-30 có 24 à, 28-30 đó, ai ai đánh cái này đây. Hồng 35 cho chị Bảo Châu 165 nghìn, người ta đang đi giá 165 nghìn. Chị Ngọc Hà Đằng á, chị có một size 28 thôi, chị có lẽ không có size 17. Rồi ai lấy cái này chốt nhanh tay đi, bao chắc bao phô bao giá luôn chị em. Rồi nha, chốt cái nào không có 17, từ 20 lên và 42 về thôi, 20 lên 42 về 75 nghìn, lăng tăng gì nữa. Hồi nãy cho chị ấy rồi đúng không, chị Bảo Châu rồi đúng không, chị Bảo Châu có rồi. Ok chị Ngọc Hà Đăng, ok chị Bảo Châu có rồi. 17 không có, 28 không có à, eo cái này không phải, cái này hình như đằng trước cổng đúng không, à quên lộn, đằng trước cửa quen phải không, cái này chừa cho con gái rồi đi hết rồi, chỗ này ghi nhiếm đi, bắt ta bán lại thôi. Để nó cho nhím đây. Ừ, cái nó hôm bữa còn có sát nó like rồi, còn có sát nó sót lại để cho nhím. Dạ em còn lẻ lẻ đây đi trời. Ui, cái này có con sát. Mê nè, mở cái này ra là mê nè. Size 18 nè, 17 nè. U là trời. Size 17 chốt ở trong cách 95 luôn. Chị Hương Hoa Lan. Trai size 17. Đi set này 95 nghìn, bé trai luôn, bộ này cưng chưa, còn có ông set à, 95 nghìn cái bộ này luôn nha, nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên mã bộ cam 95, có đúng một bộ, còn sót được đúng một bộ, toàn bộ hàng xịn không có chị em nào nhìn nè, bộ này cưng. Chị nào mà có bé trai size tầm 17 kg, bộ này khá ông chốt treo lên luôn cho đẹp chị, vải đẹp mà kiểu cũng đẹp, kiểu cũng tan đó, mấy cái bộ lại lại mà khách ông chốt bỏ lên treo lên cho nó đẹp. Bộ dài. Nãy bộ này em sale mấy thôi?
Sâu kích nha em, xe máy xe 14 15. Thế. Sâu kích xe 14 15 này đi 70k luôn. Nha chị nào lấy cái này đây. Bộ chân váy A2 à? Này. Không, thấy rồi. Ở đâu? Ok. Chị họ ok chị Hương Hoa Lan. Rồi lên mã cam cho Nguyên, cam đang size 14 14 15. Con set 70k, chị nào lấy set 70 chút lên set 70 chung được. Đây này, chính cái bộ này nè. Mỗi ngày mỗi bộ. Chính cái bộ này nè, bạn Nhiếm đang mang cái bộ này đây nè, ghét lắm. Cái mông ưa béo mông. Cái này lên mạng ngố đi, cái này còn mấy bộ em bán tặng đi. Thôi giá bán tặng nha. Size nhí không à? Size nhí không à? Sẽ thuê sợ cho chị Lê Thị Ánh Nguyệt 125.000. Size đến 16. Cam đó cái gì hết sushi. 125.000. Size từ 11 độ lên 16 cái độ về. Bộ ngố cho Nguyên nhé. Cái set này cưng, đảm bảo nhận hàng về ân. 125.000, em sale chị em set này 79.000 đi, còn được có mấy set à. Hàng Sukit. Sukit 79.000. Hàng mới Nguyên Ri. Đang còn cái này là hình như bóc được mấy bộ rồi. Này. Bà Nhí mang bộ này bị rách. Không, bộ này ghét lắm. Bộ này hôm bữa bị tọt đấy. Cái đợt mà hàng mình bị tọt bị mình giặt cái đợt đó đó. Nhớ không? Đó là rách cái nội lái nào giặt trong mang. Rồi cho Nguyên cái này 79.000 luôn đi. Size 16 này. Size 16 đây này. Ngố cho Nguyên kèm size. Rồi lên luôn mã ngố kèm size. Giờ còn size 10 rồi. Cái này đảm bảo về ơn. Mình sợ cái tiền ngập ha đàn. 14 này. 15 này chị, cái này 15. 14 cho chị Hương Hoa. Cái này 15, rồi còn 12. 11, 12 thì Trần Thanh Hoa. Đây. 11, 12 thì Trần Thanh Hoa. À, cái này 11, 12 thì Trần Thanh Hoa. Rồi. Đây luôn. Rồi cái này sai ra. Hồng cho Nguyên. 12 lên. Lấy cái màu này chị, 12 lên, 22 về. Y như thế mà màu hồng. 12 lên 22 về. Sale luôn 79.000. Thế. Ừ. Này cưng lắm. Vải đẹp lắm. Chị em mình về sờ vải nhé. Sờ chắc vải nhé. Thử đưa giống như Nguyên nói không nhé. Chắc miệng xịn như thế này. Cái trai nãy giờ em lên xem đi chị. Trời ơi 12 lên 22 về luôn 79.000 luôn. Rồi lên hồng kèm size. Đây ri chứ mấy chị. Hồng. Đây này. Hồng kèm size. Đúng một ri hồng. Chốt rồi trần thủ chốt đơn đi. Không mới bán cho chị su su. Không mua like đồ bán là theo bà dán mắt ngồi đây biết. Rồi lên mã hồng kèm size 79.000. Mua và để dành mà xin à. Em đầu xá máy. Rồi lên hồng kèm size cho Nguyên đi dạ mọi người. 79.000 luôn nha. Cưng lắm, đảm bảo về chắc mà dạ em sẽ rất là rất là ưng. Hồng 20 cho chị Kim Anh Trần. Cái này có tông xịn. Dòng có tông xịn. Cả áo lẫn quần luôn chứ không phải là một áo kiểu có tông mà quần kiểu có tông đâu. Mê chưa? 79.000 luôn. Phát tới luôn 79.000. Hồng 22 cho chị Ngân Nguyễn. Size 11. Hết rồi còn một size 15 kg. Đây này chị 11 kg này chị. 11 kg. Hết bộ gấu rồi. Rồi trai chị đây. Size 11 cho chị Hằng Trần. Bộ cao cấp bomber. Eo cái này. Như cái giá như sai trời. Ơ sao có giờ có chị nào. Có chị nào sang bé trai tới 50 kg hàng túi hộp không? Thì Nguyên lên cái bộ này. Cái cọc bộ này, còn không là chuyển qua cái lai sao. Sao gì đó? Bộ nắng đẹp. Đưa đây cho em nè. Bộ này lan trắng cho. Còn một bộ nữa thôi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Size 16. Không.
Cái này size 16 có một cái đây nè. Rồi chị nào lấy 16 chốt. Comment 16 chốt. Con bộ size 16 chị em bằng lấy 16 cho Nguyên nhé. Nhưng mấy lần trước nên mà chị mua cho ông cô là phải lên 16, tháng 15 là phải lên 16. Giống bà hồi trước còn đẹp chứ bố. Bà đi ngủ mà bà lựa thiếu điều hòa đó. Bà nghe bà lựa ở bà mua đó. Bà xí xí á 3 tuổi mà đi lựa thiếu điều hòa đó. Rồi cái này ai nhanh có nè. Cái này bán tặng nha. Một cây lớn thiệt. 17 19 20 dư giá vô dịch 23. Sách ngốt. Đây mã mặt cười 13 lên 13, 15 13 đến 25. Lên mã ngố gái đi. Nhìn nè. Từ 13 đến 25 kg. Quần thì là ôm, cái này mà chị nào mong tròn nên thôi á. Nè, chắc nè. Cái quần của nó là quần ôm và áo rộng nha. Áo rộng và quần ôm, lên mã mặt cười. Kèm size. Nha, từ 13 độ lên. 13 độ lên và 23 độ về, lên mã cười kèm size. 10 độ lên. 23 độ về, 79k luôn, ai nhanh có. 79k luôn nha, 79k luôn cái set này luôn. Chị nào lấy cái này lên ngố. Cái áo thì áo rộng và quần của nó là quần ôm như thế này, này. Trời, mông tròn tròn thì mang cái này vô béo mông thôi luôn ấy. Rồi chị nào lấy hình như 37kg còn. Rồi chị nào lấy ngố chút ngố kèm size. 11 độ lên, 23 độ về. Mặt cười 22 mặt cười chị thẳng phản. Chốt mã mặt cười kèm size. Phản đẹp lắm, 79.000 bàn con áo, chắc có tông này thôi chị em ạ. Đúng bàn con áo thôi. Chị nào lấy cái này lên mạng. Mặt cười, cười 15 cho chị Trung Thủy. Lên mã cười kèm sai. Mời chị nhờ. Mặt cười 17 cho chị Su Su. Ghi giá của em xe 79. Ghi giá xe 79 thôi. Su Su. Thế còn 19, 20 thôi. Còn 11 tí nữa nè. Còn 11, 3 bộ 11, 19, 20 thôi. Còn 11 tí nữa nè. Ai lấy 11 trước 11. 79.000 nót. 79.000 nót chị. 13 cho chị Ngọc Hà đây. 11 chị đây. Em không có mang thử từng cái áo nam bị em mang thử chị. Áo nam bị em mang thử thằng chị. Ui là trời. Tím này, tím có 2 bộ này. 32, 34 và 37 cái độ về, tím được 2 bộ. Tím được 2 bộ, chị nào lấy ngố tím, chút ngố tím cho ra được. Thôi đi bằng giá này luôn đi. Thay đại đi bằng giá luôn. Chị em những con quần này. Cân ghê luôn ý. Ngố tím này có 2 bộ size to. Dạ, size to. Chị nào lấy ngố tím, comment ngố tím, chút ngố tím dùng size 37 và size 34. Có 2 bộ, 79k luôn, chị Dương Mỹ Duyên. Rồi còn 34 đổ về. 11 kỳ cho chị Thảo Võ. Còn 34 đổ về, còn bộ chị nào lấy 34 lên 34 dùng nguyên nhé. 34 đổ về, còn một bộ, chị em mình nhìn chắc quần này. Mang ôm á, mang ôm nhá, còn áo thì áo rộng rồi. Rồi 34 đổ về, chị nào lấy cái này lên cũng đi 79.000 cho size 34. Chị nào lấy 34, comment 34 cho mình là được. 79.000 cho size 34, chị nào lấy 34 lên 34 cho Nguyên. Không hết rồi. Cái này 13 lên 21 về. 13 lên 21 về 79k luôn. 13 lên 21 về màu xanh.
lên mã cười xanh. 13 lên 21 về nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 13 lên 21 về cho mã ngố xanh. Chị nào lấy ngố xanh, chút ngố xanh chung là được nhé. Rất đẹp, bằng con áo. 79.000 ra xếp ngố này bằng con áo chứ mấy. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã ngố xanh kèm màu, à kèm size. 13 lên mấy? 23 về bạn chị. 23 về. Rồi chị nào lấy lên xanh cho nguyên nhé. 13 lên 23 về. 13 lên 23 về. Xanh 13 lên 23 về nhé. Chị nào lấy xanh xong cho chị Hương Hoa Lan. 35.000. Cho chị em mình lên mã ngố xanh kèm size dùng nguyên. Ngố xanh 20kg cho chị Kim Anh Trần. 50 đâu. Rồi nhá, chị em mình lên ngố xanh kèm size cho nguyên như vậy. Điều. Mà thôi. Con hàng nó chuyển khoản à. Chị Kim Anh Trân có rồi đó chị ơi. Rồi cái bộ ngố này xong cái sai luôn cái bộ này. Hình như cái này là từ 25 á chị, 25 đến 35 kg á. Chị coi cái số to nhất cho em coi. 25. Chưa chuyển khoản sao? Số 8. Dạ con trai chị chờ em xíu xíu. Con trai nhé, chờ em xíu xíu nhé. 35. Lỡ là 35. 25 đến 35 kg đúng không? Cái này 25 đến 35 kg. Bộ xây đại. Dạ con trai. Rồi ngố trai, ngố từ 25 đến 35 kg. Dỡ cái số 12 lên cho em coi chị. 25 kg đi thông thả. 25 28 luôn. Cái số này to hơn bình thường sao được. Em thấy sao to hơn bình thường ấy. 37 kg. 37 kg. 35 37 kg. Quần của nó là quần ngố ôm. Lên luôn dùng nguyên con này. Đi chạm 95.000 cho xây đại luôn. Ngố 95.000 cho size đại luôn. Chị nào lấy cái này lên 100 mấy. Ngố 95.000 cho size đại luôn. Cái này là mấy cái? 25. 7 phê, em nói 7 phê. 28 này chị rất là xịn đây. Luôn. 7 rất là xịn luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã ngố cam kèm size cho em nhé. 95.000 cho size đại, hàng 15 125 gì đây. 35 cho chị Dương Mỹ Duyên. Nhận mấy cái bộ đồ về chị em mình đảm bảo ưng cái chắc luôn. Cầm cái chắc nó sướng tay. Cầm nó sướng cái tay. Rồi chị nào lấy ngố cam comment ngố cam kèm số ký cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Lên cho Nguyên mã này lên mã ngố cam kèm số ký vô cho Nguyên nha. Lên mã ngố cam kèm số ký. Lộ mình đi tập xe cù. Xe thủng này. Ngộ cám cho bà gái đó chị Dương. Em sale cái xe khủng này 105.000 luôn. Dạ 105.000. Ui xe này 60kg ok. 62kg ok. 105 luôn. Chốt xe 60. 135 đúng không? Chị em mình đang mua 135 đúng không? Anh ta chị. Xe khủng mà giống bộ người yêu cũ ấy. 135.000. Còn được máy bộ 105.000 luôn. Bộ này size gần 60kg này, 55-60kg mang được hết cái bộ này size khủng. Mà đi có 105. Chị nào lấy cái này lên mã khủng. Ngố cam còn 27 không chị? 27 có hết rồi. Lấy màu hồng này nè, màu hồng này size to được không chị ơi? Ồ, cái này size to hơn nữa. Nè, size cổ. Nè, cọc này size cổ. Để riêng đi hồi phân size ra lên chẳng dĩa. Hết 27 đó chị. Cọc nó size cổ rồi.
Rồi chị nào lấy cái này lên mã bộ khủng cho Nguyên nè. Trời ơi, bộ này tìm đâu ra giá này. 135.000 bao rẻ rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên á. 60kg quay đầu, như cái này 60kg cho em. 105 nha. Size 42kg này, chị nào lấy trai 42kg chốt. Trai 42, chị nào lấy trai 42 comment lên trai 42 cho Nguyên là ok. Trai 42. Trai 42kg, chị nào lấy cái này trai 42 105 luôn chị nghe. Đẹp lắm. Chắc đẹp cả áo lẫn quần. Cái này 42kg nè chị. Ghi cái này 42kg cho em. 42kg. 45 48. 50. 45 48. 45 48, 50 và 52kg. Rồi. Đấy, còn được từng nớ bộ size khủng, chị nào lấy size khủng. Yêu. Còn mấy bộ Lina. Ở cái này chưa phân size. 45 cho chị Trần Nguyễn Diễm Phúc. Này chưa phân size. Này chưa phân size rồi. Rồi, cái gì đây? Bộ trai Lina. Trai Lina chị nào chưa sang sang được. Còn mấy bộ nó size 35 nè. 105, bộ trai hàng, bộ thể thao hàng Lina nè. Size 35. Hồi nãy kêu bộ vàng đúng không? Hơn rồi. Size 35kg đang có 1 bộ. Em có 2 màu đây. Màu đây là cái màu không có được nha. Hết rồi, không lại tiếp. Thì trừ nhớ lại. Bộ Lina 105.000. Size 38 nè. Hay lấy số to hơn nè. Nè, số này to hơn nè. Eo còn một cái áo gấu nè, em bán tặng luôn đi. Có cá sót lại chứ mấy. Size to luôn, size gần 40. Đi 39.000 luôn. Size này sale 39.000 à, con này sale 39.000 luôn. Lên mã áo gấu chung là được, sale 39.000 con cả. Áo gấu, sale 39.000 có một cái áo gấu. Chị nào lấy áo gấu, lên áo gấu chung là được nhá. Hàng 65.000. Đẹp. Xịn. Rõ. Hảo bác chị cho chị Nguyễn Thu Thủy. Rồi bộ đỏ size 35. Trời đất duyên, còn đỏ còn xanh. Đúng rồi đó chị Thảo Võ. Đỏ size 35kg chút, đỏ 35kg chút. 105 đỏ size 35. 38. 38 là chắc năng được. Cái này không chưa có à? Rồi lên đỏ cho Nguyên, màu đỏ mang trắng da size 35. Lấy số mấy? 14. Rồi cho Nguyên đỏ luôn, còn được mấy bộ đỏ hàng hãng Lina này. Chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên cái 105 luôn. Đẹp xịn sò. 105 vô mùa mà cầm mua những cái bộ này về cho nó mang cực kỳ sướng luôn á. Nha, gọi là cực kỳ sướng. Chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên này. Eo quen. Rồi còn số nó mười mấy rồi chị? Số 13 này. Chừa cho em cái bộ xanh này. Chừa cho em cái bộ đi. Xanh. Chừa này lại cho em. Lên em này. Một khủng hình như nãy giờ khách không có mấy đứa bốn mấy ký á. Tới bốn mấy ký thì thôi. Để qua. Để qua. Còn trai là size nhỏ nhỏ hơn. À đây đây đây, bộ chung ký. Bộ nó bộ size to nó để rồi cho em. Trời ơi. 34 36 38 40 28 độ lên 40 độ về, bộ nhện cho Nguyên này. Đóng túi hộp nè. Xịn chưa? Bộ xịn nhá. Nhện xanh coban đóng túi hộp từ 28 độ lên 30 độ về. Chị nào lấy cái này 38 này chị. Đây này, đây này 38 đây. Lên cho Nguyên con này. Đồ 38 cho chị Nguyễn Thuận. 28 độ lên. 30 à size 40 độ về. 105. À. Chốt cái này nè chị em mình ơi. Cái này đẹp quá nè. Chị em mình lên bộ này nè.
Cặp em mã này lên xanh cho Nguyên nhá. 28 độ lên, 40 độ về bộ tiên kích. Hàng có tông xịn đóng túi hộp. Nhện nữa. 115 nghìn, chị nào lấy cái này lên mã nhện chung là được 115 nghìn nhện nhé. Phải đã ghi, này không có xe gì. Phải bộ này đã ghi luôn ý. Chị nào lấy cái này lên luôn giữ mã nhện xanh kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Còn theo dõi like không chị em mình ơi? Còn theo dõi like thì tương tác lên luôn dùng Nguyên nhé. Chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên, chia sẻ dùng Nguyên phát để em lên tiếp nha. Chốt mã này, comment mã xanh kèm size. Xanh còn đúng một ri từ 28 độ lên 40 ký độ về luôn. Mà đi giá 115 nghìn. Chị nào lấy nhện xanh, comment mã nhện xanh kèm size. Những cái mã này toàn bộ là những cái mã hàng xịn, có tông xịn nha. Chị nào lấy cái này lên mã nhện xanh kèm size cho Nguyên là ok. Xanh kèm size nhé, 28 lên 40 về đó chị. 28 lên 40 về, 28 độ lên 40 độ về đó là có xanh. Rồi, còn mấy con này em bán tặng luôn. Tập này tập hàng xã. Áo gió à? Áo gió Guna. Có chị. Thế? 28 đi. 28 đi. 28 cho chị Thanh La Nguyễn. Có một cái áo gió gu của Nam size nè, size 60-62 bán tặng luôn 49 nghìn đi. Hàng 125. Con cá chứ mấy 49 nghìn luôn, hàng bom hàng xã nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nè. Chị ơi giờ nó lẽ lẽ tẻ móc tới đây em lai tới đó thôi chứ giờ em lựa 25 cái em lai không nổi. Không có. Em móc tới đây em lai tới đó vào nãy giờ 25 cũng nhiều chứ giờ mà bảo không. Bảo em ấy chịu luôn, bảo lựa mỗi size nó để chị đi đóng bé là em chịu luôn, em bó tay em không theo được. Vô cho chị rồi nhanh hả sai to. Sao? Trừ trừ hai cái áo này lại cho em đi. Khi chị bóng thì trừ cho thằng Vinh sao to đi, trừ cho thằng Vinh nhẹ 38 cho chị Nguyễn Thuận. Ghi cái này đi chị bóng để là bộ môn tình về đây này chị bộ mà đưa cho anh tình luôn với mình đó. Còn có một cái 38 tí cái bao nàng xả không? 38 kg nè. Chị ơi đến đó chút đơn hoặc chị nhắn qua cho em chứ làm sao mà giờ trên live chị bảo là áo này bao nhiêu ký, à quên bao nhiêu tiền với bao nhiêu tiền là chịu luôn. Cái này chị ngoài chị Duyên lấy không? 38 kg đây nè, vừa luôn. Không muốn hai cái bông trang được lấy. Rồi cái này nhanh có nè. Một cái size 16. Một cái size 15. Hai cái thôi. Mang cái chân váy màu đen nhỉ? Chân váy màu vàng nhỉ? Màu vàng. 49 nghìn con nào luôn. Xịn nha. Xịn nha. Cái này bằng nhiếm đang mang với cái màu áo màu gì vậy? Mang với màu tím mà. Rồi mang với chân váy màu hồng. Chân váy da màu hồng. Rồi chị nào lấy cái này lên có được hai cái thôi. Hàng này hàng xã nhé. Bộ mặt hết rồi. Hàng này là hàng xã nhé. Hàng có tên. Hàng này hồi trước Tết nè. Hàng trước Tết nè. Cái này bé gái chị Trang Phạm nghe. Bé gái gì ơi, áo lửng bé gái chứ chị. Chị hai chốt cho bé trai à. Sợ nhầm. Cái này bé gái phong lửng mà bé gái nha, vẽ trai nha. Size 15, size 16. Cái này mang với chân váy mà. Chị nghe mà chân váy mà răng bé trai được. Có hai cái vải đã lắm. Hồi nãy em sale mấy? 49 nghìn luôn đi. 49 nghìn áo xịn nhá. Cái này những cái con này thì em đi vô số mua cao. Bây giờ có giá rẻ. Có một con quần riêng của hàng BVK này. Size 13 này. Chân trai. Máng chân váy mà. Riêng size hàng BVK này. Hàng này hôm bữa biết cuối năm chị gì ta. Chị dĩ vô chị kêu đưa mẹ chị đi. Tại vì chờ miết Nguyên không có size 32. Không săn được size 32. Đi mua hàng BVK hôm bữa em sale 125 nghìn. Đi ra mua 280 nghìn. Rồi chị nào lấy cái này còn có 1 cái à. 100k luôn. Size 13. Quần riêng nhá. 100k size 13. Hàng riêng hả.
100k size 13, chị nào lấy size 13 chốt cái này mới bé trai này. Mà cái này còn lại tẻ size hồi chị phân size cái này hồi em sale này. Mấy cái này toàn có tên trơn rồi chị ơi. Sale chị anh con này 39.000 luôn. Sale 39k luôn, size 45 có cái. Nga lên mã xanh 39k. Size này là size 45kg. Nhớ chị nào lấy xanh lên xanh. 39k size 45. Có một cái duy nhất thôi. Hàng này là hàng xả chứ Nguyên cũng hết hàng rồi. Ai lấy cái này lên luôn mã trai. Ôi, đâu có. Cái này không đi combo nha. Ai nói à? Hay tự phá. Làm chi có 29 chứ làm chi có. Chị có khăn á là 2 cạnh. Muốn 2 cạnh nó từ 2 giá. Lãi bao nhiêu đâu tự hại giá. Con này size 25kg đỏ này. Mã này nãy sale mấy ta? 95.000. 105.000. Chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên này. Cảm ơn mã bộ đỏ 105 luôn. Chốt đỏ 105 cho được. Xanh sale 39.000 thôi chị. Không sale 35.000. Em sale 39.000. Rồi con lên còn lắm. Xanh 45 cho chị Vân Lê. Anh học sale đi không ấy. Ô bộ hãng Lina, trời ơi, size mấy? Size 12. Bộ hàng hãng Lina size 12. Bộ hàng hãng Lina size 13, 14 được 2 bộ. Bộ này. Vải V luôn. À, biết răng không? Cái này phải còn hàng mà bị lộn áo lộn quần. Bây giờ bán kiểu gì? To cái áo nhỏ. Giờ bán kiểu gì? Đúng rồi. Giờ bán kiểu gì? Cái quần to nhỏ thì bán kiểu gì? Quần to bự chả. Thì lộn mà, cái số 1, cái quần số 1, cái áo size số 6 nè. Hàng gì mới còn cái bộ này. Giờ bán kiểu gì? Xem cái áo bán tặng cái quần hay là như thế nào? Như thế nào thì cho nó hợp lý cái này. Áo thì có size 11, 12. Quần tới size 16. Hay lên mã lỗi nhỏ đi. 39.000 đi. 39.000 không bằng con quần này nè. Em nói thật sự luôn bộ hàng hả? Đi 39.000 đi chứ không biết cái áo với cái quần trên kiểu nào, không biết là sale kiểu gì. 39.000 luôn, lên mã lỗi cho em được. Áo size 13, quần size 16, 15, 16 nha, chốt. Lên mã 39.000 lỗi nhỏ đi. Chốt mã lỗi nhỏ 39.000. Thì nào lấy lỗi lên lỗi nhỏ 39.000. Cái bộ này cũng như thế. Bộ eo à mà không cái gì nó khác nha. Bộ này cái áo size 14. Cái quần size 16 luôn. Về mặc cái quần, cái áo này với cái quần đen. Còn cái này để dành à? Không. Cái quần nó có thằng lấy. Thằng lấy màu đen đó. Lên mã lỗi cam luôn 49.000. Lỗi cho chị nghĩ à, 39.000. Lỗi cam 39 luôn. Thì nào lấy lỗi cam, chút lỗi cam 39. Cái này lỗi cam 39.000 cho mã lỗi cam. Cái cũng sai đấy luôn, cái quần cũng đấy. Cái áo là size 13, 14. 14, cái quần cũng size 16. Lột như là lột đỏ, lột cam. Cam đấy chứ không phải đỏ. Bộ này size 28, 105. Đấy. Mang cái quần không rút cái cọc cái dây à. Mang cái quần xong cọc cái dây vô như thùng. Phải đã ghê lắm, bộ tiên kẹo bộ hàng Tina. Bộ hàng Tina xịn chắc đẹp lắm. Chị bộ sạp. Lỗi cam cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Bộ sạp hồi sáng chị chốt còn sai. Bộ sạp size 35.000. Cam này size 28 105 luôn nè. Chị nào lấy bộ cam trai. Size 28kg. Nguyên đây trả mình bộ này 105 cho size 28. Chị nào lấy size 28 chốt. Mấy cái bộ, mấy cái set bộ tiểu thư này nè. Mấy cái váy tiểu thư này nè. Size 14kg. Hàng Luni. Còn hàng xịn không em nói. Còn hàng xịn không à. Chứ không bá hàng sổn sổn đâu. Size 14kg. Nhưng mà kiểu như là cho mấy người là bé bự á. Múp 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 á. Lùn lùn múp múp á. Size 14, 59.000 luôn. Cái này là hàng dành cho mấy đứa múp. Size 14kg nhưng mà
hơn tuổi á, hơn tuổi như vậy mà nó mất mất á, công chúa cưng chưa? Bộ tám cho chị Huế sushi, cái này đi 59.000 à, chị Kiểu á cân ghê luôn á, sao 14kg 59.000. Tiểu thư công chúa chơi cái tay này. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh, chốt xanh cho Nguyên nhá. Comment mã xanh size 14 59k. Xanh size 14kg 59k chốt lên luôn cho Nguyên nhá. Ai lấy xanh comment xanh cho em là được. Xanh 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 xanh. Rồi một bộ. Còn bộ ngố size lớn A à, quên, đang đi bộ mặt cười lỡ dở. Có bộ ngố xe lớn hồi nãy có bộ gấu có màu hồng chị rút cho em bộ mặt cười màu vàng đó chị chưa mới duyên nè, bộ mặt cười màu vàng mới quen từ 38 tới 50kg luôn. Bộ này size to 245-48 nè, bộ xám size 48 105, bộ thể thao xịn cho Nguyên nhá, size 48 đi 105. Con bộ chị nào lấy xám size 48 chốt xe trẻ mình, bộ này 105 48kg là ok nha. Chị nào lấy xám xe 48 đi 105.000, bộ ngố màu vàng nhiều em chị đó, ngố mặt cười đó, màu vàng màu cam gì đó, bỏ của chị cái gì ta, xám xe 48 chị Văn Ly 35kg. Quần của hắn là dặm ôm mà lấy xe to hết màu gì cũng được, có màu gì bỏ cho em xem có 79.000 nè. Eo hồi nãy chị nào lấy cái bộ này cho mình rồi, à, cho con rồi thì phát cái bộ này cho mình luôn. Ôi chết chà, sản bộ phạm cho chị lỗi nhiều quá, hồi nãy em xem cái bộ đi máy tiền rồi 95.000 thôi. Bộ to bộ, à, bộ cô chưa lên 79 là bộ xe nhí, bộ xe đại là 95. Còn bộ này xe cổ đi 105 luôn, xe tới 57kg gần 48kg. Bộ này người lớn ăn ok luôn nè. Ăn cho chị Vân Lê tới 57kg à, bộ này tới 57kg đi 105 đi chị, nó quên lộn đi 95 cao, bộ nó 105, bộ này đi 95 cao luôn đi chị, từ 53 đến 57kg nhập rồi đó, đi 95.000 cái bộ này mình mang đẹp luôn. Chị nào nãy mua cho mình bộ rồi, giờ phát luôn cái bộ này, à, quên lộn cho con bộ, giờ phát luôn cái này để mang cặp. Kiểm tra lại giùm em năm mấy ký độ lên chị. Cầm bộ mà nắng em cầm 57kg vàng bỏ riêng. Rồi lên mã ngố hồng kèm size 45-48 tới 58. Chị nào lấy cái này lên mã ngố hồng kèm size thân ngưng đi dạ mà nói ba mấy thiêu thân ngưng nha. Hàng trẻ mình qua lai tối nhé, lai tối chính tiếp đồ lớn, sale lớn vậy mình, lớn tên bé. Rồi ngưng nha, bye bye cả nhà, hàng trẻ mình lai tối nha. Bỏ đi vô chị. Rồi ai lấy cái này lên mã cười hồng kèm size đi. Rồi nguyên tắc like nhé, bye bye cả nhà. Hàng trẻ mình qua lai tối nha. Lai trưa là trẻ mình có thể gom thêm cái lai tối. Nay trẻ mình tối tranh thủ có gì rồi, tranh thủ chút cho chị chốt cao. Nha, trưa này chốt được cái gì tranh thủ tối chút thêm là ngày mai nhãn chốt đơn nhé. Lai trưa này ngày mai nhãn nó chút đơn thì dạ mình thể gom với lai tối. Rồi bye bye cả nhà nhé, hàng trẻ mình lai tối nha. Mình tắt like đây. Chị Thơ Nguyễn luôn đi, chị 45 với 52.